ta đúng là có một chút tài liệu để ngươi luyện chế. Nhưng khi ngươi luyện chế ta phải ở bên cạnh theo dõi mới được. Bất quá ta cũng sẽ đứng yên tuyệt không quấy nhiễu ngươi. Hơn nữa chỉ cần luyện chế thành công, ta sẽ để lại một phần nguyên liệu coi như tiền thù lao cho ngươi, không để ngươi phải thiệt thòi. Hàn Lập trầm mặc một chút rồi hạ quyết tâm nói. Với Hàn Lập mà nói so với việc đem mấy tài liệu này đổi lấy linh thạch, chỉ bằng trực tiếp luyện thành pháp khí thích hợp. Phải biết rằng hắn đỉnh cấp pháp khí của hắn hiện giờ, Mặc dù trong hàng đệ tử luyện khí kỳ xem như là nhiều, nhưng so với các tu sĩ trúc cơ kỳ khác thì cũng không là gì. Nhưng phỏng trừng cũng không phải là quá ít. Đương nhiên có thể, tiền bối hẳn sẽ luyện chế luôn bây giờ chứ. Tiểu lão bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Lão già thấy hàn lập thật sự có thể để hắn luyện chế đỉnh cấp pháp khí, nhất thời cảm thấy kích động, ngay lập tức đồng ý với điều kiện của hàn lập, thái độ rất chờ mong. Ta còn một ít đồ vật muốn mua đợi công việc xong xuôi sẽ quay lại đây rồi mới bắt đầu hàn lập nghe xong lắc đầu nói tốt lắm vãn bối cung kính bồi tiếp tiền bối lão già thấy hàn lập chưa muốn làm ngay bây giờ không khỏi có chút thất vọng nhưng lập tức khôi phục thần thái cung kính nói hàn lập cảm thấy mọi việc tạm ổn cũng không muốn ở đây nữa cáo từ đi ra khỏi cửa hàng chỉ mới cất bước được vài bước đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ sau vọng lại tiền bối xin tạm dừng bước hàn lập dừng lại hơi do dự một chút sau đó quay người lại đã thấy vị nho sinh vừa rồi đang tươi cười nhìn hắn có việc gì không hàn lập cho mày thanh âm lạnh lùng hỏi hắn không thích cái chuyện vô cớ bị người khác quấy dày vãn bối muốn hỏi tiền bối cần mua vật gì ở phường thị này tại hạ vương tử lăng thường qua lại nơi đây có lẽ có thể giúp tiền bối tiết kiệm không ít thời gian nghe xong lời này hàn lập có ngoài ý muốn thầm đánh giá nho sinh đột nhiên khinh khỉnh cười nói ngươi là kẻ môi giới sao mặc dù hàn lập đầu đội mũ nho sinh kia không thể nhìn thấy mặt rõ vẻ mặt nhưng trong lời nói của hàn lập có chút vui vẻ trong lòng không khỏi bồi hồi vội trả lời tiền bối đoán được rồi mặc dù vãn bối chỉ là di lại ngẫu nhiên cũng không có cửa hàng cố định một chỗ nhưng tiền bối cứ yên tâm hàn lập hơi gật đầu nhưng lại thản nhiên nói mặc dù ta cũng không ngại người có hay không có cửa hàng hay không cũng không quan trọng nhưng lần này ta muốn rất nhiều loại trận kỳ trận bàn dường như cũng chỉ có ở tinh trần các mới có loại tốt nhất tựa hồ cũng không cần ngươi giúp gì. chương 223, Bí Điếm, Cạnh Mại Hội Nho sinh nghe Hàn Lập nói dứt lời, ban đầu hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau đó cười nói. Tiền bối, may là người gặp ta, nếu không phải chắc phải mất không ít công sức. Thiên tinh tông mặc dù về mặt trận pháp thanh danh không nhỏ, nhưng không có nghĩa là tinh trần các có được loại trận kỳ, trận bàn tốt nhất. Bây giờ tinh trần các có không ít các loại trận kỳ, trận bàn nhưng chủ yếu chỉ là của các gia tộc tu tiên hoặc tán tu bình thường mà thôi, dụng cụ tinh phẩm chính thức thiên tinh tông tuyệt sẽ không mang ra ngoài dễ dàng như thế. Bởi vì môn phái họ căn cơ hoàn toàn dựa vào một đạo trận pháp, nếu dễ dàng truyền bá ra ngoài thì sẽ làm cho người ngoài phát hiện được chỗ sơ hở của họ. Đối với họ mà nói đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nho sinh giải thích, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm hàn lập, nhưng trên hàn lập đội mũ che kín mặt, cho nên biểu hiện trên mặt không nhìn ra được. Nghe khâu khí của ngươi, có vẻ ngươi có thể tìm được cho ta những gì mà ta muốn tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng thanh âm Hàn Lập vẫn bảo trì sự bình tĩnh, căn bản nghe không ra sự ngạc nhiên trong đó. Nho sinh nghe vậy đầu tiên là nhìn quanh quẩn vài lần, chú ý không có ai rồi mới hạ thấp giọng tỏ vẻ quỷ dị nói. Tiền bối, nếu tin tưởng tại hạ, tại hạ đích xác có thể giới thiệu cho người một vài bí điếm, nơi đó bất cứ cái gì cũng có, mặc dù trong đấy không ít vật có chút vấn đề về lai lịch, nhưng hàng hóa này tuyệt đối là tinh phẩm tại hạ nghĩ tiền bối chắc sẽ hài lòng với nó. Bí điếm, Hàn Lập mặc dù thanh âm rất bính tĩnh, nhưng trôn lòng thật sự bị nho sinh kia làm cho kinh ngạc. Hàn Lập mặc dù trước đây cũng nghe được không ít về các bí điếm này, nhưng thật sự đúng như nho sinh kia nói thì đây đúng là cơ hội để mở rộng tầm mắt. Xem ra tiền bối cũng biết không ít chuyện về bí điếm. Hi hi, như vậy là tốt rồi, không cần vãn bối phải nhiều lời. Ước chừng còn hai ba canh giờ nữa là đúng vào lúc bí điếm một tháng mở một lần tiền bối nếu muốn đi thì tại hạ sẽ lập tức dẫn đường. Nho sinh thấy Hàn Lập cũng không tỏ vẻ gì phản cảm với bí điếm, trong lòng không khỏi mừng thầm, biết rằng tám chín phẩm vị khách này sẽ đi theo. Không quá xa chứ, Hàn Lập đột nhiên hỏi. Không xa, chỉ cách phường thị một dặm thôi, tiền bối đồng ý chứ. Nho sinh có chút hưng phấn, tìm cho một vị khách tiềm năng cũng có nghĩa là được một ít linh thạch rồi. Đi thôi Hàn Lập thở nhẹ ra, thanh âm lạnh lùng nói. Tại hạ dẫn đường trước, Nho sinh mang theo sắc mặt vui mừng rồi đi lên trước. Nho sinh đi qua 7 căn nhà, rẽ đến 8 lần, sau đó mới dẫn Hàn Lập đến một gian hàng nho nhỏ phía trước. Gian hàng này cửa bên ngoài đóng chặt, trên cửa cũng chẳng có dấu hiệu gì, thoạt nhìn thường rất bình thường. Nhưng nho sinh lại hướng về phía cửa gỗ, vỗ tay vài cái theo tiết tấu. Cửa phòng lập tức mở ra, một vị phụ nhân khoảng 30 từ trong đi ra. Vị phụ nhân này mặt mũi tầm thường, công pháp cũng mới đến tầng thứ 6 thứ 7 của luyện khí kỳ, thật sự là chẳng ra gì. Trương phu nhân, tại hạ dẫn một khách mới đến, hắn cũng muốn tham gia đợt mua bán này. Vương tử lăng không đợi phụ nhân mở miệng vội vàng chỉ hàn lập đứng phía sau nói. Trương phu nhân nghe vương tử lăng mang một khách mới đến, sắc mặt cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn trao mày, tựa hồ như không vui. Nhưng nhìn rõ vị khách nhân đứng phía sau là tu sĩ trúc cơ kỳ thần sắc mở trở lại vui vẻ. Vị khách lần này hẳn là rất được, vị chúc cơ kỳ tiền bối này không giống mấy kẻ lần trước, một chút tài vật cũng chẳng có. Vị tiền bối mời đến đây, vị phụ nhân kia mặc dù tu luyện kém cỏi nhưng đối với Hàn Lập cũng chẳng tỏ vẻ kinh sợ, dường như coi Hàn Lập cũng chỉ là khách hàng bình thường mà thôi. Tiền bối, tại hạ chỉ có thể đưa đến đây thôi. Phải cáo từ rồi, vương tử lăng bị phụ nhân kia nói mấy câu, sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng hướng Hàn Lập từ biệt. Hàn Lập thoáng nhìn bóng nho sinh rời đi, trong lúc đó phụ nhân kia rợm bước đi vào phòng. Bên trong phòng bầy bảy tám loại tài liệu luyện đan, luyện khí, trông chẳng khác gì mấy gian hàng bình thường bày bán nguyên liệu. Hàn Lập đang cẩn thận quan sát, thì cửa phòng đã đóng lại, phụ nhân kia thần sắc nghiệm nghị nói. Các hạ, xin theo ta đến đây. Nói xong, phụ nhân bước tới hai bước, đi tới góc phòng rồi vươn tay ấn vào mặt đất một cái. Trên tay hoàng quang chợt lóe lên, trên mặt đất tách ra một cái động lớn, phụ nhân mời Hàn Lập một tiếng, rồi đi trước dẫn đường. Hàn Lập thần sắc thoáng chút do dự, cuối cùng cũng cẩn thận theo sát sau lưng. Hàn Lập vốn tính cẩn thận cho nên lúc nào trong lòng cũng rất đề phòng. Địa đạo rất ngắn, đi 10 trượng là đến một cái cửa đá không lớn lắm. Hai bên cửa có hai gã hắc y nhân, trên mặt đều đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ. Hàn Lập quét mắt nhìn hai hắc y nhân, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Hai kẻ này đúng là cao thủ trúc cơ kỳ như hắn, hơn nữa một người còn là trúc cơ trung kỳ, điều này không khỏi làm Hàn Lập kinh hãi. Đối thực lực với bí điếm cũng thấy kiêng kỵ, phụ nhân lại giống như không nhìn thấy hắc y nhân, trực tiếp đẩy cửa đá dẫn Hàn Lập đi vào. Còn hai gã hắc y kia cũng không mở miệng ngăn cản. Vừa tiến vào cửa đá Hàn Lập ngay lập tức cảm thấy sừng sốt. Một chiếc thảm màu đỏ tươi, tường làm bằng ngọc bích trắng, đèn lồng đỏ treo trên cao, hết thảy như một nhà đại phú ở thế tục, nhìn không gian ở đây đủ hiểu chủ nhân là người rất biết thưởng thức. Đại sảnh hình tròn, đường kính chừng 10 trượng, bên trong bày bảy tám chiếc ghế dài, đã có mười mấy tu sĩ trang phục khác nhau ngồi ở đó. Ở đối diện tách biệt ra là một cái bàn trống bên cạnh xe tô hai ba cái ghế gỗ. Nhìn thấy Hàn Lập và phụ nhân tiến vào, mấy người trong đó cũng không thèm liếc nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thoáng nhìn qua đám người bên trôn không khỏi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến. Những người này một nửa đều từ đẳng cấp trúc cơ kỳ trở lên. Lúc này Hàn Lập mới hiểu tại sao phụ nhân vừa rồi không để hắn trong mắt, ở chỗ này hắn cũng chỉ tính là người bình thường mà thôi. Các hạ tới thật đúng lúc, lần giao dịch này sẽ bắt đầu ngay thôi. Tiểu phụ nhân cũng không ở đây phụng bồi được, ta còn phải lên canh chừng. Phụ nhân nói xong liền dẫn hắn đến chỗ ngồi, rồi bước ra ngoài. Hàn lập bất đắc dĩ nhìn đám tu sĩ, rồi cũng yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này hắn mới chú ý, tất cả tu sĩ ở đây đều giống như hắn mang mặt hoặc mũ chụp đầu che giấu khuôn mặt, xem ra chẳng ai ngu ngốc muốn người ta nhận ra thân phận của mình. Bên trong sảnh đường mặc dù không ít người, nhưng hoàn toàn im lặng, không khí dường như ngưng tụ lại cũng có chút khẩn trương. Hàn lập thấy vậy, cũng vô cùng thành thật ngoài trừ trong lòng suy đoán nơi này cũng không có người quen ra cũng toàn tâm lưu ý cánh cửa gỗ ở trên bức tường đối diện xem ra chủ nhân hẳn là sẽ ở bên trong đó chuẩn bị đi ra hàn lập ngồi đợi hai ba canh giờ thì cánh cửa gỗ phía sau rốt cuộc cũng mở từ đó lục tục ba người đi ra ba người này trang phục cũng không khác gì hai gã hắc y nhân ở ngoài cửa không thể nhìn ra ai là chủ lúc này bọn họ đến bên cạnh cái bàn tách biệt gần tường người bên phải lên tiếng nói trước Hoan nghênh các vị đồng đạo tu tiên giới quang lâm bổn điếm giao dịch, lần này có cả khách quen của bổn điếm, cũng có người lần đầu đến giao dịch, bất quá cũng không sao cả, bổn điếm sẽ làm cho các vị được hài lòng. Người bên phải nói xong, người bên trái lập tức tiếp lời. Lần giao dịch này quy củ không thay đổi, bổn điếm sẽ ra giá trước, sau đó các vị khách nhân tùy ý mà đấu giá với nhau. Nếu linh thạch không đủ, cũng có thể dùng vật phẩm thay thế. Giá trị cụ thể nhiều ít bao nhiêu đều do ba người chúng tôi bình phẩm, tóm lại là ai ra giá cao nhất sẽ có được vật phẩm thanh âm người bên phải khác hẳn người bên trái rất sắc bén tạo cảm giác cho mọi người không thoải mái thoải mái rất có thể là cố ý đổi giọng như vậy cuối cùng khi bổn điếm bán hết hàng hóa xong chính là lúc mọi người tự ý giao dịch nếu có gì muốn thay trao đổi có thể tiến lên tự mình trình diễn tự giao dịch chúng tôi cũng không nhúng tay vào được rồi bây giờ thì bắt đầu người ở giữa nói thanh âm thật hùng hậu vang vọng toàn trường lời nói vừa dứt ba người này đi thẳng sang bên cạnh sau đó phân biệt ngồi xuống ba chỗ, cũng lúc đó từ trong cửa gỗ đi ra một vị trung niên nam tử cao gầy, vẻ mặt rất khôn khéo. Người này đi lên ho khan một tiếng rồi mới mở lời. Vật đầu tiên do bản điếm chủ trì, là kiện pháp khí Hỏa Vân Kiếm, vật này. Chương 224, khôi lỗi kỳ quan thú. Vật phẩm cần bán chính là một kiện đỉnh cấp pháp khí uy lực không tệ, điều này làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn. Đặc biệt kiện pháp khí này được tên người cao gầy miệng mồm lanh lợi nói là trên trời vô song dưới đất khó tìm, ngay cả Hàn Lập nghe xong cũng có chút muốn móc linh thạch ra, xúc động muốn mua, huống chi là tu sĩ khác rất thiếu đỉnh cấp pháp khí. Quả nhiên giá cơ bản 200 linh thạch vừa mới nói ra, lập tức có ba, bốn gã tính tình nôn nóng nhanh đưa ra giá. Trong chớp mắt liền đem kiện hỏa vân kiếm này tăng lên hơn 300 linh thạch, làm cho tu sĩ khác muốn ra giá một chút, lập tức dập tắt ý niệm trong đầu. Mặc dù kiện hỏa vân kiếm này mang theo hỏa vân công kích không tệ, nhưng so với đỉnh cấp pháp khí tinh phẩm rõ ràng vẫn còn kém một đoạn. Tốn 300 linh thạch mua về, cũng có chút không thuyết phục. Tuy nhiên những người này không muốn mua, tự có những người khác tình nguyện làm người xuẩn ngốc. Người muốn mua nói rằng, đoạn sau mặc dù bán cái gì đó rất tốt nhưng là bọn hắn không thể lấy tới tay, tốt hơn hết là mua đỉnh cấp pháp khí không tệ ở trước mắt, chính là việc thực tế hơn. Cho nên cái thanh hỏa vân kiếm vẫn đang còn bị tranh đoạt bởi vài tên tu sĩ luyện khí kỳ, thuận lợi bán ra với giá 400 linh thạch tên tu sĩ kia mang theo mặt nạ trẻ con sau khi tiến lên giao nộp linh thạch, vui mừng ầm ĩ cầm thanh kiếm về tới chỗ ngồi, bộ dáng như là muốn đem bảo bối này làm bảo vật gia truyền, làm cho một số tu sĩ khác nhìn có chút buồn cười. Mà nam tử cao gầy sau khi đợi người này ngồi xuống, rõ rõ ràng ràng nói. Vật phẩm thứ hai bổn điếm muốn bán chính là một cái hồng la thiên lô đỉnh cấp mà luyện khí sư yêu quý nhất, cái lô này từng truyền qua tay rất nhiều luyện khí đại sư, luyện chế ra rất nhiều tinh phẩm đỉnh cấp pháp khí, ví dụ như huyện âm kiếm, thanh giao kỳ, hắc viêm châu. Nghe nói đối với việc luyện chế pháp khí có thể có tác dụng gia tăng thành công nhất định, tuy nhiên là thật hay giả, bổn điếm cũng không biết. Cho nên, bây giờ lấy giá cơ bản là 400 linh thạch để bán, tuyệt đối không phải là cao. Nam tử này vừa nói, từ trong túi chữ vật móc ra một đan lô màu hỏa hồng, đặt lên bàn biểu diễn cho mọi người nhìn kỹ. Oanh một cái, các tu sĩ bên trong sảnh mặc dù vẫn không có ai lớn tiếng nói chuyện nhưng không khí lập tức trở nên nóng bỏng, không ít người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đan lô không buông tha hiển nhiên là coi trọng vật ấy hàn lập im lặng ngồi ở trong góc lạnh lùng quan sát hết thảy tuy nhiên khi hắn nghe nói thanh giao kỳ trong tay cũng xuất phát từ đan lô này thì không nhịn được có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi hắn đối với luyện khí một chút cũng không thông tự nhiên không biết giá trị của đan lô này nhưng nếu chính mình không thể sử dụng thì tuyệt đối không ra tay điểm ấy hàn lập vẫn còn có thể làm được Huống Hồ Linh thạch trên người mặc dù không ít nhưng phải dùng tại chỗ mấu chốt. 450, 470, ta xuất ra 500 linh thạch, mặc kệ Hàn Lập nghĩ như thế nào thì nghĩ, cái Hồng La Thiên Lô này không bao lâu đã được tăng lên một cái giá kinh khủng. 780, đó là một vị vóc người mập mạp, đầu đội mũ màu vàng, nghiến răng nghiến lợi hô giá. 800, một nữ tu sĩ cách không xa tên mập mạp này, không hoảng hốt, không vội vàng đưa ra giá cao hơn một bậc, làm cho hắn tức giận hai tay nắm chặt Tình huống trước mắt cơ hồ có thể nói là giá cả trên trời, những người khác sớm đã không còn cạnh tranh, chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng nhìn kỹ hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ tiền nhiều tiếng lớn tiếp tục từng bước từng bước hô giá tăng lên. 850, nếu vị phu nhân này còn có thể kêu giá cao hơn một khối thì đan lô này sẽ nhường cho các hạ tên mập mạp này sau khi nâng giá lên thêm lần nữa, dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm nữ tu sĩ, hung hăng nói. 851, lời của tên mập mạp vừa mới ra khỏi miệng thì nữ tu sĩ cười lạnh một tiếng, cố ý đưa ra giá hơn đúng một khối, làm cho gương mặt to lớn của hắn ở trong đấu bồng đỏ bừng lên như máu. Nhưng sau khi hắn dùng ánh mắt ác độc mãnh liệt xem xét đối phương vài lần, thật sự không hề ra giá nữa. Cứ như vậy vị nữ tu tiên giả trúc cơ kỳ này tốn một cái giá trên trời để mua được cái đan lô đại danh đỉnh đỉnh này, cũng không biết có phải là vật tốt hay không. Có lẽ lần đấu giá này quá kịch liệt nên đã kích thích thần kinh của đông đảo tu sĩ. Hào khí bên trong sảnh lúc đầu lạnh tanh, sau đó trở nên nóng bỏng, từng kiện đỉnh cấp pháp khí, nguyên liệu chân quý cũng được đông đảo tu sĩ nhiệt tình tham gia, nhanh chóng mua lấy. Nhưng sau khi đã có 20 vật phẩm các loại đem ra đấu giá, Hàn Lập vẫn còn chưa thấy xuất ra trận kỳ cùng trận bàn, điều này làm cho hắn có chút trở nên không kiên nhẫn. Hàn Lập không nhịn được thầm nghĩ, nếu lần đấu giá này thật sự không xuất hiện đồ vật loại này, hắn thật sự phải đi tinh trần các thêm một lần nữa. Cho dù là pháp khí bố trận cơ bản nhất cũng kiếm vài cái mạnh chút, Hàn Lập đang nghĩ ngợi tới đây thì hán tử cao gầy phía trước nói ra tên của một kiện vật phẩm cần bán. Thượng cấp pháp khí, một cặp khôi lỗi cơ quan thú. Thực lực có thể so sánh với tu tiên giả luyện khí kỳ tầng thứ 9. Hơn nữa tuyệt đối trung thành, hung dữ không sợ chết. Nếu mua thì tương đương với dẫn theo bên mình hai thiếp thân hộ vệ. Giá cơ bản chỉ là 100 linh thạch, khôi lỗi cơ quan thú. Cái thượng cấp pháp khí kia của mình không phải cũng gọi là khôi lỗi cung thủ sao, chẳng lẽ là như nhau. Hàn Lập trong lòng rung động, thân thể ngồi thẳng lên, chăm chú nhìn kỹ. Nam tử cao gầy đã bày ra ở trên bàn hai con khôi lỗi màu đen sáng bóng. Kích cỡ chỉ bằng nắm tay, ngoại hình hao hao giống sư tử và hổ, nhưng cũng không phải là sư tử mà cũng chẳng phải là hổ, không biết là lấy nguyên hình của quái thú gì để chế tác. Có rất nhiều khách nhân có thể chưa từng nghe qua hoặc rất ít khi nghe qua khôi lỗi cơ quan thuật chứ. Đây là một loại đạo pháp luyện chế pháp khí cùng với pháp khí hoàn toàn bất đồng, mặc dù chúng ta nơi này có ít người biết nhưng tại vùng đất cực Tây lưu hành cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn có một tông phái gọi là Thiên Trúc giáo, đặc biệt lấy cái này để khai môn lập phái, đã đem đạo thuật này phát huy tới cực điểm. Nghe nói khôi lỗi cơ quan nhân cao nhất có thể ganh đua cao thấp cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Mặt khác đem khôi lỗi cơ quan thú này bình phẩm là thượng giai pháp khí chỉ là hành vi của riêng bổn điếm, thực tế dựa theo sự phân cấp chính thức của cơ quan thuật, hẳn phải xưng hô là khôi lỗi thú cấp 2 mới đúng. Nam tử này thấy tu sĩ phía dưới tựa hồ đối với khối lỗi cơ quan thú này không cảm thấy hứng thú, không có ai ra giá muốn mua nên vội vàng đem tư liệu đã được mình chuẩn bị tốt lúc trước nói ra thông suốt, hy vọng có thể gợi lên hứng thú của các tu sĩ. Sau khi nói xong những lời này, mặc dù tu sĩ phía dưới nổi lên lòng hiếu kỳ nhưng muốn bọn họ xuất ra 100 linh thạch mua hai con rối gì đó để chơi thì không ai làm cái chuyện nhảm nhí này. Hơn nữa hộ vệ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đối với các tu sĩ ở đây mà nói có thể có chỗ lợi ích gì đây? Một trăm linh thạch, một thanh âm ở trong góc vang lên, thật sự có người muốn mua đồ vật dùng để chơi đùa này. Nhất thời ánh mắt bọn tu sĩ hướng góc kia nhìn lại. Bất qua người này không phải là Hàn Lập, mà là một người bịt mặt ngồi ở góc bên kia, dùng một cái bao vải màu xám lớn trùm cả đầu, là một quái nhân cực kỳ buồn cười. Một trăm năm mươi khối linh thạch, trong lúc tu sĩ khác nghĩ rằng quái nhân kia là tên phá của, một khẩu âm là lạ, phát âm cực kỳ cứng nhắc kêu giá vang lên bên trong sảnh. Tu sĩ bên trong sảnh đều kinh ngạc, không nhịn được lại nhìn về phía người mới ra giá. Một người đầu đội mũ màu xanh biếc, vóc người khôi ngô, hai tay khoanh lại ngồi ở dãy ghế cuối cùng, thanh âm mới ra giá chính là xuất phát từ miệng người này. Lúc đông đảo tu sĩ nhìn về phía người này thì ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng nhìn lại không chút khách khí, không toát ra bộ dáng có chút bất an nào. Hai trăm linh thạch quái nhân mang bao trùm đầu tựa hồ như bị tình thế bắt buộc, lập tức lại lần nữa quát giá. Ta xuất ba trăm khối người khôi ngô đồng dạng cũng không nhường một bước. Bốn trăm, 600 khối, trong nháy mắt hai người này ta một câu ngươi một câu đem giá của khôi lỗi thú này nâng lên đến mức khó có thể tin. Lúc này cho dù đông đảo tu sĩ bên trong sảnh có ngu rốt cũng nghe ra chỗ không đúng. Chẳng lẽ khôi lỗi thú này có ẩn tàng cái gì bí mật kinh người? Lúc này trong lòng tất cả tu sĩ cũng không khỏi dâng lên một ý niệm trong đầu như thế. Tu sĩ trong cả đại sảnh sau khi nhìn nhau vài lần, tim cũng đập thình thịch nhảy dựng lên, thậm chí có vài tên tài lực hùng hậu và mấy người nôn nóng liền trực tiếp gia nhập cuộc cạnh tranh. Tuy nhiên cũng có một ít tu sĩ lão thành, tâm thì có động nhưng còn chút hoài nghi. Hai người lạ này là do bí điếm an bài phái ra sao? Chẳng lẽ là cố ý đem vật không đáng tiền này để nâng lên giá trên trời, để cho bọn họ trở thành tên xuẩn ngốc? Có không ít tu sĩ ôm ý nghĩ này, Hàn Lập chính là một trong những người có thái độ hoài nghi này. Cho nên hắn vẫn lạnh lùng nhìn, bộ dáng không có một tia động tâm. Ta xuất 900 linh thạch, thêm đồ vật này nữa, Quái nhân vóc người khôi ngô mắt thấy tu sĩ tham dự đấu giá càng ngày càng nhiều, trong lòng quính lên, dĩ nhiên từ trong túi chữ vật lôi ra một kiện đồ vật. Sau đó hắn bước vài bước lớn đi tới trước người nam tử cao gầy, hướng trước bàn phóng tới. Tiếp theo dùng khẩu khí cương ngạnh nói, đồ vật này trị giá cũng mấy ngàn linh thạch, thừa sức hoán đổi lấy khôi lỗi thú này, mau đem chúng nó giao cho ta đi. mươi 225, Thiết Tinh, Linh Dược Gặp tình huống có chút mất đi sự khống chế, nam tử cao gầy đã cơ trí sớm đem hai con khôi lỗi nọ thu vào trong túi chữ vật. Bây giờ hắn thấy tên khôi ngô này móc ra một khối màu đen mờ mờ, tựa hồ là một tảng đồng thiết gì đó, buộc hắn xuất ra vật phẩm cần bán có giá trị này, ánh mắt không khỏi trở nên xem thường, không chút khách khí nói. Các hạ tốt nhất là nên tỉnh táo một chút, đồ vật này của người chúng ta sẽ ước lượng giá trị, nhưng là bây giờ trước tiên nên ngồi lại vị trí ban đầu mới đúng. Nếu không bổn điểm cho rằng các hạ có chủ tâm làm loạn, sẽ không khách khí đâu. Tên khôi ngô vừa nghe nam tử cao gầy uy hiếp như vậy, đầu tiên là giận dữ. Hắn là người có thân phận gì chứ, tại tông phái của mình chính là một nhân vật nhất hô vạn ứng, lúc nào chịu được sự uất ức này. Lúc này xong quyền bóp chặt tựa như muốn phát tác, nhưng khi người này đảo mắt qua nhìn tên quái nhân mang bao trùm đầu thì phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, đang nhìn kỹ mình, ánh mắt còn toát ra vài phần hả hê. Điều này làm cho hắn giật mình, sau khi suy nghĩ liền đè nén nỗi giận ở trong lòng, đột nhiên quay người trở về chỗ ngồi một số tu sĩ vốn tưởng rằng sẽ được xem một chàng náo nhiệt không nhịn được có chút trở nên thất vọng việc đấu giá khôi lỗi thú vẫn còn muốn tiếp tục nhưng cái khối màu đen gì đó đã giao trong tay ba người ngồi ở trên ghế đàn mộc kia lúc này bọn họ đang nhỏ giọng nghị luận về vật ấy mặc dù mang mặt nạ nhìn không ra vẻ mặt cụ thể nhưng cái loại thái độ cực kỳ thận trọng của bọn họ vẫn làm cho tất cả tu sĩ đều nhìn ra được khối màu đen to bằng lòng bàn tay nhìn như sắt đúc gì đó sau khi bị ba người này lăn qua lộn lại tra xét vài lần rút cuộc đưa ra ý kiến thống nhất. Tiếp theo hắc y nhân ở giữa đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Một khối thiết tinh thượng phẩm, giá trị 2.000 linh thạch. Sau đó người này một chữ cũng không nói thêm, ngồi trở về. Thiết tinh, tu sĩ nghe hai chữ như vậy, trong lòng tất cả đều không khỏi cả kinh. Những người lúc đầu còn muốn ra giá, lập tức âm miệng không nói gì. Mỗi người đều kinh ngạc thầm nghĩ, vị này chẳng lẽ là cao nhân kết đan kỳ. Nếu không từ đâu mà có thiết tinh chỉ có đan hỏa của kết đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện ra nguyên liệu pháp bảo. Dưới tình huống bình thường tu sĩ luyện ra loại nguyên liệu này sẽ lập tức dung nhập vào trong pháp bảo của mình để tăng uy lực của nó. Bọn họ sẽ không để cho nguyên liệu này dễ dàng lọt ra ngoài. Mà nguyên liệu pháp bảo thiết tinh này nếu có thể trộn một ít vào bên trong pháp khí bình thường thì uy lực tuyệt đối tăng lên nhiều, việc thăng cấp lên cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy giá bán của bọn chúng càng thêm tăng vọt, mà hán tử khôi ngô vừa rồi, chẳng lẽ chính là tu sĩ kết đan kỳ cố ý áp chế hơi thở, giả mạo cảnh giới trúc cơ kỳ. Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp cũng nhìn không ra sâu cạn của tu sĩ kết đan kỳ. Trong tâm của tất cả các tu sĩ sinh ra kiên kỵ, nghi thần nghi quỷ. Nam tử cao gầy dưới ý tứ ngầm của ba vị ở phía sau, rút cuộc mở miệng hô thêm lần nữa. Bây giờ còn có ai xuất ra hơn 2 900 chín linh thạch? Nếu không có vậy đôi khôi lối thú này sẽ thuộc sở hữu của vị huynh đài này. Nam tử cao gầy tựa hồ còn muốn đem giá tiền nâng lên một chút, cho nên cố ý nói chậm chậm những lời này, rõ ràng là đang trì hoãn một chút thời gian. Nhưng là tu sĩ trong đại sảnh, ai còn dám tùy tiện kêu giá? Những người này nếu có thể tham gia lần đấu giá này đương nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường. Bọn họ hoặc là nhân vật trọng yếu trong tu tiên gia tộc, hoặc là tu sĩ trúc cơ kỳ đại thành, nhưng tại trước mặt của tu sĩ kết đan kỳ, người nào dám trêu chọc để gây họa chút thân đây chứ? Cho dù vị này không phải là tu sĩ kết đan kỳ thì tối thiểu phía sau người ta khẳng định là có một vị cao nhân kết đan kỳ, cho nên dù tham lam bí mật của khôi lỗi thú thì bọn họ cũng không có người nguyện ý làm người dẫn đầu, chỉ có thể chừng mắt nhìn mà thôi. Mà vị quái nhân ngay từ đầu đã đối lập, lúc này đồng dạng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, không biết là bị khối thiết tinh này hù dọa, hay là vẫn còn ngượng ngùng, căn bản không thể đưa ra nhiều linh thạch như thế. Lúc Hàn Lập nghe được thiết tinh, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vị sư phó không đáng tiền của hắn chính là đánh cuộc đưa cho vị khung lão quái nọ hai khối thiết tinh. Lúc ấy nhìn xem bộ dáng với vẻ mặt buồn bực của lão sẽ biết vật ấy chân quý tới cực điểm. Cứ như vậy, đôi khôi lỗi thú này không hề bị tranh chấp đã rơi vào tay gã khôi ngô. Khi tiếp nhận lấy khôi lỗi thú hắn kích động, hai tay có chút run rẩy. Nhưng như vậy lại càng làm tu sĩ ở đây vô cùng nóng lòng muốn có. Đại bộ phận người trong bọn họ đều hận không thể nắm lấy đồ chơi này cẩn thận nghiên cứu kỹ một chút ảo diệu ở trong đó. Nam tử khôi ngô đầu đội đấu bồng sau khi nhận lấy khôi lỗi thú liền lập tức rời chỗ ngồi, hướng cửa đá đi đến. Nhưng là đi tới trước cửa thì phát hiện cửa đá đã đóng. Hắn dùng sức đẩy hai cái, cửa đá vẫn không nhúc nhích. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ mua được rồi, còn không cho người ta đi sao? Thanh âm nam tử trầm xuống, âm điệu lúc đầu có chút quái dị, càng nghe càng cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên không phải, chỉ cần giao dịch chấm dứt, chúng ta lập tức mở đại môn để cho các hạ ra ngoài nhưng là bây giờ lại không được lúc này nói chuyện không phải là nam tử cao gầy chủ trì giao dịch mà là hắc y nhân nói năng bén nhọn ở phía tay trái cái gì sao có đạo lý như vậy ta lập tức phải rời khỏi nơi này nam tử trở nên nổi giận thanh âm cũng lớn hơn vài phần thật đáng tiếc đây thật là quy củ của bổn điếm vì muốn phòng ngừa phát sinh không hay ngoài ý muốn phải chấp nhận điều đặt ra này thôi các hạ ngay cả thời gian cũng không thể đợi được sao. Âm thanh the thế của hắc y nhân bên tay phải vang lên, âm trầm nói. Hừ, ta đương nhiên có thể chờ đợi, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao chứ? Ta chính đang muốn nhìn một chút, phía sau còn có thể có đồ vật gì tốt xuất hiện nam tử này không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thái độ biến đổi, nghênh ngang đi trở về. Điều này làm cho những người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết vị này có chủ ý gì, chẳng lẽ không biết rằng ở chỗ này nghỉ ngơi một khắc, hắn lại càng nguy hiểm sao chứ lúc này phần lớn tu sĩ ở đây cũng nhìn ra người này đích thực là cảnh giới trúc cơ kỳ nếu không người kia còn có thể an phận như vậy nhưng là người của bí điếm tựa hồ ngay từ đầu đã biết hư thực của hán tử khôi ngô cũng không có ý tứ nhượng bộ chút nào nếu gã khôi ngộ này không có đi cuộc đấu giá bên trong sảnh sẽ tiếp tục bắt đầu nhưng tâm tư đại đa số người đều không thể trở lại cuộc đấu giá liên tiếp xuất hiện hai kiện vật phẩm cũng không có người nào hô giá cục diện lạnh lẽo làm cho hán tử cao gầy nọ trở nên rất xấu hổ. Tuy nhiên trường đấu giá cũng đến lúc cuối, đồ vật chân chính tốt rút cuộc cũng bắt đầu lộ diện. Linh dược bình cấp, một gốc hoàng tinh chi ngàn năm. Không cần lời thừa khác, tại hạ không nói chư vị cũng rõ ràng về giá trị của dược thảo này hơn ta. Nam tử cao gầy vừa mới nói xong như thế, một cái hộp ngọc màu xanh biết xuất hiện trong tay. Sau đó hắn ngây ngang liếc mắt xem xét các tu sĩ, thấy mọi người chú ý, Bị hấp dẫn bởi thảo dược ngàn năm trong miệng hắn, mới âm thầm trộm vui nói: "Gốc linh dược ngàn năm này chính là gần trăm năm qua mới có vài lần hiện thế, mua để luyện chế thành linh đan, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất giúp sư vị đột phá cảnh giới, nâng cao pháp lực. Cho nên giá cơ bản bắt đầu từ 500 khối linh thạch." Sau khi nói xong những lời trên, nam tử cao gầy đem vỏ bọc hộp ngọc rút ra, tiếp theo dựng đứng hướng về phía các tu sĩ. Nhất thời một cỗ dược hương nồng đậm tràn ngập cả đại sảnh, làm cho các tu sĩ vừa mừng vừa sợ sợ chính là vạn vạn lần không nghĩ tới lần đấu giá này dĩ nhiên có dị bảo như thế xuất hiện. Mừng chính là nếu có thể mua về chế thuốc, chẳng phải như đối phương đã nói, so với đỉnh cấp pháp khí nào cũng đều mạnh hơn. Dù sao tăng lên chính là công pháp tự thân, mà không phải nhờ tới ngoại lực. Bởi vậy nam tử cao gầy vừa mới nói ra giá cơ bản, lập tức có người không kịp đợi mở miệng nói. Một ngàn linh thạch, tu sĩ thứ nhất mở miệng, lập tức khiến cho giá của linh thảo này đột nhiên gấp đôi làm cho nhiều người muốn hô giá sau đó tức giận trong lòng mắng to không thôi. Nhưng theo sau vẫn còn có người tiếp tục nâng cao giá. 1.200 khối linh thạch, 1.000, một người tiếp theo một người hô giá, trong chớp mắt đột phá đến 2.000. Mà Hàn Lập lại kinh ngạc nhìn dược thảo ngàn năm trên bàn xuất thần một trận. Khi hắn nghe được dược thảo ngàn năm thì vẫn không thèm để ý. Chỉ nghĩ rằng ở địa phương khác cũng phát hiện ra dược tài ngàn năm. Nhưng khi nam tử cao gầy đem ra Hoàng tinh chi ngàn năm sáng ngời ở trong hộp, Hàn Lập lập tức khẳng định rằng linh dược đỉnh cấp này chính là một trong hai gốc cây lúc đầu bán cho Vạn Bảo lâu. Bởi vì linh thảo này dù sao cũng là do hắn nuôi dưỡng ra, hắn có thể nào nhận lầm đây chứ? Tuy nhiên nếu linh dược đã ở trong tay Vạn Bảo lâu, vậy đối phương xử lý như thế nào, Hàn Lập cũng sẽ không nhàn rỗi quan tâm đến. Cho nên sau một hồi thoáng ngẩn người, Hàn Lập liền phục hồi lại tinh thần, vẫn bình tĩnh nhìn đông đảo tu sĩ tranh đoạt. Nghe thanh âm của các tu sĩ dồn dập cạnh tranh, trong lòng Hàn Lập có chút tự đắc. Dù sao cái này xuất phát từ trong tay mình, có thể làm cho người khác khẩn trương như vậy, điều này cũng là một loại kiêu ngạo chứ. chương 226, Điên đảo ngũ hành trận. Trong chốc lát những linh thạch trên người tu sĩ đã không đủ dùng, lần lượt bắt đầu cầm lên những vật chân quý, cái sau so với cái trước càng đắt tiền hơn, quý hiếm hơn, khiến cho Hàn Lập nhìn lóa cả mắt. Ta dùng khí cụ của điên đảo ngũ hành trận cấm pháp để đổi lấy linh thảo này không biết là ai nóng lòng bất ngờ lên tiếng khiến cho trong chốt lát những người khác đang ồn ào nháo nhào cũng yên lặng đi duyên cớ ở đây không phải là do thanh âm của người này mà là bởi vì điên đảo ngũ hành trận từ miệng người này nói ra quả thật quá nổi tiếng đến mức có vẻ như không ai không biết trên một phương diện nào đó mà nói so với thiên niên linh thảo này thì tuyệt đối càng được các tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái xem trọng hơn cái cấm pháp thần kỳ có tên gọi là tiểu cấm đoạn chi trận này ngoài chỗ diện tích bao phủ hơi nhỏ một chút và không có công hiệu chủ động giết địch ra thì các công hiệu ảo hóa, yểm hộ sơn môn để mê hoặc vây khốn dịch nhân có lẽ một điểm cũng không hề thua kém những hộ phái đại trận của mấy đại môn phái. Nếu như gia tộc hay môn phái của mình có được kỳ trận bảo vệ như vậy, đó không phải là rất bảo đảm sao? Bất quá, theo lý lẽ mà nói, cấm pháp lợi hại như vậy cần có một trận pháp đại sư tinh thông trận này ở một nơi nào đó lao tâm khổ tứ khoảng một năm và tốn nhiều nhân lực vật lực thì mới bố trí xong cũng chưa nhắc đến việc phải biến hóa những pháp khí của kỳ trận này. Nếu như là sự thật, lần đấu giá này thật đúng là nhiều việc kỳ lạ, khiến cho người ta đại khai nhãn giới. Hàn Lập nghe được những lời này, mắt lóe thần quang, tinh thần chấn động cực lớn, ngoảnh đầu nhìn về phía người vừa thốt lời. Một thanh niên luyện khí kỳ đeo mặt nạ đầu hổ, thân hình vừa lùn vừa thô, rất không có gì nổi bật. Thật là không giống như người có thể có được những kỳ vật như vậy. Bất quá, nhìn ánh mắt lo lắng của người này xem ra tựa hồ cũng có dáng vẻ lắm. Các hạ có pháp khí bố trận của điên đảo ngũ hành trận. Nam tử cao gầy sau khi thoáng kinh ngạc, bình tĩnh lại, dùng ánh mắt đầy hoài nghi đánh giá người thanh niên một lúc. Tuy hắn không quá tin tưởng đây là sự thật, nhưng đối phương nếu như thật sự có bộ cấm pháp khí cụ này thì thiên niên dược thảo dĩ nhiên phải thuộc về người này. Những tu sĩ khác nghe xong toàn bộ đều lắng nghe đợi câu trả lời của thanh niên. Có thì cũng có, bất quá hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn thành công chỉ có thể phát huy được một phần mười uy lực của trận pháp bất quá nếu như đồng ý cho tại hạ dược thảo này tại hạ có thể cam kết nội trong vài năm chắc chắn sẽ tăng cường uy lực của bộ khí cụ bố trận lên gấp mấy lần tối thiểu có thể đạt đến một nửa uy lực phải có thanh niên thấy nhiều người nhìn mình trong lòng không thể không hoảng nhưng bởi vì cây thiên niên thảo dược này thật sự quan hệ trọng đại hắn cuối cùng vẫn lắp bắp nói ra thì ra không phải là thật vẫn còn là tàn phẩm đang thực nghiệm không ít tu sĩ nghe xong cực kỳ thất vọng. Bọn họ vốn định là nếu như đối phương có được bộ pháp khí này, thì có tốn thêm nhiều linh thạch hơn cũng muốn đặt làm một bộ đem về, nhưng giờ lại là tàn phẩm, tự nhiên không còn hứng thú nữa. Trận pháp sư của tu tiên giới thậm chí so với luyện đan sư và luyện khí sư còn hiếm hoi hơn nhiều. Bởi vì ngày nào quyết định muốn nghiên cứu sâu hơn, kỳ thật cũng tương đương với việc bỏ đi khả năng tu thành đại đạo. Xét cho cùng, tinh lực của con người có hạn, không thể trong một thời gian có hạn đồng thời kiêm cố vừa tu luyện vừa nghiên cứu trận pháp cao thâm. Vì lý do này, cũng có người có chủ ý là đợi sau khi giao dịch hội kết thúc sẽ tìm trận pháp sư phía sau thanh niên này. Nói cho cùng trận pháp sư có thể nghiên cứu kỳ trận pháp khí hóa này khẳng định cũng có thể bố trí pháp trận này ngay tại chỗ. Đối với người trong một vài gia tộc và môn phái nhỏ mà nói, chỉ cần có thể dùng kỳ trận này bảo vệ chỗ yếu hại của gia tộc mình, việc có thể pháp khí hóa hay có thể đem theo tùy thân hay không thì đều là chuyện không cần phải nói đến các hạ có lẽ nào nói đùa, chúng ta ở đây là chỗ bán đấu giá, làm gì có chuyện đợi một vài năm sau mới thấy được hiệu quả. Lần này, ta thấy người còn trẻ tuổi nên vì lần này bỏ qua. Lần sau nếu vẫn ra giá bừa, nói ba hoa, thì đừng trách người của bổn tiệm không khách khí đó. Nam tử cao gầy vừa nghe quả nhiên chỉ là hư ngôn, lập tức mặt hầm hầm, dùng lời lẽ cứng rắn nói. Thanh niên vừa thấp vừa thô này thấy vậy, há mở cái miệng ở dưới mặt nạ, dáng vẻ tựa như vẫn muốn nói gì nhưng nam tử chủ trì đấu giá quay đầu không thèm để ý đến hắn, làm cho thanh niên này thở dài một hơi, chỉ còn bất lực ngồi trở lại vị trí. Hàn lập nhìn thấy màn kịch trước mắt, bỗng lại nhíu mắt, sau khi cẩn thận nhìn thanh niên này một hồi, đem ngoại hình và cách ăn mặt nhớ kỹ trong lòng. Mà vào lúc này, thiên nhiên dược thảo đã rơi vào tay một vị tu sĩ trúc cơ kỳ ra giá 2.000 linh thạch, cộng với một viên huyễn nguyệt thạch. Với cách này, buổi đấu giá ở mật điếm kết thúc tại đây. Thời gian sau đó chính là thời khắc các tu sĩ tự do giao dịch, nếu như cảm thấy không có gì có thể giao dịch hoán đổi, đương nhiên sẽ đi ra từ thạch môn mới vừa mở mà rời khỏi nơi này. Cái người cao to khôi vũ đã dùng thiết tinh để đổi lấy khôi lỗi thú không lập tức vội vàng đi khỏi, vẫn ngồi nán lại trên ghế, giống như cũng muốn tham gia giao dịch tự do vậy. Ngược lại, quái nhân quấn khăn trùm đầu thì vừa thấy thạch môn mở đã lập tức vội vàng đi, khiến cho vài người bàng quan hữu tâm nghi hoặc không thể giải thích được. Hàn lập không phí công nghĩ ngợi những chuyện này, chuyện của thân hắn hắn còn lo không xong. Hắn vốn dĩ định là vừa đến giờ thì sẽ lập tức kiếm thanh niên vừa thấp vừa thô đó, xem đối phương có thể bố trận cho hắn hay không. Tuy cấm pháp khí cụ của điên đảo ngũ hành trận như vẫn thường gọi chỉ có một phần mười công hiệu của nguyên pháp trận, nhưng đối với Hàn Lập mà nói đây cũng đủ dùng rồi. Dầu gì từ lâu hắn cũng nghe đến đại danh của kỳ trận này, tin tưởng rằng một điểm uy lực này đối với động phủ hết sức đơn giản của mình cũng là quá xa xỉ rồi, dư sức để bảo vệ vài thước đất nhưng hàn lập không thể ngờ là mình vừa mới nhận ra phương hướng của thanh niên lúc muốn đi lại gần thì đối phương đã lập tức bị bốn năm người khác vây quanh ở giữa dáng vẻ như muốn cùng hắn thương lượng gì đó việc ngoài ý muốn này xuất hiện khiến cho hàn lập hơi buồn bực đồng thời cũng hơi lo lắng mấy người này có khi nào cũng giống như mình cũng muốn mua bố trận pháp khí không bất quá mối quan ngại này của hàn lập lại không xảy ra mấy người kia và thanh niên chuyện trò vài câu đột nhiên ngơ ngác nhìn nhau sau đó lắc đầu vài cái rồi lần lượt rời khỏi chỉ còn lại một mình thanh niên vừa lùn vừa thô gục đầu chán nản đứng y chỗ cũ hàn lập trong lòng đại hỷ bước vài bước đi tới sau đó hắn giọng một cái muốn mở miệng nói nhưng mà chưa đợi hắn mở miệng thanh niên vừa thấp vừa thô sau khi hờ hững nhìn hắn một cái liền ủ rũ nói nếu như không có thiên nhiên linh dược thì không cần làm phiền ta trận pháp lương sư sau lưng ta chính là cần linh dược cứu mạng hiện giờ không có khả năng thiết kế đại trận cho các người. Hàn Lập nghe những lời này, cực kỳ kinh ngạc, nhưng tức thời cười nhẹ một tiếng. Nếu như ta có thiên niên linh dược, nhưng lại không phải là tìm trận pháp sư bố trận thì sao? Hắn cười hì hì đùa giỡn với thanh niên này. Thanh niên này dáng vẻ chỉ là luyện khí kỳ cấp 10 trở lại, Hàn Lập không cần phải e sợ đối phương, vì vậy mới tùy ý nói như vậy. Tiền bối có linh dược, thanh niên này lập tức tinh thần chấn động, đồng thời trên mặt lộ vẻ vui mừng ngước nhìn Hàn Lập hàn lập không trả lời hắn ngay lập tức mà nhìn chung quanh một lúc có vẻ như không có ai chú ý chỗ này những tu sĩ khác đều đang nhìn về phía trước đang bày bán trao đổi các loại pháp khí đến đằng kia nói chuyện được không ở đây đông người quá hàn lập chỉ vào một góc không bắt mắt ở đại đình nhẹ giọng nói được đương nhiên có thể thanh niên vừa thấp vừa thô không hề do dư lập tức mở miệng đáp ứng sau đó đi cùng hàn lập đến gần góc khuất kia mới ngừng lại Lúc này tu sĩ ở gần bọn họ nhất cũng cách xa năm sáu trượng, nhưng sau khi Hàn Lập đã thuận tay bố trí một cái cách âm trảo thì cũng không còn sợ người khác nghe lén. Nói ra thì Hàn Lập từ sau khi thành công trúc cơ, những pháp thuật mà lúc trước không thể sử dụng lập tức vừa học đã biết dùng. So với dáng vẻ ngu ngốc không có cách gì luyện được lúc trước, thật là cách một trời một vực. Khiến cho Hàn Lập sung sướng hồi lâu, cái cách âm trạo này chính là một tiểu pháp tương đối thường dùng mà hắn thuận tay học được. Tiền bối thật sự có linh thảo, Bắt buộc phải là trên nghìn năm mới được, dược tài 7, 800 năm đều vô dụng, thanh niên vừa thấy hàn lập bố trí xong, lập tức gấp gáp không đợi được nữa nói. Xem ra hắn thật sự rất nóng ruột rồi, hàn lập lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không mở miệng nói. Mà trực tiếp từ trong bao chữ vật lấy ra một hộp linh dược. Bên trong tuy không phải là thiên nhiên hoàng tinh chi đã bán đi, nhưng cũng là thiên nhiên tử quế hoa giá trị không hề thấp hơn. Đối phương đã không chỉ rõ cần loại dược tài gì. Xem ra chỉ cần dược thảo trên ngàn năm là được rồi. Theo ước tính của Hàn Lập, thanh niên này 10 phần thì có 8, 9 phần là đem thiên nhiên linh dược dùng làm dẫn dược, vì vậy mới đòi hỏi khó khăn như vậy. Đây chính là, thanh niên chằm chằm nhìn cái hộp này không chớp mắt, vẻ mặt tràn trề hy vọng. Không sai, trong đây chính là thiên nhiên thảo dược, nhưng trước khi mở hộp để cho các hạ kiểm tra, có hay không nên nói rõ, tôn giá sẽ dùng vật gì để trao đổi linh dược này? Hàn Lập lạnh lẽo nói bởi vì đối phương có việc cần cầu khẩn mình đương nhiên muốn đối phương ra nhiều máu một lần bố trận pháp khí khó gặp được như vậy hàn lập còn muốn làm thêm vài bộ để cầm tay giữ lại để dành tiền bối muốn những gì vẫn bối trên người trừ bộ pháp khí kia ra thật sự không có gì có thể đem ra bán thanh niên nghe hàn lập nói xong hơi bối rối có chút xấu hổ nói ra người cảm thấy dùng một bộ bố trận pháp khí tàn khuyết thì có thể đổi được thiên niên linh dược ư hàn lập nghe đối phương nói lại không lộ ra vẻ mặt thất vọng, lời nói vẫn bình thường như trước. Cái này, chương 227, kết giao chi tâm, không biết tiền bối đối với luyện khí có cảm thấy hứng thú không? Thanh niên vừa thấp vừa thô do dự hồi lâu mới nói ra câu này, khiến cho Hàn Lập hết sức ngạc nhiên. Là ý gì? Hàn Lập hơi nghi hoặc, lẽ nào ngươi muốn truyền thụ cho ta luyện khí thuật? Hàn Lập buột miệng nói, tiền bối đoán đúng rồi. Cái duy nhất mà tại hạ có thể đem ra bán chỉ có luyện khí chi thuật trên người thanh niên buồn bã nói hàn lập nghe xong không biết nói gì hắn chỉ muốn làm thêm nhiều bộ trận kỳ trận bàn đại loại như vậy ai thèm muốn luyện khí thuật của hắn lại nói thanh niên này còn nghĩ mình là ai chứ luyện khí thuật của hắn hiếm có như vậy sao phải biết ở tu tiên giới tu sĩ biết luyện khí thuật cũng khá nhiều bất quá do vướng tổ huấn vãn bối chỉ có thể đem toàn bộ những điều hiểu được về luyện khí giao cho các hạ không thể đích thân truyền thụ thuật này thanh niên vội vàng lấp bấp nói bổ sung Hàn Lập chớp chớp mắt, càng không thể nói lời nào. Thanh niên thấy Hàn Lập nghe những kiến nghị của mình xong, một mực im lặng không nói gì, dáng vẻ tựa hồ như không nguyện ý thì hắn không khỏi khẩn trương, cũng không thể che giấu được thân phận, gấp gáp nói ra sự thật. Gia tổ lúc trước là luyện khí trưởng lão của thần binh môn, luyện khí chi thuật sớm đã đạt đến cực đỉnh. Luyện khí thuật của Tài Hạ chính là do gia tổ tự tay truyền dạy mà ra. Vãn bối hôm nay đem những điều hiểu được về luyện khí giao cho các hạ, kỳ thật đã vi phạm tổ huấn. Về việc tiền bối từ đó thu được bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn phải xem tạo hóa của bản thân tiền bối rồi. Nhưng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối đều là bí mật của tu tiên giới trước giờ không hề truyền ra ngoài. Lúc Hàn Lập nghe thấy thanh niên là hậu nhân của luyện khí trưởng lão của thần binh môn, cuối cùng cũng đã động dung. Thần binh môn này không phải chính là một trong nguyên vũ quốc tam đại tranh phái, ngang hàng với thiên tinh tông và vạn diệu quan ư. Luyện khí thuật của môn phái này cùng trận pháp của thiên tinh tông, và phù đạo của vạn diệu quan tại tu tiên giới của mấy quốc gia lân cận quả thật rất nổi tiếng. Như vậy xem ra những điều hiểu được về luyện khí của đối phương chắc chắn không phải thông thường. Tuy bản thân 10 phần thì có 8 9 phần không muốn học, nhưng mà giữ lại trong tay cũng là một tấm chủ mã. Nói không chừng đến lúc nào đó lại có việc dùng, Hàn Lập trong lòng nắm chắc chủ ý, bất qua hắn vẫn mở miệng hỏi một câu. Bố trận pháp khí của điên đảo ngũ hành trận này của ngươi, có thật là vẫn có thể cải tiến tiếp không? Khẳng định có thể. Vị bằng hữu đó của ta đối với trận pháp chi đạo sớm đã xuất thần nhập hóa, cộng thêm luyện khí thuật của tại hạ, cải tiến bộ bố trận pháp khí này sẽ không có vấn đề gì. Thanh niên thấy Hàn Lập hỏi như vậy, biết là đối phương 10 phần đã có 8 9 phần là đồng ý rồi, bèn lập tức vui mừng, vỗ ngực bảo đảm, nói. Hàn Lập gật gật đầu, không nói thêm gì, nhưng lại mở nắp hộp trên tay, lập tức một dược hương đầy linh khí đã tràn ngập trong cách âm trạo. Thanh niên hít nhẹ vài hơi, sau khi hai mắt nhìn kỹ mấy lượt xong, Vẻ vui mừng lộ rõ trong mắt, liên tục gật đầu biểu thị rất vừa lòng. Hàn Lập thấy vậy bèn cười nhẹ, duỗi tay đem cái hộp đưa ra. Thanh niên vừa thấy vội vàng hớn hở giơ tay ra tiếp nhận nhưng lúc hắn nắm được một góc hộp muốn kéo về thì cái hộp đầy linh dược lại giống như là đã mọc rễ trên bàn tay của Hàn Lập, không động đậy một tí xíu nào. Khiến cho thanh niên không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hàn Lập thấy đối phương ngẩng đầu ngước nhìn hắn như không biết đã sai chuyện gì, không thể không thở dài xem ra kẻ này có lẽ thật sự là vị thế gia đại thiếu chưa hề trải qua mưa gió. Mình đã ám thị rõ ràng như vậy mà hắn vẫn không hiểu à. Không còn cách nào khác, Hàn Lập chỉ có nước nhẹ nhàng mở miệng, nói thẳng cho đối phương biết. Người có cũng nên đem bộ pháp khí và những điều hiểu được về luyện khí kia ra. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, làm như vậy không phải là mới tương đối thích đáng hay sao? Ồ, tiền bối nói vãn bối trong lúc nóng vội lại quên mất. Thanh niên vừa thấp vừa thô lúc này mới giật mình nhận ra, mặt đỏ gai buông cái hộp khỏi tay, chân tay luống cuống từ trong bao chữ vật trong ngực lôi ra một đống đồ vật. Đây có 18 miếng trận bàn và 36 cây trận kỳ, là một bộ hoàn chỉnh các bố trận pháp khí của Điên Đảo Ngũ Hành trận. Chỉ cần chiếu theo phương pháp nói trong ngọc giản này, đem chúng bố trí không sai sót một chút nào thì có thể lập tức khiến đại trận phát sinh hiệu lực. Quyền Vân Tiêu Tâm thuật này chính là những điều hiểu được về luyện khí của tại hạ 20 mấy năm nay. Hy vọng tiền bối sau khi xem rồi cố gắng hết sức đừng để lưu truyền ra ngoài, để tránh bị người của thần binh môn tìm đến cửa, vì rất nhiều phương pháp luyện khí trong này đều là bí mật trong môn phái của thần binh môn thanh niên rất tỉ mỉ giảng giải, lại còn thật lòng nhắc nhở Hàn Lập. Hàn Lập nghe những lời này, sinh ra nhiều hảo cảm đối với thanh niên này. Một ý nghĩ khác trong đầu đột nhiên trỗi dậy, sau khi do dự một lát, Hàn Lập vội vàng đem hộp trong tay dúi vào trong lòng đối phương, rồi nhận lấy mớ đồ vật từ trên tay đối phương cử động đột ngột không bình thường này của hàn lập ngược lại khiến cho thanh niên vừa thấp vừa thô kia ngơ ngác một lúc không biết là sai ở đâu vân tiêu tâm thuật vân tiêu là tên của ngươi à các hạ họ gì hàn lập thay đổi vẻ lạnh nhạt lúc đầu sau khi nhận được những đồ vật đối với thanh niên đó sắc mặt vui vẻ thân thiện hẳn tại hạ họ tề tề vân tiêu tiền bối vẫn có gì muốn dạy bảo thanh niên trù trừ một lát mới mở miệng nói nhưng không biết hàn lập có dụng ý gì không có gì kỳ thật là muốn nhắc nhở ngươi quyển ghi chép kiến thức này của ngươi tuy là ta đã thu nhận rồi nhưng ta sẽ dùng phong ấn thuật đem khóa lại, trong vòng 5 năm sẽ không động đến nó. Nếu như trong vòng 5 năm này, ngươi thật sự có thể giúp ta cải tiến bộ pháp khí, ta sẽ trả lại quyển sách nguyên vẹn, không xem lén một trang, ngươi thấy thế nào? Thật sao? Vậy vãn bối xin đa tạ, thật sự cảm kích không thôi. Việc cải tiến pháp khí của điên đảo ngũ hành trận, tiền bối cứ an tâm. Dù cho bằng hữu của vãn bối không cải tiến thành công, tại hạ cũng sẽ khuyên hắn bố trí một đại trận chân chính tại chỗ cho tiền bối. Thanh niên vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, cực kỳ vui mừng, vội vàng đảm bảo, nói. Hàn Lập thấy vậy, khẽ cười, cầm quyển vân tiêu tâm đắc đặt giữa hai lòng bàn tay. Chỉ thấy theo tiếng chú ngữ trầm trầm từ miệng Hàn Lập, giữa hai lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một chuỗi phù văn màu bạc, sau khi xoay vòng trên bàn tay một hồi rồi xuyên nhập vào trong sách biến mất không thấy nữa. Mà cũng cùng lúc này, quyển vân tiêu tâm đắc ngân quang lóe sáng phát ra ngân quang nhàn nhạt, nhạt khiến cho cả quyển sách đột nhiên hóa thành bạc cứng không có cách nào lật mở ra được một chút xíu nào tốt rồi phong ấn hoàn thành bây giờ đem linh lực của ngươi lưu lại trên phong ấn như vậy trong những năm tới lúc giao trả lại sẽ biết tại hạ có phá qua phong ấn hay không hàn lập đem quyển sách đã phong ấn ném qua khiến cho thanh niên vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc tiếp nhận quyển sách này thanh niên muốn nói gì rồi lại thôi đặt linh lực trên phong ấn sau đó ánh mắt cảm kích và vẻ mặt băn khoăn đan sen lẫn lộn đem quyển sách đưa cho hàn lập hàn lập lúc này đã gần như hoàn toàn đoán được được trạng thái tâm lý của đối phương cũng biết là nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của đối phương thì đúng là không có khả năng nhưng đợi đến mấy năm sau đem quyển sách phong ấn hoàn hảo này giao lại cho đối phương chắc hẳn có thể cùng thanh niên và vị trận pháp sư bằng hữu đó của hắn kết giao đương nhiên đối phương có đáng để hắn thật lòng kết giao hay không điều này vẫn cần phải đối xử với nhau qua thời gian dài mới biết được vì vậy hàn lập cất quyển sách này hướng về phía thanh niên hỏi phương pháp có thể liên hệ rồi không phí thêm một lời nào mà ung um đi bước đi khỏi nơi này thanh niên vẫn y nguyên vị trí ban đầu có vẻ như vẫn không dám tin là thiên niên linh dược này lại có thể dễ dàng đến tay như vậy hắn tay nắm chặt cái hộp trong mắt lộ rõ thần tình kích động pha lẫn hoảng hốt hàn lập tâm trạng rất tốt đi đến cửa hiệu luyện khí luyện khí thuật của gã tề vân tiêu và thân phận của trận pháp sư bằng hữu của hắn có thể còn mạnh hơn nhiều so với một quyển sách chết nếu như có thể lôi kéo tạo mối quan hệ chắc hẳn sẽ giúp ích cho quá trình tu tiên từ nay về sau của hắn hàn lập rốt cuộc cũng đã trở về đến cửa hiệu đã nhận mối làm ăn của hắn lão giả tóc bạc đang sốt ruột đợi hắn quay lại đến lúc thấy hàn lập quả nhiên không nuốt lời và đã xuất hiện trở lại vị chủ tiệm này liền tươi cười hớn hở đối với gã đại hán đen thui đó chốc lát lại mời trà mời trái cây quý lại còn đích thân cùng hàn lập ngồi trước bàn hễ mở miệng ra là kêu tiền bối không ngừng, đến nỗi ra mặt dày như Hàn Lập mà nghe cũng phải hơi nóng mặt. Tiếp theo đó, Hàn Lập trước mặt lão già này, trước tiên lấy ra vỏ cứng của ngô công, khiến cho lão già này biến sắc lập tức cầm một miếng nhỏ lên cẩn thận vuốt ve nhận dạng. Vỏ ngoài của yêu thú loại độc trùng thượng cấp bậc một lần này đích thị là tài liệu luyện khí rất tốt. Đặc biệt là trong tình cảnh yêu thú tại ngoại giới càng ngày càng ít, yêu thú loại độc trùng thì càng hiếm thấy nét nhăn trên mặt lão già hơi giãn ra, cười tiết mắt nói. Tài liệu trên người của đối phương quả nhiên giống như dữ liệu của hắn, không phải là mấy thứ đồng nát, tạp nham, mà chính là vỏ của độc trùng yêu thú cực hiếm. Đây chính là vật liệu cực tốt rất thích hợp để làm pháp khí như hộ giáp hay thuẫn bài. Theo hắn ước tính, mớ vỏ trùng này lúc trước khi chưa được chế luyện qua đã có thể ngạnh tiếp một kích của đỉnh giai pháp khí mà không có trở ngại gì lớn. Nếu luyện chế thành công xong, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng vươn đến đỉnh cấp pháp khí. Lão nhân tóc bạc càng nhìn càng cao hứng, khoái chí cầm mấy miếng vỏ muốn đi, nhưng đã bị Hàn Lập chặn lại. Ông chủ tiệm, đừng gấp quá, vẫn còn vài tài liệu chưa lấy ra mà. Hàn Lập thấy lão già ngày có vẻ nóng nảy như vậy, không thể không nhíu mày, hơi hoài nghi có phải mình đã tìm nhầm luyện khí sư không nữa. mươi 228, Khôi lỗi và tu sĩ. Vẫn còn nữa à, lão già thoạt giật mình, nhưng lập tức càng thêm cao hứng, mừng hớn hở nói. Tuy không bia Hàn Lập còn tiếp tục lấy tài liệu gì ra, nhưng đồ tốt đều phải để dành về sau, đây là đạo lý thường tình của con người lão không thể không ngước nhìn Hàn Lập với ánh mắt càng đầy mong đợi. Hàn Lập tuy đối với thủ đoạn luyện khí của vị chủ tiệm có hơi hoài nghi nhưng trong thời gian ngắn cũng không tìm được luyện khí sư nào có thể yên tâm hơn, chỉ đành hơi do dự mà đem tài liệu từ mặc dao lần lượt bày ra trên bàn. Bất quá hắn trong lòng cũng đã suy nghĩ rồi, nếu như lão già này ngay cả nguồn gốc của những tài liệu này mà cũng không nhận ra được thì rõ ràng cho thấy là kiến thức và thủ đoạn của đối phương thật sự có vấn đề rồi. Đến lúc đó, cùng lắm là đem mấy cái vỏ cứng trước mặt chế luyện một chút là được rồi. Về phần món đồ tốt trên thân mặc dao thì vẫn có thể kiếm vài luyện khí sư cao minh khác mà. Hàn Lập đã dự tính như vậy, tự nhiên càng quan sát kỹ thần tình và cử động của lão già. Kết quả, lão già đang nâng một cốc trà xanh, mới hấp một ngụm, vừa thấy đống tài liệu mà Hàn Lập lấy ra thì phụt một tiếng, đem nửa ngụm nước trà trong miệng toàn bộ phun về phía trước. Đây là da của dao long, lại còn có cả sừng, răng nanh, đây là nhãn châu. Trời ơi, phải trang tiền bối một mình đổ sát một con ác giao. Ông chủ tiệm đầu bạc quá kinh ngạc đến nỗi mất đi trạng thái bình thường, dùng ánh mắt không tưởng tượng lý giải nỗi nhìn món đồ trước mắt, không ngừng lẩm bẩm nói. Khó trách tại sao lão già này lại kinh ngạc như vậy. Chưa nói đến chuyện giao long là loại thiên địa yêu thú này sớm đã biến mất từ lâu tại tu tiên giới, ngay cả nếu có thì con ác giao hình như đã tiến hóa đến cấp 2 như vậy, nó cũng có thể so với sự tồn tại của chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Ngoại trừ những tu sĩ ở kết đan kỳ ra, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường làm sao có thể là đối thủ của nó. Mà nếu như rất nhiều tu sĩ cùng động thủ thì mớ tài liệu giao long của đối phương cũng hơi bị quá đầy đủ đó. Tựa như đem nguyên một con dao long cắt nhỏ ra, rồi trực tiếp vận chuyển lại. Có lẽ nào đều là bị một mình hắn nuốt trọn, không cho các tu sĩ khác sơ mối nào. Hay là người này có thủ đoạn phi thường nào, có thể một mình giải quyết con dao long này. Lão già vừa kích động sờ sờ chỗ này, nắn nắn chỗ kia của tài liệu, vừa suy nghĩ lung tung. Lúc này một thật sự nảy sinh lòng kính sợ đối với Hàn Lập. Vốn cho là đối phương dẫu có thể nhận ra món đồ này thì e là cũng phải hao phí không ít công phu, nhưng lúc này kiểm định tài liệu dễ dàng như vậy, ngược lại khiến Hàn Lập đối với lão đã có chút tin tưởng. Từ chủ tiệm nhận biết nhanh như vậy, tại hạ yên tâm không ít. Vậy xin thỉnh từ lão động thủ luyện chế." Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong lòng Hàn Lập, khách khí nói. "Được, được, tiền bối cứ yên tâm." Tài liệu giao long này lúc từ mũ học nghệ đã từng cùng ra phụ luyện chế qua một lần, chắc chắn tuyệt đối sẽ không kém hơn. Lão già liên tục gật đầu, đáp ứng nói, trong tay vẫn cầm lợi chảo của giao long, đến bây giờ vẫn không nỡ buông tay. Hàn lập nhìn cảnh này, thấy hơi tức cười. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, lão già này quá nửa là thuộc tuyết người luyện khí thành ra ngu ngốc, nếu không thì tài liệu dù có tốt đến đâu cũng sẽ không thay đổi thái độ như vậy. Nhưng như vậy thì, Hàn Lập lại càng an tâm nhiều hơn, điều này cho thấy trình độ luyện khí của người này chắc hẳn cũng không tệ. Sau đó, lão già cầm theo những tài liệu này, dẫn Hàn Lập đi vào trong hậu viên. Nửa tháng sau, Hàn Lập cuối cùng bước ra khỏi đại môn của cửa hiệu, sau khi ngoảnh đầu nhìn chung quanh, trên mặt đem theo nụ cười nhẹ, chậm chậm rời khỏi. Đợi đến lúc ra khỏi phạm vi cấm bay trong thành thị, Hàn Lập giơ tay lên, một cái thuyền nhỏ màu trắng xinh xắn tinh vi phóng ra từ trong tay áo, trôi lơ lửng phía trước, cách mặt đất khoảng vài thước lắc lư nhẹ nhẹ. Hàn lập dùng ánh mắt yêu thích nhìn chăm chú, rồi cong ngón tay, một đạo pháp quyết màu xanh đụng vào cái thuyền. Lập tức, cái thuyền chậm chậm biến lớn lên, trong chớp mắt đã biến thành một cái thuyền độc mộc y như thật, có thể đem theo mấy người. Hàn lập và thuyền trở người đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện khoảng mười mấy trượng giữa không chung. Thần phong châu dùng vẩy và da của mạc dao để luyện chế này quả thật là pháp khí phi hành hết sức xuất sắc. Tuy là không chờ được số lượng lớn người bằng thiên nguyệt thần châu của yểm nguyện tông và cũng không có một chút năng lực phòng vệ nào, nhưng chỉ nói về tốc độ thôi thì đúng là pháp khí phi hành rất hiếm có rồi. Cứ thế này, về sau không bao giờ dùng pháp khí hình chiếc lá chậm như rùa bò kia nữa. Hàn lập đứng tại mũi đầu thuyền, khe khẽ tự nói, trên mặt hơi lộ vẻ vui mừng. Hàn lập đột nhiên đem linh lực từ bàn chân rót vào trong khoang thuyền, thần phong châu bỗng chốc phát ra bạch quang, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, như bắn bay đi, tốc độ nhanh chóng của nó đủ để khiến cho tu sĩ bình thường trợn mắt líu lưỡi hàn lập ngồi tại đầu thuyền khẽ nhắm mắt cảm thụ được tư vị nhanh vù vù trước giờ chưa hề được trải nghiệm theo hắn ước tính cho dù chỉ sử dụng một nửa tốc độ này của thần phong châu thì cũng cần nhiều lắm là một thời thần là có thể trở về động phủ sau đó hắn giảm uy lực một nửa như vậy chắc chắn an tâm tu luyện rồi hàn lập đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ linh lực cường đại từ mặt đất ngay phía dưới thân người đang nhanh chóng xông lại thần phong châu của mình. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng chỉ dựa vào linh lực bàng đại mà hắn cảm nhận được, nếu như tấn công chúng thuyền nhỏ thì khẳng định sẽ là kết quả thuyền hủy người chết. Hàn lập vừa kinh vừa nộ, đột ngột mở trừng mắt. Thuyền nhỏ ở dưới chân ra tốc gấp đôi, bỗng nhiên trong chớp mắt đã vọt đến một nơi cách đó mười mấy trượng. Cũng đúng lúc này, một luồng ánh sáng cự đại màu vàng, từ chỗ hàn lập vừa đứng trực tiếp bắn qua, bắn đi rất xa mà vẫn không tư tán. Điều này khiến sắc mặt Hàn Lập âm trầm hẳn, có lẽ nào có người biết ta muốn đi qua chỗ này, mà tại đây đã mai phục ta từ trước. Hàn Lập kinh sợ pha lẫn phẫn nộ, không thể không nghĩ như vậy. Sau đó lập tức từ trên mình lấy ra hai quả viên cầu hai màu xanh đỏ, nhẹ nhẹ đập vào nhau. Một tiếng bụp vang lên khô khốc, rất nhanh, một cụm khói xanh đỏ từ trên hai quả cầu đồng thời tuôn ra, rất nhanh đã bao trùm Hàn Lập, lại còn đang khuếch đại không ngừng, trong chớp mắt đã hóa thành một cụm mây xanh đỏ rất lớn đường kính phải hơn 10 trượng khiến cho thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất trong mây mù. Có cụm mây xanh đỏ này bảo hộ, Hàn Lập mới hơi an tâm hơn một chút, lạnh lùng nhìn xuống đất. Sau khi nhìn rõ tình hình dưới đất xong, miệng Hàn Lập mở to không cách gì đóng lại. Bởi vì trên mặt đất rốt cuộc có nhiều người đang đánh nhau. Một bên là bốn năm trúc cơ kỳ tu sĩ ở thế hạ phong, đang đối kháng gần trăm tên địch nhân đang bao vây bọn họ. Mà đối thủ của bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều không có chút biểu tình trên mặt, tử khí trầm trầm, hóa ra đều là mấy khôi lỗi hổ báo trong đó còn lẫn lộn một vài tên không khác mấy so với mấy khôi lỗi cung thủ trong tay hàn lập đừng xem đám khôi lỗi này tên nào tên nấy hành động chậm chạp tựa hồ như đối phó cực tốt nhưng mỗi lần một con khôi lỗi bị pháp khí của mấy tu sĩ này đánh ngã hay đánh nát thì sẽ có thêm vài khôi lỗi khác từ trong rừng đi ra bổ sung vào khiến cho số lượng vây công từ đầu thủy chung vẫn duy trì không thay đổi lại thêm thế tấn công của mấy khôi lỗi này cũng phi thường ác liệt Mấy con khôi lỗi chỉ cần thỉnh thoảng há to miệng là sẽ phun ra một quang trụ cực mạnh cỡ chừng miệng bát, giống y hệt như cái suýt bắn chúng hàn lập, chỉ là quang trụ của bọn chúng có 5, 6 màu, đại biểu những thuộc tính bất đồng. Hàn lập còn suýt bị bọn chúng ngộ thương, mấy khôi lỗi nhân càng lợi hại, có cung tiến nhân ngẫu nhiên giống y như khôi lỗi cung thủ của hàn lập, bọn họ trực tiếp từ trong trường cung trên tay, bắn ra tia tia quang tiễn 5, 6 màu, dày cỡ ngón tay, tuy uy lực không lợi hại bằng quang trụ của thú máy, nhưng bắn liên tu bất tận mãi không ngừng. Nếu không phải là mấy tu sĩ kia hợp lực chống đỡ một hộ cháo cực đại thì chỉ sợ là đã sớm chết dưới oanh tạc điên cuồng của quang trụ và quang tiến rồi. Nhưng điều khiến bọn họ nhức đầu nhất vẫn là những khôi lỗi cận chiến tay vùng đau thương. Mấy tên này ngẫu nhiên không chỉ thân mang trọng khải mà đau thương trên tay cái nào cũng sáng loà, chắc chắn hàng thật giá thật là pháp khí cấp thấp. Bọn chúng tuy chỉ có mười mấy tên nhưng sau khi chúng bao vây quang trạo thì đao chém thương đâm không ngừng, đánh cho hộ trạo lắc lư muốn đổ, ánh sáng mở ảo lung lay nếu không phải là lúc này có hai vị tu sĩ áp bàn tay lên hộ trạo không ngừng bổ sung pháp lực thì chỉ sợ là đã sớm bị đánh vỡ vô số lần rồi đây nếu phải là nhóm tu sĩ thì quả thật không có cách gì đỡ nổi nhóm khôi lỗi này mấy người bọn họ giàu gì thì cũng là chúc cơ hậu kỳ tu tiên giả không chỉ pháp lực trên người hùng hậu mà pháp khí trên tay cũng đều có uy lực kinh người chỉ với công phu trong thời gian ngắn này đã có ba bốn mươi khôi lỗi bị bọn họ xuất thủ đánh đến nổi không nhúc nhích được nhưng mà dù cho pháp khí trên tay bọn họ uy lực có mạnh bao nhiêu, khôi lỗi trong rừng lại tựa hồ như vô tận, liên tục không ngừng bổ sung, đánh trận với họ kiểu dai dẳng làm cho đối phương tiêu hao kiệt sức dần, khiến những tu sĩ này càng đánh thì trong lòng càng rét run. Mà Hàn Lập giấu mình trong cụm mây xanh đỏ giữa không trung cũng nhìn đến nỗi ngẩn người. Tựa hồ như trong một thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa có người phát hiện sự tồn tại của hắn, xem ra đạo qua trụ đó cũng chỉ là ngộ thương mà thôi. Cuối cùng có một vị tu sĩ không kìm lòng được, hắn đột nhiên tăng thêm mấy tầng phòng hộ pháp thuật trên người, rồi tay múa một phòng ngự pháp khi hình lá cờ, trực tiếp thoát ly khỏi hộ cháo, bay ra phía bên ngoài, xem ra muốn thoát ly nơi này. Những tu sĩ khác thấy vậy, đều không khỏi lớn miệng mắng chửi. Nhưng lời chửi rủa của bọn họ vừa mới ra khỏi miệng thì một siêu cấp quang trụ đường kính mấy trượng đột nhiên từ trong rừng bắn ra, vừa mới xoẹt qua đã đi thẳng đến trên người vị tu sĩ ở lưng chừng trời, khiến cho gã đó ngay cả hét một tiếng cũng không được, hóa thành một quả cầu lửa, rớt xuống đất, sống chết không rõ. chương 229, cự hổ, mấy vị tu sĩ vốn dĩ vì đồng bọn không từ mà biệt mà hết sức tức giật, lại nuốt lại mấy tiếng mắng chửi trong miệng, liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi. Mới vừa rồi bọn họ tuy cục diện cực kỳ bất lợi nhưng trong lòng ngoại trừ có hơi áo não, kỳ thật mà nói cũng không có lo lắng lắm. Bọn họ đều cho rằng, mặc dù giết không hết mấy khôi lỗi máy này nhưng từ không trung tháo chạy vẫn không phải là việc dễ như trở bàn tay sao, nhưng bây giờ, kết cục của kẻ tháo chạy kia lập tức làm cho họ tỉnh giấc mộng đẹp. Bao nhiêu phòng hộ pháp thuật trên người, lại còn có phòng ngự pháp khí cầm tay, thật không ngờ là vẫn không hề ngăn đỡ được quang trụ, điều này lẽ nào lại không khiến cho bọn họ kinh hồn bạt vía chứ. Thêm vào đó, bọn họ là người tu tiên trúc cơ hậu kỳ thì lại càng tham sống sợ chết hơn. Không dễ dàng gì có thể sống lâu hơn người bình thường, thậm chí vẫn còn có thể sống lâu hơn nữa, bọn họ làm sao nỡ dễ dàng chết đi như vậy chứ. Bất quá, đạo quang trụ kia quá sức mãnh liệt, nếu như không phải là bắn tu sĩ bỏ chạy, mà lại bắn về phía hộ trạo của bọn họ bây giờ, thì mấy người bọn họ vẫn không nắm chắc là có thể tiếp được không. Những tu sĩ này càng nghĩ càng cuống lên, không thể không nảy sinh ý nghĩ bỏ trốn, chỉ là lúc này, bọn họ dù có muốn bỏ chạy, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua trong khi chiếm đủ thượng phong. Điều này khiến cho họ cả tiến lẫn lùi đều khó cả. Ngay phía trên đầu bọn họ, hàn lập đang ẩn mình trong cụm mây sức mạnh khiến cho hàn khí trên người tuôn ra càng lúc càng không dám dễ dàng lộ mặt nhưng mà nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì trong lòng hắn cũng không nguyện ý do tự thị là thần phong châu vừa tới tay có tốc độ hơn người dù cho bị phát hiện cũng có thể chạy thoát được hàn lập vẫn nán lại trên không trung quan sát toàn bộ bất quá cụm mây xanh đỏ mà hàn lập đã pháp khí hóa ra lại đang lơ lửng ở không trung dừng ở phía trên những tu sĩ và khôi lỗi như vậy cũng thật sự có hơi thu hút sự chú ý quá nhưng may mắn là lúc hàn lập ngự khí phi hành, đem tốc độ phi hành của thuyền nhỏ gia tăng đến mức cao nhất, cách mặt đất phải đến trăm mấy trượng. Vì vậy, cho đến lúc này hàn lập vẫn chưa hề bị đám tu sĩ đang bị khốn và người thao túng khôi lỗi trong rừng phát hiện ra. Bất quá, hàn lập cũng biết như thế này không phải là biện pháp lâu dài, nhưng kêu hắn thu lại cụm mây lúc này thì chắc chắn không nghi ngờ gì nữa hắn sẽ bị lộ ra giữa không trung huống hồ gì hai đỉnh cấp pháp khí luyện chế từ mắt giao long là thanh hỏa trướng không những có hiệu quả bất ngờ che giấu thân ảnh khiến cho người khác không cách gì nắm chắc vị trí chính xác mà sương mù dày đặc màu xanh đỏ này cũng đã nhúng trong máu còn sót lại của mạc dao có thể khiến cho kẻ nào sơ ý tiếp xúc với vân vụ này chóng mặt nhức đầu từ từ chúng độc mà không hề hay biết cách bảo vệ bản thân này là kỳ môn pháp khí hoàn mỹ này hàn lập làm sao lại dễ dàng bỏ qua không dùng chứ thế là trong lúc nóng lòng Hàn Lập bất ngờ đã thấy một tầng mây thấp màu xám lơ lửng ở ngay bên trên cách mình không xa. Lập tức trong lòng đại hỉ, liền chậm chậm tiến lại sát đám mây đó, cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ đám vân chứa ngộ thân xuyên nhập vào. Lúc này thì hành tung của Hàn Lập đã được che giấu triệt để. Hắn không còn mối lo về hậu phương nữa, mới có thể yên tâm tiếp tục quan sát chú ý trận chiến dưới đất. Hiển nhiên đạo siêu cấp quang trụ lúc nãy trong chớp mắt đã đánh nát niềm tin của mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Vì vậy bọn họ tuy vẫn còn đủ các loại pháp khí và đánh đấm dữ dội nhưng dưới mắt Hàn Lập thì uy lực lại thua xa sức mạnh ban đầu. Điều này rõ ràng cho thấy là những người này ai cũng có ý đồ riêng, khẳng định sẽ không tỏ vẻ hợp lực kháng địch nữa. Trong lúc Hàn Lập thầm lắc đầu thì một vị tu sĩ tương đối lớn tuổi trong hộ trạo tựa hồ cũng cảm thấy không đúng, liền đột một quát về phía người trong rừng. Các hạ thật sự muốn chạm tận sát tuyệt, chúng ta là đệ tử do các gia môn của nguyên vũ quốc phái đi, Ngươi mà giết chúng ta thì cũng như đồng thời đắc tội với toàn thể tu tiên giới của nguyên vũ quốc không sợ gây ra họa sát thân sao hắc hắc họa sát thân những lời này của ngươi nếu như nói lúc ta chưa giết tên tu sĩ muốn bay đi kia ta có lẽ còn suy nghĩ một chút nhưng mà người thì cũng đã chết mất một rồi dầu gì đắc tội với một người cũng là đắc tội không bằng giết sạch sẽ nói không chừng không có người biết chuyện này chúng ta không hề có ác ý các hạ chỉ cần đồng ý buông tay làm hòa chúng ta phát thể tuyệt đối bảo mật chuyện này một tu sĩ khác rõ ràng trẻ tuổi hơn gấp gáp thể độc nói hừ phát thệ cái thứ này không ta thèm tin lúc các ngươi lén lén lút lút ở sau lưng ta còn nói là không có ác ý có lẽ nào là muốn mời ta ăn cơm hả còn nữa ta vốn không phải là người nguyên vũ quốc các ngươi cứ cho là đắc tội với tu tiên giới của quốc gia các ngươi thì sao chứ lẽ nào còn muốn cùng ta về thiên trúc giáo tổng đàn đòi công đạo hả nếu như thật sự như vậy mỗ gia thật sự bái phục đảm lượng của các ngươi một giọng nói cực kỳ cứng rắn từ trong rừng truyền đến, khiến cho Hàn Lập nghe rất quen tai. Là hắn, Hàn Lập hơi kinh ngạc tự nói, nghe giọng nói không sai, tuyệt đối là nam tử khôi vũ đã mua khôi lỗi cơ quan thú ở hội bán đấu giá. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, rõ ràng là mấy kẻ này từ lúc hội bán đấu giá kết thúc bèn lẻn đi theo người này, hy vọng Hảo Huyền muốn dùng thủ đoạn không quang minh tránh đại để biết được bí mật của khôi lỗi thú. Nào ai biết gã thiên trúc giáo đã sớm biết được, lại còn đặt bẫy, trong phút chốc đem mấy kẻ còn sống sờ sờ này vây khốn ở đây. Mọi người hãy liều mạng với gã này, tên gia hỏa này đã nói rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu rồi. Tu sĩ mở lời lúc đầu cũng không có ngu, lập tức cổ động ý chí chiến đấu của các tu sĩ khác, muốn cùng với gã này liều chết một trận. Liều mạng với ta, các người có tư cách này không? Ngay cả khôi lỗi bộ hạ của ta mà cũng không đánh thắng được, còn nói liều mạng gì nữa. Ta đùa giỡn với bọn người cũng đủ lâu rồi, hay là tống tiến bọn ngươi lên đường sớm đi. Giọng nói của nam tử khôi vũ vẫn cứng rắn như vậy nhưng sát cơ trong lời nói đã lộ ra rõ ràng. Kèm theo giọng nói của người này, từ trong rừng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất, tiếp theo truyền đến mấy tiếng bước chân nặng nề rầm rầm từ trong rừng cây từng bước hướng ra ngoài, khiến cho những tu sĩ trong hộ trạo và hàn lập ở trên không đều không thể không ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếng bước chân tuy rất nặng nề nhưng tốc độ lại rất nhanh, trong chớp mắt đã đến vị trí bên rìa rừng, lúc này tất cả mọi người đều đã thấy rõ ràng. Một khôi lối hổ khổng lồ cao phải đến 5, 6 trượng từ trong rìa rừng vọt ra, mà nam tử Khôi Vũ vẫn đang khoác áo choàng đang ngồi trên đầu hổ. Nhìn thấy khôi lối hổ này to lớn như vậy, mấy vị tu sĩ đều thầm run sợ, bất giác nghĩ đến quang trụ khổng lồ nhìn thấy hồi nãy, xem ra có lẽ chính là do con vật này phun ra. Nam tử Khôi Vũ hiện thân xong, không nói một câu thừa thái nào đã vỗ đầu hổ ra lệnh cho khôi lỗi hổ dưới thân từ từ mở hàm dưới trong cái miệng lớn bắt đầu có một chút bạch quang ngưng tụ lại mà những khôi lỗi khác đang công kích hộ cháo liền lần lượt dừng tay toàn bộ rút lui vài bước những tu sĩ này đương nhiên biết sự tình bất diệu gần như đều đồng thời đưa hai tay lên chống đỡ trên hộ cháo cái này có lẽ là lá chắn duy nhất cho mạng sống của bọn họ còn thoát ly khỏi hộ cháo ai cũng có cách nghĩ này nhưng bài học thất bại còn sờ sờ ra đó rốt cuộc không ai dám nhắm mắt làm bừa bạch sắc quang trụ cửa đại một lần nữa xuất hiện rồi. Siêu cấp quang trụ lần này công kích sự chống đỡ cứng rắn của hộ trạo được tiếp sức bởi sự hợp lực của mấy tu sĩ, nhất thời thành thế rằng co. Hàn lập tuy ở rất cao trên không nhưng nhờ vào nhãn lực hơn người, vẫn có thể thấy rất rõ ràng, trên mặt những tu sĩ này lại không vì chống đỡ thành công mà lộ ra vẻ vui cười, mà ngược lại người nào người nấy sau khi thất thoát một lượng lớn linh lực trong hộ trạo thì sắc mặt ai cũng trắng bệt. Bất quá, Hàn lập tin tưởng rằng cái loại công kích huy lực lớn này, không thể nào duy trì liên tục được lâu, đáng lẽ ra phải nhanh chóng chấm dứt mới phải. Những tu sĩ trong hộ trạo hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy mà người nào người nấy mới nghiến răng khổ sở chống đỡ. Quả nhiên, quang trụ chỉ duy trì liên tục được một thời gian ngắn đã từ từ biến thành mỏng dính, rồi biến mất hẳn từ trong miệng hồ. Những tu sĩ sống sót sau tai kiếp mới lộ ra vẻ vui mừng, mới rút về song thủ đang chống đỡ hộ trạo, rồi thở nhẹ một cái. Nhưng mà nam tử Khôi Vũ vừa thấy vậy liền cười lạnh một tiếng đột nhiên mở một cửa bí mật trên đầu hổ, sau đó vung tay ném một khối linh thạch bậc trung thuộc tính hỏa vào. Tiếp theo sau đó, quang mang trong miệng hổ vốn dĩ đã tắt ngúng bỗng lại một lần nữa sáng lên, khiến cho những tu sĩ đối diện nhìn thấy mà kinh sợ phát ngốc. Hàn lập cắn môi, đối với cử động tán ra bại sản này của khôi lỗi hổ một kích toàn lực tấn công đã muốn tiêu hao hết nguyên một khối linh thạch bậc trung hàn lập không biết nói gì. Đây đâu phải là đấu pháp, rõ ràng là đem một đống linh thạch mà nện mấy gã tu sĩ này xem ra thiên trúc giáo xa xôi của hắn thật sự có rất nhiều linh thạch hàn lập đang lúc hồ tư loạn tưởng những tu sĩ kia vốn dĩ không thể tề tâm hiệp lực thì cuối cùng dưới sự uy hiếp cực lớn mà đồng thời phân tán bởi vì pháp lực còn sót lại bọn họ đã không đủ rồi có gắng ngượng một lần nữa cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi vì vậy không bằng tùy theo số mệnh mỗi người mà chia nhiều đường khác nhau tháo chạy quả nhiên nam tử khôi vũ chỉ huy cự hổ ra lệnh cho nó một trước một sau há miệng hai lần bắn ra quang trụ đến hai người trong số đó. Kết cuộc của hai kẻ đó cũng gần giống như gã đầu tiên, đều là thê thảm không nỡ nhìn, toàn thân cháy đen thui. chương 230, khuyên sáo, ngoài hai tu sĩ ở phía xa bay đi mà trốn đi, trong chớp mắt đã biến mất, nam tử khôi vũ cưới cự hổ một chút cũng không động, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ đi xa, không hề có vẻ muốn truy đuổi. Hàn lập ở trong đám mây cảm thấy có chút cổ quái, chiếu theo tác phong lãnh khốc độc địa tàn nhẫn vừa rồi của người này thì sẽ không bỏ qua bọn họ như vậy mới đúng có khi nào vẫn còn một nước cờ khác lúc hàn lập đang suy đoán lung tung thì phía dưới đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của nam tử khôi vũ các hạ xem vở kịch này đã lâu như vậy có phải đang đợi thời cơ tốt để ngư ông đắc lợi cũng nên xuất thủ rồi hàn lập vừa nghe liền hết sức kinh ngạc có lẽ nào trốn ở trên cao như vậy mà vẫn bị người này phát hiện sao nghĩ đến đây hàn lập bất giác khô khốc nuốt nước bọt trái tim nhảy vọt lên cổ họng. Sau khi nhìn thấy được sự lợi hại của mấy cơ quan khôi lỗi, Hàn Lập làm sao muốn giống như mấy gã tu sĩ kia, trong không trung vừa đẹp làm cái bia cho cửa hổ tấn công. Tốc độ của siêu cấp quang trụ đó quá nhanh, uy lực cũng quá kinh người đi. Theo Hàn Lập tự ước tính, sau khi trực tiếp đối diện, trừ khi toàn lực thúc động thần phong châu không ngừng né tránh, nếu không vẫn thật là không có cách gì an toàn trốn khỏi công kích của quang trụ của cửa hổ. Sau khi tính toán một chút, Hàn Lập bất giác muốn lập tức từ không trung trốn đi thật xa, tránh phải trêu hỏa sát thân. Nhưng sau khi hắn liếc nhìn cử động của nam tử khôi vũ một lần nữa, ý nghĩ này lập tức không cánh mà bay. Vì những khôi lỗi bên cạnh nam tử khôi vũ đã điều chỉnh hướng của vũ khí, không phải là hướng về phía lưng trừng trời nơi hắn đang trốn mà là chéo về hướng một cái gò đất nhỏ ở đằng xa. Lần này Hàn Lập kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa là cắn phải lưỡi. Lại còn có người thứ ba ở nơi này mà hắn không hề hay biết một tràng tiếng ầm ầm do bùn đất lật lên một người quả nhiên đi ra từ trong gò đất nhỏ chính là quái nhân đầu trùng túi vải bố màu xám đã từng đối chọi quyết liệt với nam tử khôi vũ quả nhiên là ngươi ngươi rốt cuộc là ai có vẻ như biết chút ít về bí mật của đôi khôi lỗi cơ quan thú này nhãn thần của nam tử khôi vũ lạnh lẽo thấu xương hung hãn chừng mắt nhìn quái nhân này hoàng long nhiều năm không gặp rồi mà tính nết của ngươi vẫn nóng nảy như vậy a à. Quái nhân túi vải bố trầm mặc một lúc xong bỗng nhiên thốt lời khiến cho đối phương cũng như Hàn Lập đang nghe trộm đều cảm thấy hết sức bất ngờ. Người làm sao biết ta là ai, người có phải là người quen kia của Hoàng Mỗ? Hán tử khôi vũ thấy đối phương vừa mở miệng đã nói ra tên của mình, không thể không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ bất ngờ. Bất quá đã bại lộ thân phận rồi thì có che giấu nữa cũng vô dụng, hắn dứt khoát kéo xoẹt áo choàng trên đầu ném xuống đất. Lộ ra một đại hán tướng mạo hung hãn, tóc ngắn vàng hoe người bỏ mặc không làm hộ giáo pháp vương của thiên trúc giáo thậm chí chẳng nề vạn lý đến nơi đây có lẽ nào là vì một nửa của đại diễn quyết giấu trong khôi lỗi thú quái nhân không thèm để ý đến cử động của đại hán vẫn không nhanh không chậm thong thả nói ngươi còn không nói ra thân phận thì đừng trách hoàng mỗ không khách sáo hoàng long thấy đối phương câu nào cũng chọc chúng chỗ ẩn mật nhất sắc mặt chợt biến vội vàng đanh giọng quát mắng lẽ nào ngươi đã quên rồi lúc trước là ai lén truyền thụ khẩu quyết tầng thứ nhất của đại diễn quyết Quái nhân do dự một lúc xong mới nói một câu, khiến cho đối phương sắc mặt đại biến, còn lùi giật lùi mấy bước. Ngươi là Lâm Sư Huynh. Không đúng, Lâm Sư Huynh sớm đã chết nhiều năm trước, ngươi còn dám trêu chọc ta. Hoàng mỗ muốn lấy mạng ngươi, đại hán sau khi nhất thời kinh ngạc, liền bừng bừng đại nộ nói. Sau đó, trên mặt lộ vẻ hung hãn hô tay, hơn trăm khôi lỗi lập tức bước về phía trước một bước, vây quái nhân vào trong. Thấy Hoàng Sư Đệ vẫn chưa hề quên một chút tình ngày cũ, vì huynh rất an ủi vui mừng. Trong mắt quái nhân đột nhiên lộ vẻ nhu hòa nói, rồi kéo bao vải bố trên đầu xuống, lộ ra bộ mặt thật. Lâm Sư huynh, Lâm Sư thúc, Đại Hán và Hàn Lập đang chú ý quan sát thế cục từ đầu tới cuối, tựa hồ như đồng thời kêu lên. Chỉ bất quá Đại Hán là nói ra miệng luôn, còn Hàn Lập thì thảng thốt la lên trong lòng thôi. Vị quái nhân này lại là lão già họ Lâm cực kỳ yêu thích điêu khắc mà ngày đó Hàn Lập đã gặp trong thạch ốc lúc tiến vào Hoàng Phong Cốc. Bởi vì tiểu hầu tử mà đối phương điêu khắc sống động như thật, cực kỳ khả ái nên Hàn Lập có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với lão già này, vừa nhìn là đã nhận ra. Đúng là Lâm Sư Huynh, Sư Huynh sao lại già đến như vậy, mà không phải đã. Đại Hán tuy đã nói ra miệng, nhưng vẫn không thể tin mà ngắm nghía một hồi, rồi mới mừng như điên mà lao về phía trước nắm chặt đôi tay của vị Lâm Sư Huynh này, biểu tình trên mặt cực kỳ kích động. Ha ha, Hoàng Sư Đệ, ngày đó Vi Huynh Chi là giả chết mà thôi, người chết chỉ là. Người làm gì vậy, vị Lâm Sư Thúc này của Hàn Lập, vốn là đang vừa cười vừa nói, nhưng thần tình đột nhiên biến thành khẩn cấp, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc phẫn nộ, bỗng hất đôi bàn tay của vị hoàng sư đệ này đi, chỉ là trên cổ tay đã có thêm hai lỗ máu sâu hóm to cỡ cây đúa, máu đen đang không ngừng tuôn chảy, hiển nhiên còn đem theo kỳ độc. Trong mấy năm đào vong, não của lâm sư huynh không có bị rơi làm hỏng chứ. Có lẽ nào lại không cẩn thận như vậy, bị sư đệ làm bị thương cổ tay. Chật chật, đó có lẽ là hắc ti cổ mà sư đệ phải ngàn cây vạn đắng mới cầu được từ cổ độc tông, sợ là không thanh trừ dễ như vậy đâu. Đây đều phải trách sư huynh, đã trá tử thì cứ ẩn tính mai danh cho tốt là được rồi, tại sao vẫn muốn liên hệ với những bộ hạ cũ, hòng cướp nửa phần hạ của đại diễn quyết A. Điều này khiến cho kim giáo chủ hiện nay rất không cao hứng, không thể không ra lệnh cho sư đệ phải làm một trò lừa bịp để diệt cỏ tận gốc một lần. Hoàng Long Hắc, Hắc cười lạnh vài tiếng, diễu cợt nói. Hảo, Hảo, đúng là hảo sư đệ đối với ta nhiệt tình không thể kể xiết. Lâm sư huynh cuồng nộ xong đã bình tĩnh lại, vội vàng vận động xong thủ nhanh như bay, bước một ít máu độc ra ngoài, sau đó lôi ra một bình ngọc màu xanh lục, sau khi đem toàn bộ bột phấn màu vàng trong bình đổ vào trong miệng xong, xong mục bấy giờ mới chừng mắt nhìn chằm chằm đại hán Hoàng Long, biểu tình lạnh lẽo, nói. Chắc hẳn tin tức mà vị bộ hạ đó của ta chuyển đến đều là giả hết. Trong khôi lỗi thú căn bản không có nửa phần sau của đại diễn quyết, đây toàn bộ đều chỉ là một cái bẫy được bày ra để dụ ta xuất hiện. Chỉ là điều mà ta lấy làm kỳ quái là người ở bí tiệm làm sao lại phối hợp với các ngươi như vậy. Tiền bạc động lòng người, câu ngạn nữ lưu truyền tại thế tục giới cũng áp dụng được ở tu tiên giới. Bổn giáo chỉ cần chi ra đủ lợi ích thì có chuyện gì không làm được. Hoàng Long nhếch miệng nói, sau đó hắn ngoảnh đầu, hướng về khu rừng hét lớn. Đi ra đi, mọi người cùng lại đây để biết mặt người con trai duy nhất anh tuấn tiêu sa của Lâm giáo chủ năm ấy. Lâm Đại Sư Huynh. Hi hi, tiểu muội sớm đã nghe đại danh của Lâm Đại Sư Huynh, chỉ tiếc là nhập môn chậm một chút, chưa gặp mặt một lần. Hừ, Đại Sư Huynh gì chứ, bây giờ chỉ là một con chó hoang mà thôi. Giọng nói của một nữ tử yểu điệu, và giọng nói của một nam tử cổ to có ý ghen ghét, từ trong rừng truyền đến. Sau đó, hai người một nam một nữ sánh vai nhau đi ra. Để giới thiệu với Sư Huynh, đây là hai vị hộ Pháp Phương mới được đề cử trong giáo, là... Hoàng Long đang định mặc ý một phen chế nhạo vị Lâm Sư huynh mà năm ấy luôn luôn đè đầu mình. Nhưng vẫn chưa đợi hắn nói xong lời này, Lâm Sư huynh tự biết mình đã rơi vào bẫy bỗng nhiên thân hình thay đổi đột ngột, song thủ không ngừng hoa loạn, một hắc điểm lóe ra quang mang đủ màu sắc từ trên người hắn bắn ra, rơi xuống xung quanh thân người. Sau đó, vô số quang mang lập tức lóe sáng trên mặt đất, tiếp theo sau đó từng con từng con khôi lỗi sĩ binh toàn thân vũ trang, từ nhỏ biến thành lớn, xuất hiện chung quanh, có hơn 200 người một khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Cẩn thận, đại diễn quyết của người này đã luyện thành tầng thứ ba rồi, có khả năng sử dụng nhiều khôi lỗi như vậy. Mọi người ngàn vạn lần phải quấn chặt hắn, không được để hắn chạy mất. Chỉ cần độc tố trên người hắn phát tác, hắn tuy có bản sự thông thiên cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Đại hán Hoàng Long nói xong liền chỉ huy đám khôi lỗi thủ hạ đánh lên. Mà hai nam nữ đó nhìn nhau xong cũng vẩy ra hai hơn hai trăm khôi lỗi thú, toàn lực tấn công lên. Ngay tức khắc một trận chiến mở ra cục diện mới giữa các khôi lỗi bắt đầu. Quang tiến, quang trụ đủ các màu bắn không ngừng, đồng thời phía trước vẫn còn một mảng lớn sĩ binh nhân ngẫu và cơ quan thú tay cầm vũ khí nghênh tiếp đoàn đao. Làm cho Hàn Lập nãy giờ ở trên không quan sát kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt. Tuy vẫn không triệt để thấy rõ ràng rốt cuộc là phát sinh chuyện gì nhưng Hàn Lập với việc này cũng mơ hồ biết được 8, 9 phần. Vị lâm sư huynh kia trước khi chưa vào trong hoàng phong cốc chính là xuất thân từ thiên trúc giáo, mà còn là con của giáo chủ gì gì đó. Nhưng hiển nhiên, lúc này hắn đã thất thế, vì vậy mới phải ẩn náu nơi Hoàng Phong Cốc đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại bởi vì vẫn muốn mưu đồ đại diễn quyết gì gì đấy, kết quả là bị tân giáo chủ người ta phẫn nộ, phái đồng môn ngày trước đến trảm tận giết việt. Hàn Lập suy nghĩ minh bạch về những mối quan hệ trước sau xong, bất giác thở dài. Tiếp đó, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới đánh nhau ác liệt, biết đây tuyệt đối không phải là trận đại chiến mà trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cỡ bản thân có thể nhúng tay vào để đầu cơ, hay là thoát thân càng sớm càng tốt là tốt nhất, để tránh trong lúc vô ý bị dính líu tới mình. Hàn Lập suy tính rõ quan hệ lợi lại thiệt hơn xong lập tức đem theo hỏa chướng thu lại, sau đó thần phong châu dưới chân toàn lực phát động, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng dài phá thiên bay đi. Động tính lần này của Hàn Lập quá lớn rồi, tự nhiên không thể giấu được bốn người đang kịch chiến bên dưới, khiến cho bọn hộ hết sức kinh ngạc bất giác ngừng cuộc chiến dở dang. Bọn họ đều không thể ngờ là còn có người từ đầu đến cuối bí mật nhìn lén bọn họ nói chuyện, xem ra bí mật bị người ta nghe được không ít. Nhưng sau khi thấy Hàn Lập biết điều mà chạy xa, quyết không phải là trợ thủ của đối phương, bốn người này liếc mắt nhìn nhau xong, đều không hẹn mà lại lao vào cuộc chiến. chương 231, Nhà Hỏa Thượng Môn, Hàn Lập phi hành cật lực, một lát sau liền về tới động phủ của mình. Hắn không nói gì, trước tiên đem ngọc giản bố trận mà Tề Vân Tiêu giao cho hắn ra, đem tâm thần đầu nhập vào, cẩn thận đọc cách dùng pháp khí bố trận. Hàn Lập đem mấy thứ khác phứt sang một bên, trước tiên đem việc bố trí tốt đại trận bảo vệ động phủ. Dù sao nơi đánh nhau của mấy người kia cũng quá gần nơi đây, làm hắn trong lòng cảm thấy không an tâm. Việc bố trí trận điên đảo ngũ hành này cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Trận kỳ và trận bàn được chôn xuống đất theo những vị trí chuẩn xác, đem vài khối linh thạch cần thiết sắp xếp thành hình dáng của một cái khuôn pháp trận nhỏ được đặt tại chỗ trận nhãn, cũng cung cấp đủ linh lực cho cả tòa đại trận. Đại trận như vậy lập tức có khả năng vận hành, mà chủ nhân trận pháp chỉ cần hiểu một chút thủ pháp sử dụng đơn giản liền có thể cờ chủ trận giữ trong tay điều khiển đại trận vận chuyển, biến hóa khác nhau nhằm vây chết mê hoặc địch nhân. Hàn Lập đem pháp khí theo yêu cầu nên cắm thì cắm, nên chôn sâu thì chôn sâu, sau đó cắn răng đem vài khối linh thạch bậc trung gắn vào. Đây chính là nửa số linh thạch của hắn, làm hắn đau lòng cả nửa ngày. Nhưng vì muốn uy lực đại trận không yếu, cũng chỉ có cắn răng mà dùng. Mặc dù nếu lấy một ít linh dược đủ năm thì Hàn Lập dễ dàng đi đến phường thị đổi lấy số lượng lớn linh thạch. Nhưng làm như vậy thì khả năng bị người phát hiện bí mật mà bắt lấy chất vấn, tra khảo càng ngày càng nhiều. Nếu không cẩn thận, cảnh tượng giống như hôm nay lại tái hiện, nói không chừng ngày nào đó bị vây công chính là hắn. Hàn Lập bất đắc dĩ thầm nghĩ, thử nghiệm vài lần hoạt động của đại trận, xem ra cũng được, nhưng uy lực vây khốn địch, phòng ngự cụ thể như thế nào thì còn phải đợi ngoại địch xâm lấn mới có khả năng kiểm nghiệm nhưng bằng vào khả năng đem hơn 10 mẫu phạm vi quanh động phủ bao phủ toàn bộ bên trong, từ bên ngoài nhìn không có chút gì khác thường khiến cho Hàn Lập cảm thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Hàn Lập lúc này mới an tâm, quay về phòng ngủ của mình, bắt đầu lo lắng về vấn đề tu luyện của bản thân. Nếu muốn có cơ hội may mắn tiến vào kết đan kỳ, trừ phi có công pháp cực tốt, tư chất vạn người chỉ có một, cơ duyên lớn lao và thêm nhiều điều kiện khác nữa mới có một tia hy vọng. Khó khăn chúc cơ khi so sánh với điều này, căn bản không tính là cái gì cả dù sao chỉ cần có tư chất đủ tốt cùng một, hai viên trúc cơ đan thì xác suất trúc cơ thành công là rất lớn. Mà kết đan, cho dù có đầy đủ các điều kiện trên, khả năng tu sĩ kết đan thành công, thừa thất không có bao nhiêu. Cho nên khi một gã kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện, cơ hội nhất môn nhất phái đều mở khánh điển, tiến hành chúc mừng. Hơn nữa sẽ rất nhanh truyền khắp tu tiên giới. Yểm Nguyệt Tông sở dĩ có khả năng trở thành tu tiên phái đệ nhất của Việt Quốc, ngoại trừ đệ tử trúc cơ kỳ hơn 1.000 người, vượt xa các môn phái khác, còn tu sĩ kết đan kỳ nhân số cũng áp đảo, có gần 10 người. Lúc này mới có khả năng ngạo thị sáu phái còn lại. Hàn Lập biết tư chất của mình hoàn toàn thiếu hụt, khẳng định kém xa các đệ tử trúc cơ kỳ khác. Công pháp cho đến bây giờ chỉ là một quyển thanh nguyên kiếm quyết yếu xìu, tuyệt đối không thể tu luyện. Cơ duyên là sự tình hư vô mờ ảo, chỉ có thể nhìn vận khí của cá nhân như thế nào thôi. Trước mắt xem ra mà nói, tựa hồ hết thảy đối với Hàn Lập đều bất lợi. Nhưng sau khi trải qua một phen phân tích, Hàn lập lại cho rằng tư chất tuy kém cỏi cực điểm nhưng là người mang cái bình nhỏ thần bí có khả năng thôi thúc sự trưởng thành của linh dược, có khả năng khai lô luyện đan, sự tình này không phải là không thể bù đắp. Mà cơ duyên không phải là điều mà con người có khả năng nắm giữ, hắn không cần lo lắng. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể cố gắng, phương cách gia tăng xác suất tự thân kết đan chính là tìm được một môn công pháp thượng phẩm thích hợp cho mình tu luyện. Khi ý niệm tìm công pháp tu luyện xuất hiện trong đầu, đồng thời điều đầu tiên hàn lập nghĩ đến chính là tự mình nên tìm sư phụ lý hóa nguyên một khi đối phương đã thu mình làm đệ tử ký danh hiện tại có phải là cũng nên truyền thụ cho mình một ít công pháp dù sao đối phương đã kết đan thành công nói không chừng khi lựa chọn công pháp còn có thể chỉ điểm cho hắn một phần hàn lập nghĩ vậy liền quyết định ngày mai sớm trở về hoàng phong cốc hỏi thăm động phủ của vị sư phụ này ở đâu rồi đi cầu xin dạy bảo một phen còn nhiều người vẫn còn không biết tin tức chính mình chúc cơ thành công lại nói tiếp thật đúng là buồn cười sau khi lý hóa nguyên thu nhận hắn rút cuộc không gọi hắn một lần trong mấy năm nay cơ hồ ký danh đệ tử như hắn giống như không tồn tại làm hàn lập trong lòng thực không thoải mái mặc dù buồn bực nhưng hàn lập cũng sẽ không chủ động tìm tới tận cửa làm người ta nghĩ rằng mình thật sự không lịch sự nhưng nếu chúc cơ thành công thực sự cần phải tìm vị sư phụ này hắn làm đồ đệ thế nhưng một đầu mờ mịt phải hướng người ngoài hỏi thăm một phần điều này thật đúng là cực kỳ xấu hổ hàn lập suy nghĩ tự diễu trong chốc lát sau đó cười khổ rồi chậm rãi nằm ngủ trên giường đá chẳng biết ngủ bao lâu một chấn động mạnh đột ngột xuất hiện đem hàn lập từ trong ngủ mơ bừng tỉnh trong giây lát khi đó hắn nhất thời vẫn không muốn làm rõ ràng tình huống thiếu chút nữa nghĩ rằng chấn động này chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi nhưng thêm một lần chấn động kịch liệt truyền đến làm cho một tia ngái ngủ của hàn lập không cánh mà bay bởi vì ngoại trừ chấn động của mặt đất bên ngoài động phủ còn truyền đến âm thanh nổ vang bạo liệt rõ ràng là có người đụng vào cấm chế của mình, mãnh mẽ, mẽ công kích đại trận. Hàn lập vừa sợ vừa giận, lập tức tiến mấy bước, chạy ra khỏi phòng ngủ, phóng thẳng ra ngoài động phủ. ở ngoài động phủ, mũi tên ánh sáng trồng chất dày đặc, cột sáng công kích cùng cơ quan khôi lỗi khắp cả bầu trời rơi vào trong mắt Hàn lập làm hắn thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. sao lại thế này? chính mình vì sợ tai họa rơi xuống đầu, không có đủ sức chặn đứng sự tình hôm qua. nhưng hôm nay quay về nơi trú ngụ, bọn họ như thế nào lại tìm tới cửa? Hơn nữa thấy khí thế bọn họ hùng hùng hổ hổ, không dùng ý tứ hiểu lầm ở trong đó. Chẳng lẽ hôm qua lúc bay khỏi đã bị phát hiện còn bị theo dõi sao? Hàn lập lúc nguy cấp, ý nghĩ ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều, đảo mắt một loạt sách lược ứng đối đã xuất hiện trong lòng. Người ở bên trong nghe rõ đây, đem người trốn ở trong giao ra, chỉ cần người giao cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chủ nhân nơi đây. Các hạ, hà tất phải đắc tội với người của thiên trúc giáo, thế kẻ khác chịu tội có lẽ thấy thế công sắc bén của bọn họ đều bị cấm pháp của điên đảo ngũ hành trận hóa giải một chút hiệu quả cũng không có lời khuyên dân từ trong không trung của một nam nhân vang lên đúng là thanh âm của tên hoàng long kia hàn lập nghe vậy không khỏi nhìn lại chỉ thấy tại không trung nơi có nhiều khôi lỗi nhất có một kiện trúc bài xanh biết thật lớn nổi bồng bình có sáu bảy người phục sức khác nhau đứng ở trên mặt đứng ở đầu tiên chính là vị hoàng long đã mở miệng nói chuyện kia những người đứng phía sau ngoại trừ đôi nam nữ hàn lập từng gặp qua còn có bốn hán tử gầy tướng mạo giống nhau như đúc chính là bốn huynh đệ cùng bào thai hiếm thấy trên thế gian xem ra là viện binh của thiên trúc giáo chạy tới sau khi hàn lập nghe được lời nói muốn mình giao người thì dùng mình lòng tràn đầy nghi hoặc hướng vào trong điên đảo ngũ hành trận nhìn lại chỉ thấy một người đang nằm sấp ở gần cửa động không chút nhúc nhích không biết sống hay chết thấy người này sự nghi hoặc của hàn lập đã được tháo gỡ nhưng trong lòng càng kêu khổ không ngừng Vị Lâm sư huynh chạy đông chạy tây sao lại chạy vào phạm vi động phủ của mình, hiện tại làm mình rước lấy phiền toái lớn như vậy, giải quyết như thế nào đây? Tuy nhiên nhìn thấy uy lực lớn nhưng không phải là toàn bộ của đại trận, có thể đem thế công cuồng bạo như thế ngăn cản hết ở bên ngoài nên Hàn Lập cũng an tâm rất nhiều, không hề kinh hoàng như lúc đầu. Vì thế sau khi nhíu mày Hàn Lập cầm một mảng trận kỳ trong tay, tách trận pháp ra, hướng vị Lâm sư huynh này đi đến. Hàn Lập dùng một chút lực bằng hai tay đem thân mình Lâm sư huynh lật lại, sau khi nhìn kỹ bộ mặt, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói nên lời. Bởi vì với một người chết, có cái gì có thể nói đây? Lâm sư huynh lúc này thần tình đen kịt, thất khiếu đổ máu, sớm đã tuyệt khí. Hàn Lập hít một hơi, sau một chút do dự, tay liền lục tìm trong áo đối phương, xem xem coi có tìm được túi chữ vật chứa khôi lỗi của đối phương. Hàn Lập đối với loại phương pháp tranh đấu lấy nhiều địch ít này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi tay Hàn Lập đem vạt áo nhấc lên một cái, một đoàn sáng màu lục như ma quỷ đột nhiên từ trong áo đối phương thừa dịp bay ra, sau đó nhanh chóng tựa sao băng đánh trực tiếp về phía mặt Hàn Lập, làm hắn giật mình kêu ai ra một tiếng, thân mình lùi về phía sau. Nhưng đoàn sáng còn chưa tiếp xúc với mặt Hàn Lập thì tay phải hắn bạch quang đột nhiên chợt lóe, một chảo nhanh như chớp vung ra, đem đoàn sáng màu lục ương ngạnh nắm trong tay. Trực tiếp nắm lấy đoàn sáng kêu chi chi, phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Sư đệ tha mạng, sư huynh ta cũng là bị cừu gia làm hại, là việc bất đắc dĩ chỉ cần sư đệ bằng lòng tha ta một lần lâm mỗ cam đoan đưa lại cho sư đệ một sự ưu đãi lớn lao trong đầu hàn lập đột nhiên truyền đến âm thanh cầu xin tha thứ của lâm sư huynh và hứa hẹn đem lại lợi ích người vừa rồi tưởng muốn đoạt xá sao hàn lập không có truy vấn về lợi ích là cái gì ngược lại nghiêm mặt âm trầm nói điều này đích xác là như vậy nhưng lâm mỗ chính là nhất thời hồ đồ mà thôi nhất định bồi thường đầy đủ cho sự kinh sợ khổ cực của sư đệ mong sư đệ là người đại nhân đại lược Khác biệt với kiến thức bình thường của sư huynh Thanh Âm Lâm, sư huynh có chút xấu hổ truyền đến, không ngừng bồi tội. Chương 232, đại diễn quyết. Hàn Lập sau khi nghe xong lời nói của đối phương, không mở miệng nói gì cả, vẫn nắm chặt lấy nguyên thần của đối phương, cúi đầu suy nghĩ. Sau nửa ngày, Hàn Lập mới ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Nếu ta vừa rồi ứng phó không kịp bị nguyên thần của ngươi xâm nhập, chẳng biết các hạ có thể tha cho ta một mạng?" pháp lực của các hạ so với người sư đệ vừa mới trúc cơ như ta mạnh hơn nhiều lắm, tám chín phần kết cục chỉ có thể là ta bị ngươi cắn nuốt. Trong lời Hàn Lập biểu lộ rõ ràng sự không thiện ý. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật, cho ngươi công pháp việt thế lâm sư huynh rất sợ hãi, nguyên thần vội vàng truyền âm nói. Bí mật, công pháp, chẳng lẽ chính là đại diễn quyết của thiên trúc giáo các ngươi hay sao? Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, lập tức làm ánh sáng màu lục trên nguyên thần lóe lên một chút, hơn nữa, âm thanh lắp bắp kinh ngạc truyền đến. Ngươi như thế nào lại biết việc này? Ngươi, ngươi chính là người hôm qua rình coi trộm. Lúc này Lâm Sư Huynh mới giật mình hiểu ra. Tốt lắm, ngươi một khi đã biết rằng ta đối với sự tình của các ngươi không phải là không biết gì, hay là thành thành thật thật nói cho ta nghe hết thảy đi. Ngươi sẽ không hy vọng ta lập tức hủy đi nguyên thần của ngươi chứ? Hàn Lập tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng làm nguyên thần của Lâm Sư Huynh ở trên tay dao động mãnh liệt một trận. Cái gì có thể nói, không phải hôm qua sư đệ đều nghe rõ rõ ràng ràng rồi sao?" Lâm sư huynh hít một hơi thật sâu, âm u nói. Mà lúc này người Thiên trúc giáo ở bên ngoài trận sau khi thấy lời nói đã được truyền đi một lúc mà trong đại trận không hề có phản ứng, không khỏi máu nóng bốc đầu, điều khiển phần lớn khôi lỗi phát động thế công mới. Bên ngoài đại trận lại trở nên náo nhiệt nhưng trong trận vẫn gió êm sóng lặng, ngoại trừ việc nghe được một chút thanh âm cùng với việc cảm nhận được một chút chấn động. Sư đệ đây là kỳ trận gì vậy? có thể ngăn cản công kích mãnh liệt như vậy, thực sự là không thể ngờ tới. Nhìn thấy cảnh này Lâm Sư Huynh cố tình ra vẻ ngạc nhiên nói. Hừ, người đừng quản trận pháp của ta là gì, cũng không cần nói lung tung để trốn tránh, hơn nữa ta đối với việc chó cắn chó của thiên trúc giáo các ngươi một điểm cũng không có hứng thú. Ta muốn biết chính là đại diễn quyết kia có phải ngươi cũng biết một ít công pháp, tu luyện sẽ có thần thông gì. Ngươi nếu có ý muốn kéo dài thời gian, ta lập tức liền hủy diệt ngươi hàn lập nhíu mày, thanh âm bỗng nhiên phát lạnh nói. Tiếp theo bạch quang trên tay đột nhiên sáng lên, ngón tay khẽ dùng một chút lực, nhất thời làm nguyên thần của vị lâm sư huynh kia kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả thở ra cũng không dám. Đại diễn quyết này chính là độc sang bí thuật của tổ sư khai pháp bổn giáo, chuyên môn cường đại thần thức, đồng thời tu luyện bí pháp phân thần thuật. Đó cũng là công pháp sử dụng khôi lỗi không thể không tu hành của thiên trúc giáo chúng ta, chỉ có tu luyện thuật này mới có thể đem thần thức gắn trên phần lớn khôi lỗi, thao túng bọn họ một cách tự do. Nếu không, chúng ta luyện chế nhiều con rối như vậy mà không thể đồng thời sử dụng thì có tác dụng gì? Nếm trải qua thủ đoạn của Hàn Lập, vị lâm sư huynh này không dám cò cưa, vội vàng nói liền một hơi. Một khi đã là công pháp cơ bản của thiên trúc giáo, tại sao ngươi lại âm mưu, hơn nữa còn nói đến cái gì nửa bộ, đây là làm sao? Hàn Lập bình tĩnh tiếp tục nói, điều này cũng không cần giấu giếm. Đại diễn quyết tuy là trụ cột công pháp của thiên trúc giáo chúng ta nhưng cũng là căn bản của bổn giáo, không có khả năng dễ dàng truyền cho giáo chúng, cho nên đại diễn quyết hiện tại mà giáo đồ thiên trúc giáo tu luyện chính là bản đơn giản hóa tầng thứ nhất của đại diễn quyết. Tuy tu luyện dễ dàng nhưng sau khi hoàn toàn luyện thành, uy lực không bằng đại diễn quyết chính thống. Mà nó chỉ có cao tầng trong giáo mới có khả năng tu luyện. Những người ngoài kia đều tu luyện thành hai tầng đầu của đại diễn quyết chính thống, mới có thể một lần thao túng gần trăm khôi lỗi cơ quan, mà ta đã tu luyện thành công pháp tầng thứ ba nên có khả năng khống chế hơn 300, so với bọn họ khá hơn một bậc. Còn ba tầng sau của đại diễn quyết, từ trước đến nay chỉ có giáo chủ cùng vị nhân tài kế thừa giáo chủ mới có tư cách tu luyện. Năm đó thiên trúc giáo đã xảy ra nổi loạn, cha ta bị giáo chủ hiện tại Kim Nam Thiên ám toán, ngay cả toàn bộ đại diễn quyết cũng bị hắn lấy đi. Mà lúc ấy ta thân là thiếu giáo chủ, đang ở ngoài xử lý ngoại vụ, sau khi biết được tin tức này, bởi vì không thể đối kháng, đành phải tìm một thế thân, giả chết mà đi, trốn ở Việt quốc cách xa ngàn dặm tuy ta không có toàn bộ đại diễn quyết nhưng bởi vì ta là con trai độc nhất của giáo chủ nên cũng biết trước bốn tầng đầu công pháp, liền đem chúng nó tập hợp lại thành một quyển sách. Vốn ta nghĩ sống đến hết đời tại nơi này nhưng ai ngờ đại diễn quyết gần đây đột nhiên biến động, muốn đột phá tầng thứ ba, điều này làm cho trí tâm báo thủ của ta bốc lên, nhất thời hồ đồ liên hệ một bộ phận thủ hạ trung tâm năm đó, muốn bọn họ trộm ba tầng sau của khẩu quyết, nhưng không nghĩ tới kết cục lại như thế này. Chẳng biết bọn họ đi trộm bị thất bại, hay là căn bản đã phản bội ta. Lần này Lâm sư huynh chậm rãi kể lại, nhưng khi nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Hàn Lập lạnh lùng nhìn Nguyên Thần đối phương bộc lộ bất mãn, không có hành động gì. Sau khi đối phương bình tĩnh một chút mới không khách khí tiếp tục truy vấn. Theo như ngươi nói thì bí mật là cái gì? Cái này, ta hy vọng trước tiên, ai ra, dừng tay, ta nói, ta nói. Nguyên Thần Lâm sư huynh hơi do dự một chút, tựa hồ muốn đề xuất điều kiện, nhưng căn bản là Hàn Lập không cho hắn cơ hội mở miệng trực tiếp cho đối phương nếm thêm đau khổ, thiếu chút nữa bóp nát nguyên thần của Lâm Sư Huynh, làm cho đối phương khiếp đảm, kinh ngạc, lập tức đổi giọng. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, trước khi ta chưa nghe hết mọi sự tình ta muốn biết, tốt hơn đừng nên yêu cầu điều kiện gì thanh âm Hàn Lập nghe lạnh sống lưng. Trong lúc nhất thời Lâm Sư Huynh hoàn toàn bị thủ đoạn tàn nhẫn của Hàn Lập làm rúng động, sợ hãi vội vàng nói. Kỳ thật bí mật này có quan hệ với đại diễn quyết, hơn nữa sớm lan truyền trong cao tầng của thiên trúc giáo lúc đó, nhưng không ai biết thật giả. Tuy nhiên khi gia phụ còn sống từng lén lút nói với ta rằng xác suất chuyện này là thật cũng có năm, sáu thành. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mọi tầng lớp cao cấp trước kia ở thiên trúc giáo âm thầm dò dỉ một lời đồn đãi rằng phàm là người đem đại diễn quyết tu luyện đến cao tầng thì việc kết đan so với tu sĩ bình thường dễ dàng hơn nhiều, dễ dàng đột phá bình cảnh tu luyện, bởi vì giáo chủ trước đây cùng người thừa kế giáo chủ, xác suất kết đan thành công thật sự cao đến mức thần kỳ sau một lúc lên tiếng, hắn liền nói ra bí mật này. Có khả năng tăng xác suất tiến vào kết đan kỳ, thần tình hàn lập vốn lạnh lùng, rút cuộc đã biến đổi. Đúng vậy, chỉ cần sư đệ bằng lòng giúp ta tìm một thân thể để ta đoạt xá trọng tu, ta trước hết nguyện ý đem bốn tầng khẩu quyết đầu tiên chia sẻ chung với sư đệ, sau đó ta và ngươi hai người liên thủ. Tìm mọi cách đoạt phần pháp quyết còn lại từ trong tay kim tạc tử kia rồi cùng nhau kết thành kim đan, không phải là sướng khoái sao hắn lại bắt đầu dùng võ mồm cổ động, dụ hoặc hàn lập. Hàn lập hư một tiếng, không có nói gì, mà lại cúi đầu suy ngẫm, làm tâm tình lâm sư huynh lập tức phập phồng bất an. Chỉ có nắm chắc năm, sáu thành, có khả năng tăng sát suất kết đan sao. Hàn lập đột nhiên ngửa đầu, nhăn tít hai hàng lông mày, thì thảo nói. Sư đệ, sát suất năm, sáu thành là không nhỏ, dù sao đây cũng là kết thành kim đan, nên thử đi lâm sư huynh thấy vậy liền cuống quyết khuyên nhủ. Kỳ thật, theo như lời phụ thân hắn lúc trước xác suất không phải là năm, 6 thành mà chỉ có thể là ba thành. nhưng hiện tại qua miệng hắn, xác suất lập tức tăng gấp đôi. đại diễn quyết này tu luyện nhanh chứ, trừ việc gia tăng thần thức còn có thể tăng tiến công lực sao? thêm nữa, chẳng biết lâm sư huynh chúc cơ thành công khi nào? tu luyện đại diễn quyết này đã bao lâu rồi? hàn lập đột nhiên dương nghi, lạnh lùng hỏi. tốc độ tu luyện cũng nhanh, công lực có thể gia tăng một chút. chúc cơ thành công là sự việc hơn trăm năm về trước. Lúc ấy ta mới hơn ngoài 20. Đại diễn quyết này là sau khi chúc cơ liền bắt đầu tu luyện. Sao, sư đệ hỏi chuyện này làm chi? Lâm Sư huynh không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi liên tiếp mấy vấn đề như vậy, hắn ngẩn ngơ, không kịp phòng bị, đành phải trả lời ấp a ấp úng hai vấn đề đầu tiên, còn hai vấn đề sau thì hồi đáp rất rõ ràng. Sắc mặt Hàn Lập Hòa Hoãn, tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời của đối phương, nhưng tay phải đang cầm nguyên thần của Lâm Sư huynh. Đột nhiên bạch quang tỏa ra chói lọi, tiếp đó năm ngón tay dùng sức bóp lại. Nhất thời sau một tiếng hét thảm của Nguyên Thần trên tay, liền biến thành nhiều điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thực không may, ta bình sinh thống hận nhất chính là người ta đoạt xá ta, điều này sẽ làm cho ta hồi tưởng đến một ít sự tình không hay. Hơn nữa, mặc dù ta thực sự hứng thú đối với đại diễn quyết, nhưng pháp quyết tu luyện không phải dễ dàng, lại không thể tăng tiến pháp lực, ta như thế nào có thể lấy làm công pháp tu luyện chủ đạo đây? phải biết rằng nếu pháp lực chưa tu luyện đến trúc cơ kỳ đỉnh phong ta đây đem đại diễn quyết tu luyện tốt có lợi ích gì đây tư chất các hạ thực ra cũng được tu luyện đại diễn quyết này hơn trăm năm bất quá mới đến tầng thứ ba đỉnh phong mà pháp lực cũng bởi vì phân tâm cũng chỉ ở trung kỳ của trúc cơ làm sao có thể chọn vẹn đôi đường hơn nữa giáo chủ đời trước của thiên trúc giáo chỉ có hai người có thể kết thành kim đan điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì một khi đã có khả năng trở thành người đứng đầu một giáo phái đều có tư chất tuyệt luân, là kỳ tài tu luyện vạn người chỉ có một. Cứ như vậy, sự đáng tin về xác suất gia tăng kết đan của đại diễn quyết càng thấp. Mà tại hạ tự nhận tuyệt đối không phải là tuyệt thế kỳ tài, đối với việc đem pháp lực cùng đại diễn quyết đồng thời tu luyện đến mức cao thâm chính là một điểm tin tưởng cũng không có. Điều sai nhất chính là trong tay các hạ còn không có toàn bộ công pháp của đại diễn quyết, còn muốn ta cùng người ta một giáo phái, đối đầu, việc này không phải là tự tìm đường chết hay sao? Hơn nữa cho dù ta tha cho ngươi một mạng, nhưng ai có thể cam đoan rằng ngươi sẽ không ghi hận việc hôm nay rồi sẽ ở sau lưng ta ám toán, hạ độc thủ đây? Các hạ nói xem, có nhiều lý do như vậy, ta như thế nào có thể thả ngươi đây? Hàn lập nhìn nhìn tay phải vừa mới bóp chết mạng nhỏ của một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, thấp giọng lầm bầm. chương 233, lôi vạn hạc, đây là tu sĩ thứ hai mà nguyên thần xuất thể bị hàn lập tiêu diệt, mà đại bộ phận tu sĩ trong khi tranh đấu không dùng chiêu nguyên thần xuất thể này để bảo trụ tiểu mệnh, bởi vì nguyên thần xuất thể cần tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể thi pháp được, trong lúc thi pháp này tu sĩ không được loạn động. Nhưng tu sĩ bình thường trong khi chém giết, ai cho người thời gian để thi pháp chạy trốn. Trong khoảng thời gian nguyên thần muốn thoát khỏi thân thể liền có thể tiêu diệt ngươi mười mấy lần. Cũng chỉ có tu sĩ sau nguyên anh kỳ mới có thể mượn sức nguyên anh để nguyên thần lập tức ly thể. Mà vị lâm sư huynh cùng vị dư tử đồng trước kia giống nhau hắn vốn muốn xuyên qua phía trên động phủ của Hàn Lập, trực tiếp trở về Hoàng Phong Cốc tìm cách giải quyết và diệt trừ cứu binh, đánh bậy đánh bạ tự nhiên lại xông vào trong đại trận của Hàn Lập, bị cảnh tượng huyễn hoặc trong trận vây khốn ở chỗ này, không thể rời đi nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình độc phát thân vong, lúc này bất đắc dĩ mới đem nguyên thần xuất thể. Điều này cũng dẫn đến việc Lâm Sư Huynh tràn ngập oán giận đối với chủ nhân đại trận, hơn nữa hắn đích xác cần một thân thể khác để trọng sinh, cho nên vừa mới thấy mặt Hàn Lập liền hạ sát thủ, mặc kệ 3721 muốn đoạt xá. Nhưng hắn vạn vạn lần không có nghĩ rằng động tác Hàn Lập lại nhanh như vậy, dưới tình huống xuất kỳ bất ý mà bằng một tay có thể bắt lấy nguyên thần hắn chế trụ, dẫn đến kết cục nguyên thần tan thành mấy khói. Hiện tại người một khi đã chết, Hàn Lập tự nhiên sẽ không tốn tâm tư trên người chết đó. Hôm nay ở ngoài động phủ hắn còn có phiền toái lớn đang chờ xử lý. Mặc dù mấy thế công của bọn thiên trúc giáo kinh người nhưng Hàn Lập thấy đại trận không có dấu hiệu bị thất bại nên trong lòng cũng rất an tâm. Hơn nữa hắn tin tưởng rằng nhóm người này tuyệt không dám lưu lại ở đây lâu. Bởi vì nơi đây tuy là bên ngoài của Thái Nhạc Sơn Mạch, là nơi xa xôi hẻo lánh nhưng cũng ở trong vòng thế lực của Hoàng Phong Cốc. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hàn Lập không tin trong lòng bọn họ không có chút kiêng kỵ. Phòng chừng hôm nay bọn họ tấn công đại trận cũng đã thành thế cưỡi trên lưng cọp. Kỳ thật Hàn Lập cũng không bị kích động, Đem thi thể Lâm Sư huynh giao cho đối phương, làm bùng phát ý niệm chạy trốn của bọn họ. Nhưng khi Nguyên Thần đã xuất khiếu thì thi thể có dấu hiệu rất rõ ràng, đến lúc đối phương lấy được nó, ngược lại chỉ sợ lại càng không chịu bỏ qua, bởi vậy không bằng ở trong đại trận làm con rùa rụt đầu. Dù sao đối phương cũng không có bổn sự phá tan được điên đảo ngũ hành trận này. Lại nói tiếp, Hàn Lập thực có chút bội phục chính mình. Nhìn thấy trước liền đem đại trận này từng bước bố trí, nếu không hắn khẳng định không được bảo vệ sẽ sớm trở thành tù binh của người ta tuy nhiên đại trận trước mắt xem ra là không cần lo lắng nhưng hàn lập cũng không dám trở về động phủ để ngủ liền lấy ra một cái ghế đá ngồi nhắm mắt dưỡng thần có lẽ những người này bởi vì sử dụng khôi lỗi công kích nên thế công kéo dài làm hàn lập có chút buồn bực oanh tạc cuồng bạo suốt hơn một canh giờ làm đại trận lần đầu tiên sinh ra biến hóa trận thế vốn trầm tĩnh như nước bắt đầu lóe lên thanh quang nhàn nhạt, nhạt che phủ cả bầu trời của đại trận làm công kích của cột sáng cùng mũi tên ánh sáng sinh ra dao động giống như sóng nước. Nhìn thấy cảnh này, người của Thiên Trúc giáo bắt đầu trở nên hưng phấn, dù sao xuất hiện loại biến hóa này nói rõ ràng rằng đại trận này không phải là không thể phá hủy bằng sức mạnh, hoàn toàn có thể cố gắng hơn nữa để đem trận này khai mở. Nhưng thật ra trận pháp nếu vẫn bảo trì bộ dáng vững chắc như mới bắt đầu thì bọn người Hoàng Long thực sự phải xem xét rút lui. Khi người của Thiên Trúc giáo triển khai kế hoạch công kích mạnh hơn, sắc mặt hàn lập khẻ biến thì từ xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hống giống như xét đánh. Mấy tên láo sược ở đâu đến, dám ở Thái Nhạc Sơn mạch phóng túng như vậy, còn công kích động phủ của đệ tử bổn môn. Các ngươi chán sống rồi, lão phu liền tiến đưa các ngươi lên đường, thanh âm này làm chấn động hàn lập với đại trận bảo hộ, hai tai vang lên ông ông, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Càng không cần nói những tên thiên trúc giáo ở ngoài trận trực tiếp đối mặt với thanh âm này. Thân mình bọn họ run rẩy vài cái, thiếu chút nữa từ trên chúc bài trực tiếp rơi xuống. Là tu sĩ kết đan kỳ, chúng ta mau chạy đi. Hoàng Long tuy có bộ dáng thô lỗ, hung ác nhưng kỳ thật chính là tên có tâm kế nhất trong mấy người kia, sau khi thấy rõ thanh thế của thanh âm người sắp tới kia, liền kinh hãi thất sắc muốn nhanh chân trốn chạy. Nhưng rất hiển nhiên Hoàng Long đã xem nhẹ tốc độ phi hành và pháp huy sâu không lường được của tu sĩ kết đan kỳ kia. Khi mấy người bọn họ luống cuống tay chân thu lại khôi lỗi để trốn chạy thì ở chân trời cách đó không xa đột nhiên sấm vang điện chấp, bạch quang chợt lóe. Ngay sau đó một đạo ngân quang từ nơi đó bay nhanh đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn họ, làm mấy người này sợ tới hồn vía lên mây, ngay cả mấy khôi lỗi còn lại cũng quên thu hồi, tất cả đều tháo chạy tứ tán. Nhưng một đạo ngân quang thật lớn dài hơn 10 trượng ngăn cản không cho bọn người Hoàng Long một cơ hội. Chỉ thấy nó tách ra, đồng thời biến thành 6, 7 đạo ngân quang nhỏ hơn một chút, bay đến từng tên thiên trúc giáo đang ở giữa không trung. Tiền bối tha mạng, chúng ta là Hoàng Long kinh hãi, vội vàng mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng ngân quang căn bản không có tạm dừng, nhẹ nhàng xoay chuyển, lại phát ra vài tiếng sấm nho nhỏ đem mấy tên ra hỏa muốn trốn chạy biến thành cho bụi, tên Hoàng Long kia cũng không may mắn thoát khỏi. Lúc này ngân quang mới tụ tập lại với nhau, hiện ra một người mập mạp, khắp người đầy thịt. Hai mắt người này bị híp đến mức chỉ còn lại có hai khe hẹp, dưới cằm từng tầng từng tầng thịt, Rốt cuộc không biết có bao nhiêu, hơn nữa eo to như thùng lớn, tuyệt đối là người béo núc béo ních nhất mà Hàn Lập thấy được từ khi cha sinh mẹ đẻ. Nhưng một người như vậy lại là là tu sĩ kết đan kỳ, hơn nữa xem phương pháp sử dụng chính là công pháp dị linh căn lôi thuộc tính, điều này làm Hàn Lập rất kinh ngạc. Tuy nhiên nói thế nào thì nói, vì này xem như đã giải nguy cho Hàn Lập, lại là trưởng bối Hoàng Phong Cốc, cho nên Hàn Lập sau khi thấy mấy tên gia hỏa thiên trúc giáo bị tiêu diệt, liền không chút do dự mở đại trận, nhanh chóng ngự khí nghinh tiếp đợi đến trước mặt người mập mạp này thân hình hàn lập mới dừng lại cung kính thi lễ nói sư điệt hàn lập bái kiến sư bá cảm tạ sư bá đã viện thủ cứu giúp chẳng biết sư bá có thể cho biết tục danh được không vị sư bá mập mạp này từ khi hàn lập bay lên liền dùng cặp mắt híp đánh giá hắn thấy hàn lập cung kính lễ độ đối với mình trên mặt mới xuất hiện vẻ tươi cười ấn tượng đầu tiên đối với hàn lập xem ra cũng tốt ta là sư bá lôi vạn hạc của ngươi gọi ta một tiếng lôi sư bá là được mấy tên thiên trúc giáo này vì sao vô duyên vô cớ lại tấn công động phủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi chiêu chọc bọn họ? Vị sư bá mập mạp nói một câu đã đánh trúng chỗ mấu chốt của sự tình, có thể thấy được ông ta cũng là một người tinh minh, không dễ lừa gạt. Hàn lập trong lòng dùng mình, nhưng sắc mặt vẫn như thường đem sự tình đã xảy ra, cắt đầu cắt đuôi nói rõ cho lão. Đương nhiên chính mình đến phường thị của thiên tinh tông và tiêu diệt nguyên thần của lâm sư huynh, hắn tự nhiên sẽ không đề cập đến. Thần sắc lôi vạn hạc vô cùng bình thản, khi nghe Lâm Sư Huynh chúng độc chết tại trận mới động dung nói. Thì ra là tiểu tử thiên trúc giáo kia, ta đã biết đem hắn thu vào Hoàng Phong Quốc khẳng định sẽ mang đến một chút phiền toái. Tuy nhiên cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy hắn vẫn bị đuổi giết trí tử, bụng giả của vị kim đại giáo chủ kia thật là hẹp hòi, nhỏ mọn. Vị lôi sư bá này thực không có lộ ra ý tứ đau xót gì, chỉ là thoáng cảm thán một phen, sau đó nói tiếp. Thi thể lâm sư điệt ở đâu? Đưa ta đi nhìn qua một chút. Tuân mệnh, sư bá xin mời đi bên này hàn lập sao dám cự tuyệt đối phương vội vàng mang theo lão đưa vào trong đại trận của mình hắn một mặt đi một mặt trong lòng thầm nhủ may mắn bởi vì vừa rồi bận rộn chú ý tới người thiên trúc giáo nên túi chữ vật trên người lâm sư huynh hắn không có động qua nếu không sự việc này thật khó coi ái trà đại trận này của ngươi thực không bình thường xem ra nếu ta không ra tay bọn hỗn đắn kia cũng không làm được gì ngươi lôi vạn hạc vừa mới vào trong biên đảo ngũ hành trận không lâu liền nhận ra một chút đạo lý then chốt. À, đây là do sư điệt tốn nhiều tiền mua một bộ trận kỳ cấp cao từ phường thị, có thể nào lọt qua được pháp nhãn của sư bá. Hàn lập nghe vị sư bá bên người tán dương, trong lòng tuy vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói. Không, trận pháp này phải có lai lịch rất lớn, cho dù ta dùng sức phá trận, không tiêu phí một ít sức lực, cũng rất khó đi qua lôi vạn hạc lắc lắc đầu như lắc trống, liên tục không đồng ý nói. Lúc này hai người bọn họ cũng đã đến nơi, thi thể của Lâm Sư Huynh vẫn còn thành thành thật thật ở đó, hoàn hảo không tổn hao gì. Vị sư bá mập mạp vừa thấy màn này, dương tay lên, thi thể lập tức bay tới trên đôi tay to lớn như cánh quạt, lôi vạn hạc liền không không khách khí, kiểm tra xem xét một phen. Xem ra nhưng lời ngươi nói là thật, hắn chúng phải cổ độc của cổ độc tông ở nơi cực tây mới bộc phát mà chết. Sau khi vị sư bá mập mạp này kiểm tra xong, mới gật gật đầu nói, điều này làm cho hàn lập trong lòng cả kinh. Nhưng trước khi thân thể hoàn toàn hoại tử, Nguyên thần hắn nên đào thoát mới đúng, chẳng biết Hàn sư Điệt có nhìn thấy hay không. Vị sư bá mập mạp đem quang thân xác trên mặt đất, không nhanh không chậm hướng Hàn Lập hỏi. Chương 234, cấm chế, linh dược. Hàn Lập vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đã hỏi đến rồi. Nhưng trên mặt lại biểu hiện vẻ ngạc nhiên nói, "Nguyên thần, đệ tử không có nhìn thấy nguyên thần nào cả, chẳng lẽ Lâm sư huynh trước khi chết nguyên thần thoát thể?" Hàn Lập trong lòng sớm đã có chủ ý, chỉ cần đối phương hỏi về việc nguyên thần Hắn liền ngậm miệng cái gì cũng không biết. Không lẽ nói cho đối phương vì tên kia muốn dùng nguyên thần đoạt xá, kết quả bị mình tiêu diệt sao? Không nhìn thấy, vị sư bá mập mạp dùng ánh mắt cười mà như không cười nhìn Hàn Lập trong chốc lát, trực tiếp nhìn thẳng vào tâm lý non nớt của Hàn Lập làm tim hắn đập thình thịch không thôi. Ừm, một khi đã không nhìn thấy, Nguyên Thần Lâm sư điệt có thể bị lạc trong đại trận, tự bị tiêu tán đi một lát sau vị sư bá mập mạp đem mặt quay đi, sau đó nhàn nhạt nói. Hàn Lập nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng rằng đối phương căn bản sẽ không tin tưởng lời nói này của mình. Nhưng vừa rồi thái độ của vị lôi sư bá này đối với sinh tử của lâm sư huynh tựa hồ bộ dáng không quan tâm, thật sự không muốn truy cứu. Dù sao mọi người đều biết rằng sau khi nguyên thần của người tu tiên ly thể thì chuyện thứ nhất chính là lập tức đoạt xá để tái sinh, nhưng trong trận trừ hàn lập ra không có vị tu sĩ thứ hai nào cả, đối tượng tên kia đoạt xá chỉ có thể là hàn lập, nhưng hắn hôm nay đang bình bình an an, điều này nói rõ rằng việc đoạt xá của Lâm Sư Huynh đã thất bại, nguyên thần bị tiêu diệt. Cho nên Hàn Lập có hay không bị nguyên thần Lâm Sư Huynh xâm chiếm thân thể, có phải là hiện tại kỳ thật là Lâm Sư Huynh điều khiển hành động của Hàn Lập? Việc này liếc mắt liền có thể biết được sự tình, bởi vì đoạt xá chính là một hành động cực kỳ thương tổn đến nguyên thần, cho dù đoạt xá thành công nếu không bế quan nghỉ ngơi một tháng thì căn bản không thể vận dụng thân thể người khác một cách tự nhiên được, tự nhiên sẽ bị vị lôi sư bá này nhìn ra sơ hở. Cho nên trong lòng Hàn Lập cùng Lôi Vạn Hạc kỳ thật đều biết rõ ràng kết cục của Nguyên Thần Lâm sư huynh là ra sao. Nhưng vị sư bá mập mạp này bởi vì ấn tượng đầu tiên đối với Hàn Lập cũng không tệ lắm, hơn nữa lại hỏi loại vấn đề nhỏ nhặt như vậy nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mà Hàn Lập hiểu được nên giả bộ hồ đồ, bởi vì mặc kệ nguyên nhân như thế nào, việc này sau khi truyền ra, tội danh hắn giết hại đông môn không thể tránh khỏi, đối với hắn cực kỳ bất lợi việc cứ như thế làm hàn lập nghĩ rằng vị lôi sư bá này so với vị sư phụ của mình thực sự thuận mắt hơn rất nhiều động phủ này của sư điệt thực sự quá thô sơ đi như thế nào có thể chiêu đãi người ngoài người tu tiên chúng ta tuy không chú ý đến mấy cái này nhưng cũng phải được một chút vị lôi sư bá này chẳng biết vì sao sau khi xử lý xong việc không có lập tức rời khỏi nơi đây mà đứng ở trước cửa động phủ của hàn lập chậm rãi ung dung đánh giá hàn lập nghe xong cười khổ một chút động phủ này là hắn mới dùng thời gian vài ngày vội vội vàng vàng làm nhanh cho xong, sao có thể tinh tế được. Tuy nhiên Hàn Lập nghe đối phương nói như thế liền nhớ tới một chuyện. Vì thế sau khi cười cười hắn liền cung kính nói với lôi vạn hạc. Sư Điệt có một số việc muốn thỉnh giáo lôi sư bá, chẳng biết lôi sư bá có muốn hay không trước tiên vào trong động phủ nghỉ ngơi một lát để tiểu Điệt từ từ giải bày với sư bá. Mặt khác đệ tử còn có một ít dược thảo khá lâu năm, muốn mời sư bá xem thử thật giả để đệ tử yên tâm dùng luyện đan. Dược tài, Vị sư bá mập mạp mới đầu nghe Hàn Lập hướng hắn thỉnh giáo vấn đề, để hắn tiến vào động phủ, thần sắc không chút chuyển động, nhưng khi Hàn Lập nhắc tới có chút dược thảo khá lâu năm mới thốt ra vẻ tươi cười, vuốt cằm đáp ứng. Vì thế Hàn Lập đem lôi vạn hạc dẫn tiến vào ngồi trong đại sảnh cực kỳ trống trải, sau đó nói muốn đi lấy dược thảo, để lão chờ một chút, liền vội vàng đi đến trong chữ tàng thất của mình, đem hai gốc dược tài đã dùng khoảng 6, 700 năm lấy ra, sau đó trở về đại sảnh lý do mà hàn lập không đem mấy gốc dược thảo này bỏ vào trong túi chữ vật mang theo thân mình nhưng để bảo trì dược tính trong thời gian dài chỉ có thể làm như vậy bởi vì dùng loại pháp khí hộp ngọc cất chứa linh dược chỉ là thủ đoạn giữ gìn tạm thời mà thôi thời gian càng dài dược lược có thể từ từ tiêu tán cho nên mỗi động phủ của người tu tiên cơ hồ đều có loại chữ tàng thất được bố trí kết giới đặc thù điều này mới có thể chắc chắn rằng dược tính linh dược vĩnh viễn không mất Tuy nhiên Hàn Lập vì sợ thần thức hơn người của vị lôi sư bá này đem tất cả đồ vật của mình trong chữ tàng thất cùng linh nhãn chi tuyển kia thu vào trong mắt nên sớm đã phát động biến hóa đặc thù phương pháp cấm đoạn thần thức ở trong biên đảo ngũ hành trận. Hiện tại vị lôi sư bá này nếu muốn dình coi thứ gì đó, chắc đang rất buồn bực. Trên ngọc giản kia nói rất rõ ràng, loại biến hóa cấm đoạn thần thức này bởi vì cực kỳ đơn giản, dễ dàng, cho nên luyện chế bộ pháp khí này thì uy lực hoàn toàn giống như chính bản, không có yếu đi một điểm nào cả điều này cũng là công hiệu duy nhất có khả năng so sánh với chính bản. Hàn lập sau khi bố trí đại trận đã từng thử qua uy lực của loại biến hóa này, quả nhiên thần thức hắn chỉ có thể chuyển động cận vài thước trong phạm vi phụ, không thể đi xa hơn. Mà vị lôi sư bá này cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, thần thức vượt xa mình, nhưng tuyệt đối phạm vi sẽ không vượt quá 10 trượng ở đại sảnh, điều này cũng là nguyên nhân hắn dám mời đối phương. Nếu không thần thức đối phương chỉ cần đảo qua thì mấy thứ trong chữ tàng thất cùng linh nhãn chi tuyển sẽ bị lão phát hiện tin rằng vị lôi sư bá lôi vạn hạc này 10 phần thì đến 8, 9 sẽ có ý định xấu xa trong đầu. Nhưng nếu ngay từ đầu không mời vị lôi sư bá vào động phủ chỉ sợ lại không ổn, càng làm cho đối phương hoài nghi. Dù sao một vị sư bá đến trước động phủ của một vãn bối, lại không được mời vào, thật sự có điểm khác thường. Cho dù đối phương ngày từ đầu không để ý nhưng vạn nhất nếu suy nghĩ lại việc này, không phải là càng không xong sao. Hơn nữa thật sự Hàn Lập có việc muốn thỉnh giáo vị sư bá mập mạp này một chút, Nghĩ thầm muốn tạo một chút quan hệ với đối phương, đối phương chính là tu sĩ kết đan kỳ, có khả năng giao hảo với vị sư bá này, chính là sau này có chỗ lợi lớn. Hàn Lập một mặt yên lặng suy nghĩ, một mặt cầm hai cái hòm đựng thuốc đi vào đại sảnh, sau đó trước mặt Lôi Vạn Hạc mở nắp hộp ra, mời đối phương tiến hành xem xét. Lúc này trong lòng Lôi Vạn Hạc rất không tốt, bởi vì lão đích xác khi Hàn Lập đi lấy thuốc thì đem thần thức của mình phóng xuất ra, muốn dò xét quy mô lớn nhỏ của động phủ một chút. Đây không phải là lão có ý gì xấu xa, mà là thân là một tu sĩ kết đan kỳ nên đây là một loại hành động tự phát theo bản năng. Nhưng khi thần thức cách hơn 10 trượng thì đình trệ như nặng ngàn cân, rút cuộc không thể khuếch tán ra ngoài thêm tí nào. Điều này làm cho lôi vạn hạc ngẩn mặt, lúc ấy lộ ra sự rúng động. Loại tình huống thần thức bị hạn chết, lão không phải là không có nhìn thấy qua. Lão cũng gặp tình huống giống như vậy ở trong động phủ của vài vị tu sĩ giao hảo với mình, Điều này rõ ràng là cấm chế phát huy tác dụng ngăn cản thần thức tra xét. Nhưng hảo hữu của lão đều là tu sĩ kết đan kỳ, trong động phủ có loại cấm chế này xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng vị sư điệt này rõ ràng mới là tu sĩ trúc cơ kỳ, động phủ cũng mới kiến tạo không lâu, loại cấm chế này xuất hiện ở đây thật có chút kỳ quái. Lôi vạn hạc không có đem sự xuất hiện của cấm chế này liên hệ cùng với đại trận ngoài động phủ. Bởi vì theo quan điểm của lão, đại trận ở ngoài động phủ kia có công hiệu cản trở địch nhận cường đại như vậy thực sự đã rất lớn rồi nếu còn xuất hiện mấy cái biến hóa phụ trợ cách đoạn thần thức này thì trận pháp kia so với đại trận trấn phái của một ít môn phái nhỏ không phải là không sai biệt lắm sao. Cấm pháp đại trận uy lực cường đại như vậy, như thế nào có thể xuất hiện tại bên ngoài động phủ của một đệ tử trúc cơ kỳ đây? Chỉ sợ vị lôi vạn hạc này vạn lần không nghĩ tới đại trận của Hàn Lập kỳ thật là bản đơn giản hóa của điên đảo ngũ hành trận nổi danh hiền hách. Cho dù chỉ có một trong 10 phần uy lực của trận pháp nguyên bản cũng thực không kém so với cái gọi là đại trận trấn phái kia. Bởi vậy khi Hàn Lập mở hộp thuốc cho lão xem, lão vẫn còn không yên lòng, đang suy nghĩ việc này, ánh mắt không lập tức hướng về hộp thuốc. Thái độ ra vẻ nhìn hay không cũng không sao cả, nhưng khi ánh mắt lão dừng ở hai gốc dược thảo sáu, 700 năm kia thì đột nhiên vẻ mặt dương dương tự đắc lập tức biến mất. Cho nên cái gì cấm chế, cái gì thần thức đều bị lão vứt hết. Lúc này trong mắt lôi vạn hạc chỉ còn lại có hai gốc dược thảo linh khí bức người. Hai gốc linh dược này là đệ từ từ bên ngoài tốn không ít linh thạch mới thu về được, nhưng kinh nghiệm của sư điệt rất nông cạn, thật sự không thể phán đoán chính xác tuổi của linh dược, cho nên cũng không có sử dụng qua. Hôm nay lôi sư bá đến vừa lúc xem xét giúp sư điệt một chút. Ừm, lôi vạn hạc căn bản không nghe Hàn Lập nói cái gì. Tùy tiền ừ ừ vài cái, sau đó thật cẩn thận đem một gốc cây linh dược cầm nơi tay để xem xét. Hàn Lập ngầm xem thấy vẻ mặt của đối phương, trong lòng mỉm cười. Xem ra lấy ra hai gốc linh dược này là chuẩn xác hắn sớm đã nghe người ta nói qua rằng khát vọng có được linh dược của tu sĩ kết đan kỳ càng nhiều hơn so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vì đến cảnh giới kết đan kỳ, không cần nói đến việc hóa đan vi anh, mà chỉ là đem pháp lực tu luyện đề cao lên một tầng cũng là việc trăm ngàn khó khăn. Bởi vậy phục dùng nhiều đan dược là cách bình thường để đề cao pháp lực của nhóm tu sĩ kết đan kỳ. chương 235, Hàn Lập Đích Tâm Tư Đan dược bình thường của thế gian sớm đã không còn là cái gì đối với tu sĩ kết đan kỳ cũng chỉ có dùng dược tài ngoài mấy trăm năm cũng với một ít linh dược thiên địa tự sinh luyện chế linh đan mới có khả năng tăng tốc độ tu luyện của bọn họ. Cho nên tu sĩ kết đan kỳ mỗi lần viễn du, phần lớn thời gian cũng chỉ dùng để cướp đoạt dược tài cực kỳ quý hiếm. Điều này cũng giống như Lý Hóa Nguyên năm đó, vừa thấy Hàn Lập từ cấm địa đi ra có nhiều linh dược như vậy, lập tức tìm trăm phương ngàn kế để thu hắn làm đồ đệ. Mấy loại thiên địa linh dược này thật sự làm lão rất thèm khát. Kỳ thật, cho dù lúc ấy dẫn đầu không phải là lý hóa nguyên mà là lôi vạn hạc hay tu sĩ kết đan kỳ khác chỉ sợ cũng sẽ không buông tha việc phân chia linh dược của hàn lập tám chín phần cũng chọn thủ pháp giống nhau nhưng lý hóa nguyên đích xác là có chút keo kiệt chỉ thu hàn lập làm đệ tử ký danh tuy nhiên việc phục dùng đan dược là một thủ đoạn phụ trợ để tinh tiến pháp lực mà thôi chỉ có thể rút ngắn thời gian đả tỏa và hấp thụ linh khí siêng năng khổ tu mới là con đường chân chính đem linh khí hóa thành pháp lực bản thân nếu không phục dùng quá nhiều đan dược mà không bỏ thời gian để luyện hóa một chút linh khí có ở trong thì cũng vô dụng sẽ không giúp gia tăng pháp lực dù sao linh khí bên ngoài và pháp lực bản thân căn bản là hai việc khác nhau thậm chí còn xuất hiện việc có người phục dùng gian dược nghịch thiên tìm được từ trong di tích thượng cổ kết quả xuất hiện quá nhiều linh khí trong cơ thể làm cho hắn ta nổ tan xác mà chết cho nên tùy tiện phục dùng gian dược cách quá xa cảnh giới của mình chính là sự việc cực kỳ nguy hiểm mặt khác khi gặp bình cảnh mượn linh lực của đan dược tiến hành đột phá chính là một loại thủ đoạn phần đông tu sĩ thường dùng cũng được chứng minh là một loại phương thức rất có hiệu quả không có sự giúp đỡ của dược lực mà tu sĩ tự mình đột phá bình cảnh tu luyện tại cả tu tiên giới thực sự quá ít hơn nữa bọn họ đều là kỳ tài tu tiên trăm năm hiếm có loại người được công nhận có tư chất tuyệt đỉnh như là người có thiên linh căn ngay cả người có dị linh căn gặp loại bình cảnh tu luyện này cũng không thể tránh khỏi việc phải phục dùng đan dược để đột phá, điểm này không có gì khác với người có linh căn bình thường. Mà vị tu sĩ lôi vạn hạc này chính là gặp bình cảnh loại này. Bởi vậy lão phải luyện chế đan dược phụ trợ, kỳ thật lão vừa mới đi tìm linh dược từ bên ngoài trở về. Nhưng vận khí lần này của lão thật sự không tốt lắm. Ngoài dược thảo thì không thu hoạch được gì khác, điều này làm cho lão bụng đầy buồn bực. Đây cũng là nguyên nhân lão vừa thấy người thiên trúc giáo luyện lập tức hạ sát thủ, bởi vì lúc ấy nếu lão không phát tiết một chút, chỉ sợ tâm tình trong một thời gian dài cũng sẽ không tốt. Chỉ có thể nói bọn người Hoàng Long thật sự rất không may, vừa lúc gặp phải sát tinh tâm tình cực xấu. Lúc này tâm tình Lôi Vạn Hạc đang phập phồng không ngừng. Lão trải qua kiếp sống tu tiên hơn 300 năm, dạng dược thảo gì mà chưa thấy qua. Hai gốc linh thảo này vừa rơi vào trong mắt, lão liền lập tức phán đoán chuẩn xác năm của dược thảo, không khỏi làm lão trong lòng mừng rỡ. Phải biết rằng lão hiện nay muốn khai lô luyện tăng nguyên đan nhưng khuyết thiếu chính là linh dược đã ngoài 500 năm. Cho nên mới có lần viễn du hơn một năm thời gian, nhưng lão đem tất cả phường thị lớn nhỏ cùng với các tiệm thuốc lớn của thế tục tìm kiếm qua cũng không tìm được gốc dược tài lào nào làm lão vừa lòng. Chỉ có thể miễn cưỡng thu vào hai gốc cây thứ phẩm 400 năm, bất đắc dĩ phải sử dụng. Tuy nhiên lão trong lòng cũng biết dùng linh thảo không đủ năm như vậy để luyện chế tăng nguyên đan, chỉ sợ cho dù thành công thì công hiệu cũng giảm đi đối với chính mình không có sự trợ giúp lớn lao gì. Nhưng trong tay lão thật sự không có chủ dược thích hợp, có biện pháp giải quyết gì sao. Tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì nếu thực sự xuất hiện dược tài hảo hạng thì sớm đã bị môn phái địa phương hoặc người của gia tộc tu tiên thu mua, chờ lão đến thì ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Cho nên đi tìm ở phụ cận của vài quốc gia tu tiên giới, nhân sinh nơi đó lại không dành, hy vọng lại càng xa vời. Cho nên khi lão ở ngoài động phủ vừa nghe vị sư điệt nói có chút dược tài một ít năm thì trong lòng cũng rung động, liền giữ ý niệm trong đầu nhìn xem nên mới tiến vào động phủ vô cùng đơn sơ này. Kỳ thật trong mắt lôi vạn hạc, một đệ tử trúc cơ kỳ có thể dược tài gì tốt, nhiều lắm cũng chỉ là thảo dược hai, ba trăm năm. Dù gì thì lão cũng đi tìm trong thời gian dài như vậy, cũng chỉ thu được dược tài bốn trăm năm mà thôi. Điều này chính là người ta thấy lão là cao thủ kết đan kỳ nên không có người dám tranh giành với hắn. Hôm nay hai gốc linh thảo này có đủ sáu, bảy năm thời gian đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, điều này làm lão cơ hồ không thể tin, thật vui mừng khôn xiết. Bởi vậy bộ dáng lão tuy nhìn như là đang xem không trước mắt hai gốc linh thảo trên tay, tựa hồ như phán đoán năm tuổi nhưng trên thực tế là lo lắng làm thế nào mới có thể đem dược tài từ trong tay vị sư điện này thu tới. Dù sao thứ hy hãn như vậy đặt ở trong tay đối phương, lão nghĩ thật đáng tiếc. Hay là cho lôi đại tu sĩ là lão luyện đan mới có thể phát huy hết công hiệu. Tuy nhiên lão cũng là người lão cá sống nhiều năm như vậy nên trong chớp mắt liền mượn miệng nói giúp. Vì thế lão ho khan hai tiếng, có chút không muốn bỏ qua dược tài này. Sau khi bỏ vào hộp mới vặn vẹo cổ cơ hồ nhìn không thấy, đối mặt với Hàn Lập. Sư điệt hai gốc dược thảo này thực sự là chân phẩm khó tìm được, hỏa hậu có đủ 6, 700 năm. Chỉ sợ tốn không ít tâm huyết của sư điệt mới có thể thu tới tay. Dạ phải, đệ tử phí nhiều công sức mới từ một bí điếm nào đó trả giá mua bán mới tới tay được lúc ấy còn có một gốc cây linh thảo ngàn năm cần bán nhưng đáng tiếc đệ tử thật sự vô lực mua được đành phải trơ mắt nhìn thấy người khác mua đi điều này vẫn làm cho đệ tử tiếc nuối hàn lập nửa thật nửa giả nói bí điếm còn có linh thảo ngàn năm vị sư bá mập mạp nghe vậy cơ hồ lập tức từ ghế đá nhảy dựng lên đối với lão mà nói việc này đâu chỉ là sự tình đáng tiếc quả thật giống như đau xé tâm can tưởng tượng lão một vị tu sĩ kết đan kỳ tiêu tốn hết tâm cơ đi tìm linh thảo linh dược ngay cả bí điếm các nơi cũng đi bảy, tám nhà, như thế nào lại không gặp được chuyện tốt như vậy. Nếu mà lão lúc ấy ở đó sẽ không để kỳ chân như vậy biến mất trong tầm mắt. Dù tốn nhiều linh thạch để đổi lão cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Nghĩ rằng kỳ ngộ cực tốt, ngàn năm một thuở lại bị tiểu tử trước mắt này để sổng mất, vị sư bá mập mạp liền tức xịt khói, muốn nắm cổ đối phương chất vấn. Tuy nhiên lão cũng biết rõ với thân phận đối phương là đệ tử trúc cơ kỳ, mua không nổi thiên giới chi vật như vậy thật sự là sự tình rất bình thường tốt lắm, đã qua thì cho qua đi, nói không chừng lần sau còn có loại cơ hội này. Vị sư bá mập mạp rút cuộc bình tĩnh trở lại, không thể không dùng miệng lưỡi không đúng với tâm trạng an ủi hàn lập vài câu. Dù sao lão còn muốn tính kế thu lấy hai gốc linh thảo này của đối phương. Hôm nay dù nói gì đi nữa lão cũng không thể bỏ qua thứ này. Hàn sư điệt, hai gốc cây linh thảo này người đinh xử trí ra sao? Chẳng lẽ người muốn giao cho luyện đan sư trong bổn môn xử lý sao? chẳng qua sư bá muốn nhắc nhở ngươi rằng trình độ mấy vị luyện đan sư của hoàng phong cốc chúng ta thực sự là không thể chịu được nếu là đem thứ chân quý như vậy giao cho bọn họ xử lý tuyệt đối là tàn bạo đối với thiên vật ngươi sẽ tổn thất rất lớn vị sư bá mập mạp này làm bộ dáng có phong phạm trưởng giả nhấn mạnh sao có thể giao cho bọn họ luyện chế kỳ thật đệ tử định dùng mấy gốc linh dược này đổi lấy một thứ hữu dụng phải biết rằng đệ tử mua mấy gốc linh dược này cơ hồ nhanh chóng táng ra bại sản như thế nào dễ dàng lãng phí hàn lập đem đầu lắc lắc không ngừng nói ra lời làm lôi vạn hạc cảm thấy ngoài ý muốn làm từ ngữ lão đã chuẩn bị hoàn hảo lúc trước bị chặn đứng tuy nhiên vị sư bá mập mạp này thay đổi ý nghĩ vị sư điệt này muốn dùng dược thảo hoán đổi thứ gì đó điều này không phải là càng hợp ý của lão sao chứ bằng thân phận tu sĩ kết đan kỳ của mình trừ việc thiếu hụt nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí còn có thể không có cái gì thỏa mãn đối phương sao chứ đây đúng là cơ hội quang minh chính đại trao đổi Nghĩ đến đó ánh mắt lôi vạn hạc bởi vì mỉm cười càng thêm híp lại, cũng càng thể hiện ra vẻ thân thiết. Chẳng biết hàn sư điệt cần cái gì, sư bá ta mấy trăm năm qua cất giữ cũng không ít. Nói không chừng có vật mà sư điệt cần vị sư bá mập mạp chớp chớp đôi mắt nhỏ, đột nhiên vui vẻ nói. a à, sư bá chẳng lẽ cũng cần linh thảo này, nếu như thế đệ tử có thể biếu cho sư bá một gốc, coi như là vãn bối hiếu kính người hàn lập lúc này tựa hồ như giật mình hiểu ra, vội vàng tôn kính nói lôi vạn hạc thấy hàn lập thông minh như thế không đề cập đến vấn đề đế trao đổi lập tức muốn đem một gốc linh thảo đưa cho mình không khỏi rất là cao hứng thấy hắn càng lúc càng thuận mắt nhưng mục tiêu của lão mập chính là muốn thu cả hai gốc cây một gốc còn lại lão cũng không thể buông bỏ bởi vậy lôi vạn hạc vung tay lên nói với mười phần hào khí hàn sư điệt nói lời gì chẳng lẽ ta lôi vạn hạc là người tham lam đồ vật của vãn bối sao chứ cần cái gì cứ nói là được sư bá lập tức tìm đến để trao đổi công bình với ngươi, tuyệt sẽ không để sư điệt thiệt thòi. Là pháp khí đỉnh cấp hay là đan dược hữu dụng, Hàn Lập sau khi nghe đối phương hào khí nói vậy, trong lòng mừng rỡ. Hắn đâu lớn gan như vậy, chính là muốn đợi cho đối phương nói những lời này ra, nhưng lại gãi đầu gãi tai, tựa hồ rất khó xử nói. Không dối gạt lôi sư bá, đệ tử thực sự cảm thấy hứng thú đối với con đường luyện đan. Nhưng trong tàng thất của nhạc lộc điện căn bản không có phương thuốc thực dụng. Đệ tử sau này mới biết rằng phương pháp luyện đan được lưu lại từ thời viễn cổ sớm đã thất truyền không sai biệt lắm. Hiện tại các phương pháp luyện đan của các vị sư huynh đệ hay là sư bá hoặc là hơn 10 thế hệ trong gia tộc cực khổ nghiên cứu ra, hoặc là ngẫu nhiên tìm được từ trong di tích thượng cổ, tất cả đều vô cùng quý giá, không dễ dàng bằng lòng chỉ bảo. Bởi vậy đệ tử đã nghĩ dùng hai gốc cây linh thảo này trao đổi một loại phương pháp luyện đan thích hợp cho mình sử dụng mà thôi. Chương 236 Cổ phương, trao đổi phương thuốc sắc mặt của vị sư bá mập mạp với nụ cười híp mắt ban đầu lập tức ngưng trệ. Đệ tử biết, phương thuốc này là vật báu chân quý như tính mạng của các vị sư huynh cùng sư bá, cho nên cũng không kén chọn. Chỉ cần có thể tại trúc cơ kỳ tốc độ tu luyện của đệ tử tăng lên một chút, tuyệt không kén cá chọn canh. Hàn Lập rất thành khẩn nói, từ trong lần nói chuyện của Hàn Lập với tiểu lão đầu, sau khi biết được tình huống cụ thể về cách điều chế đan dược trong tu tiên giới, hắn có chủ ý muốn thu thập một ít phương thuốc để cung cấp cho mình sử dụng dù sao hắn là người có bí pháp đẩy nhanh sự trưởng thành của dược thảo, tại sao không đem ưu thế này phát huy hết mức. Tuy nhiên rất nhiều phương thuốc, tất cả đều nắm trong tay của tu sĩ kết đan kỳ, đệ tử trúc cơ kỳ cho dù có khoảng một, hai phương thuốc như vậy, cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược tầm thường. Bởi vậy chủ ý của hắn lúc đầu đúng là hướng vào trên người vị sư phó lý hóa nguyên kia, nhưng hôm nay gặp vị lôi sư bá này, Hàn lập lập tức thay đổi đối tượng trong kế hoạch. Bởi vì bất kể thế nào, Vị lôi sư bá này so với sư phó hắn càng dễ dàng đắc thủ hơn nhiều. Không những Hàn Lập hiểu được Lý Hóa Nguyên đối với vị ký danh đệ tử như hắn thật sự quá coi thường, cũng không vì hắn cùng lão là quan hệ thầy trò, mà ngược lại lão càng ra tay thâm hiểm, làm hắn chịu trận triền nguyên. Rất có thể thủ pháp như ngày hôm nay sử dụng trên người Lý Hóa Nguyên, lão chỉ cần miêu tả sơ sài rồi nói với hắn vài câu như có hiếu tâm là tốt. Là có thể danh chính ngôn thuận thu được hai cây chu linh thảo này. Hàn Lập còn phải làm ra bộ cảm kích rơi nước mắt đa tạ sư phụ với vẻ mặt vui vẻ bây giờ thật vất vả mới gặp tu sĩ kết đan kỳ khác hắn tự nhiên phải tận dụng cơ hội hiếm có này muốn đổi phương thuốc chuyện này thật sự rất là phiền phức lôi vạn hạc không biết nghĩ tới cái gì vẻ mặt rút cuộc cũng trở nên thoải mái nhưng hai hàng lông mày lại nhanh chóng nhăn tiết lại bộ dáng với thần tình bất định hàn lập thấy vậy cũng không có thất vọng ngược lại trong lòng lại kêu to tuyệt đối có thể thành công nếu không vị lôi sư bá này sẽ không có loại vẻ mặt như vậy chỉ cần đối với đệ tử hữu dụng bất cứ phương thuốc nào cũng có thể được sư điệt sẽ không để cho sư bá khó xử hàn lập vội vàng giảm bớt đòi hỏi của mình xuống một cấp hàn sư điệt à sư bá nơi này đích xác là có một ít phương thuốc không tệ nhưng đồ vật này là cách điều chế độc môn chỉ nhất mạch bí truyền trong gia tộc thật sự không thể lấy ra trao đổi lôi vạn hạc vẫn còn lắc đầu tiếc hận nói hàn lập nghe xong cực kỳ thất vọng vẻ mặt hiện ra không có chút che giấu vị lôi sư bá mập mạp này sau khi nhìn vào trong mắt liền cười hề hề nói. Mặc dù phương thuốc của gia tộc ta không thể trao đổi với người được, nhưng trong tay ta có vài phương thuốc cổ. Cái này một phần là tự mình ta tìm được từ trong di tích, phần còn lại là cùng bằng hữu trao đổi với nhau. Trao đổi cùng ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Thật sao? Vậy đệ tử đa tạ sư bá. Hàn lập mừng rỡ vội vàng tạ ơn. Chậm đã, chờ ta đem lời nói xong, rồi tạ ơn cũng không muộn vị sư bá mập mạp này khoát tay chặn lại, nói ra điều vẫn còn giữ trong lòng nếu muốn trao đổi ta làm sư bá phải giải thích rõ ràng trước một vài việc vị sư bá mập mập nghiêm chỉnh nói điều này làm cho hàn lập có chút sửng sốt xin mời sư bá nói thẳng đệ tử nhất định nghe rõ lời dạy bảo hàn lập lập tức cung kính nói không phải là dạy bảo gì cả ta nghĩ trước tiên nên đem lời không đáng giá nói tránh cho ngươi sau này đổi ý lôi vạn hạc nước hàn lập một cái thản nhiên nói nếu như đan dược dựa theo phương thuốc cổ này luyện chế ra Tất cả đều là linh đan cực phẩm vô giá, nhưng mấu chốt chính là nguyên liệu của phương thuốc hiện nay tìm được quá khó khăn. Ta thật sự không biết người có thu thập được hay không. Đương nhiên nguyên liệu chỉ là khó tìm mà thôi, tuyệt đối ở thế gian vẫn còn tồn tại. Cũng không phải như là mấy phương thuốc cổ khác, nguyên liệu sớm đã tuyệt tích không biết đã bao nhiêu năm. Thật ra đại đa số phương thuốc mới nghiên cứu ra, cũng chỉ là dựa trên phương thuốc cổ, không ngừng tìm kiếm nguyên liệu thay thế mới một lần nữa thí nghiệm ra cái gì đó mặc dù có nguyên liệu luyện đan nhưng công hiệu cũng đồng dạng kém hơn không ít. Đây thật đúng là chuyện bất đắc dĩ của tu tiên giới. Những lời này của vị sư bá mập mạp làm cho Hàn Lập nghe được sừng sừng sốt sốt. Tuy nhiên hắn cũng nghe hiểu rõ ràng ý tứ của đối phương. Ý tứ của sư bá là, rất đơn giản, sau khi người có được phương thuốc, nếu tìm không ra nguyên liệu để luyện đan, có thể tìm một ít vật phẩm thay thế. Nói không chừng cũng có thể thành công chút ít vị sư bá mập mạp trịnh trọng nói với Hàn Lập hàn lập nghe xong cũng không nói gì tuy nhiên hắn trong lòng rõ ràng vị sư bá này sợ là trao đổi phương thuốc cho mình mà mình thật sự khó có được nguyên liệu để phối xứng tâm lý trong lòng có chút tội lỗi lúc này mới trước hết thức tỉnh mình một chút như vậy xem ra vị lôi sư bá này tâm tính không phải là xấu xa hàn lập thầm nghĩ nhưng không biểu hiện ra mặt bộ dáng hắn vẫn còn nhu thuận luôn miệng nói đúng cho thấy muốn trao đổi phương thuốc lôi vạn hạc thấy vậy trong lòng cao hứng hiểu được rằng mình vẫn chiếm được tiện nghi quá lớn của vị sư điệt này cảm thấy có chút tội lỗi vì vậy sau khi lão suy nghĩ một chút liền nói như vậy đi người nơi này có hai cây chu linh thảo một gốc cây đổi một cách điều chế đi sư bá cũng không thể để ngươi thiệt thòi quá nhiều hàn lập nghe xong liền nao nao nhưng lập tức mừng rỡ như điên hảo cảm đối với vị lôi sư bá này liền tăng lên rất nhiều hắn liên tục hướng lôi vạn hạc tạ ơn lời của hàn lập lần này là toàn tâm toàn ý không có điểm giả dối được rồi đây là mục lục phương thuốc, ngươi chọn lựa hai cái đi, bên trong tất cả đều là tính năng đan dược cùng nguyên liệu cần dùng. Đợi chọn lựa kỹ càng xong, ta liền đem phương thuốc chính thức sao lục lại cho ngươi vị sư bá mập mạp móc ra một cái ngọc giản, ném cho Hàn Lập. Hàn Lập kích động tiếp nhận lấy vật đó, cũng có chút kỳ quái. Vị sư bá này hoàn thành cái mục lục này lúc nào vậy? Nhưng vấn đề này chỉ lóe qua tức thời trong óc hắn. Hàn Lập liền nhận lấy ngọc giản, cẩn thận tìm kiếm phương thuốc thích hợp. Tụ linh đan, còn có luyện khí tán này đi sau khi Hàn Lập thu hồi tâm thần từ trong ngọc giản, hưng phấn nói. Tụ linh đan, luyện khí tán, vị sư bá mập mạp sau khi nghe xong, nhàn nhạt gật đầu, cái gì cũng không nói, lập tức từ trong túi chữ vật lôi ra hai cái ngọc giản khác vứt qua. Được rồi, không còn sớm nữa, ta đây cũng cần phải trở về vị sư bá mập mạp cầm linh thảo trên bàn, sau khi vui vẻ thu nhận, lập tức cáo từ rời đi. Lão hôm nay nguyên liệu đã đủ, phải vội vã trở về luyện chế tăng nguyên đan của chính mình chứ. Hàn Lập nghe xong, vội vàng đứng dậy đưa tiến, nhưng khi đưa đến cửa động phủ, Hàn Lập đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hắn liền hướng đối phương hỏi qua nơi đặt động phủ hiện nay của Lý Sư Phó. Vị sư bá mập mạp khi nghe Hàn Lập là ký danh đệ tử của Lý Hóa Nguyên, giật mình không nhỏ, nhưng vẫn đem địa phương kia nói cho Hàn Lập, sau đó ngân quang nổi lên, bay đi cực nhanh. Sau khi Hàn Lập nhìn kỹ lôi vạn hạc trong không trung hoàn toàn biến mất, mới mang theo sắc mặt vui mừng đem ngọc giản chứa phương thuốc lấy ra, lại đem ngắm nghía một chút sau hồi lâu mới xoay người muốn trở lại bên trong phủ. Nhưng Hàn Lập mới bước đi hai bước, đồ vật ở động khẩu phụ cận thu hút sự chú ý của hắn. Liếc mắt nhìn lại, đúng là thi thể của Lâm Sư Huynh nọ nằm còng queo ở nơi này, vẫn còn duy trì tư thế bị vị sư bá mập mạp kia ném xuống. Hàn Lập sau khi sửng sốt một chút, liền không có do dự đi qua. Đi tới trước thi thể, hắn bắt đầu cúi người tìm kiếm. Hắn nhớ rất rõ ràng, vị lôi sư bá kia không có động chạm bất cứ đồ vật gì trên thi thể, không biết là ngại ngùng mặt mũi khi ở trước mặt vãn bối như hắn hay là căn bản không coi ra gì mấy thứ của một gã đệ tử trúc cơ kỳ. Quả nhiên Hàn Lập ở trong áo của thi thể tìm được một cái túi chữ vật. Điều này làm cho mặt mày Hàn Lập trở nên hớn hở. Dù sao Hàn Lập đối với khôi lỗi đó rất hứng thú, hẳn là trong túi chữ vật của đối phương có một số lượng lớn. Nhưng sau khi Hàn Lập kiểm tra túi chữ vật này một lượt, vẻ tươi cười trên mặt dần dần biết mất, bởi vì trong túi chữ vật một cái khôi lỗi cũng không có, trừ vài viên linh thạch và hai bình đan dược phổ thông ra chỉ có một cái ngọc giản không ra gì điều này làm cho nhiệt tình tràn đầy của hàn lập lập tức bị dập tắt rõ ràng ngày đó hắn điều khiển nhiều khôi lỗi như vậy tại sao hôm nay một cái cũng không có chẳng lẽ đều tiêu tan hết rồi sao hàn lập lẩm bẩm vẻ mặt mất hứng lần này hàn lập đã đoán đúng không sai biệt lắm nguyên bổn ngày đó lâm sư huynh có thao túng nhiều khôi lỗi nhưng vẫn khó phân thắng bại với đối thủ nhưng sau khi bốn huynh đệ cùng bào thai của thiên trúc giáo đánh chết hai gã tu sĩ chạy trốn kia liền chạy tới trợ giúp. Lâm sư huynh mắt thấy tình huống không ổn, lúc này liền làm nổ khôi lỗi, sau đó thừa dịp đại loạn của đối phương mới chạy thoát khỏi vòng vây. Cho nên bên trong túi chữ vật một cái khôi lỗi cũng không có. Hàn lập thất vọng, tiện tay đem ngọc giản nọ lấy ra, sau đó giống như lề thói thường ngày, đưa thần thức đi vào giò xét, tùy ý nhìn vài lần kết quả hai mắt hàn lập trong dây lát mở to ra, thần tình uể oải trên mặt tan biến. Bởi vì thần thức vừa mới đi vào trong ngọc gián, ba chữ to đại diễn quyết màu vàng liền xuất hiện. Chương 237: Tham kiến. Hôm nay Hàn Lập đã nghe đại diễn quyết này vài lần rồi, bị Lâm sư huynh đem ra dẫn dụ, đột nhiên hắn tùy ý trở tay liền dễ dàng tìm được, thật sự làm cho Hàn Lập có cảm giác hoang đường, không đúng. Tuy nhiên công pháp tu luyện đại diễn quyết được Lâm sư huynh mang theo người, thật đúng là ngoài ý liệu của hắn hàn lập thật không biết vị lâm sư huynh này rất ngu xuẩn hay là rất thông minh bây giờ hắn quyết định đem công pháp đại diễn quyết bên trong ngọc giản xem một lần đích xác giống như lâm sư huynh nói chỉ có khẩu quyết bốn tầng xem ra về điểm ấy đối phương cũng không có lửa gạt hắn nhưng xuất hiện một việc làm cho hàn lập ngạc nhiên hơn sau khi hắn đem công pháp đại diễn quyết xem toàn bộ ngay sau đó lại xuất hiện một bộ kinh văn gọi là khôi lỗi chân giải bên trong đều là dạy pháp môn làm thế nào để luyện chế các loại khôi lỗi thú và khôi lỗi nhân đúng là một bộ khôi lỗi chế tác đại toàn cực kỳ tương tận. Hàn Lập sau khi xem một hồi, rút cuộc thần tình hưng phấn đem thần thức thoát ra, bộ dáng tựa hồ cực kỳ cao hứng. Nhưng hắn sau khi nhìn ngọc giản trên tay, lại nghĩ tới chuyện gì đó, thần sắc đột nhiên có chút cổ quái. Đại diễn quyết kết hợp với khôi lỗi chân giải làm thành một cặp, nếu như đồng thời tu luyện, quả thực là phối xứng cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần cả hai tu luyện đến một tầng thứ nhất định, là có thể giống như Hoàng Long ngày đó, một người bằng vào uy lực của nhiều khôi lỗi, đem mấy tên tu sĩ trúc cơ đồng cấp chèn ép cắt cao, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Công pháp gây ra áp lực đối với tu sĩ trúc cơ kỳ này làm cho hàn lập động tâm. Tuy nhiên thiếu sót khi tu luyện chúng nó cũng như hắn đã phân tích qua cực kỳ rõ ràng, rất có thể sẽ làm chậm chế tu luyện của bản thân, làm cho cơ hội kết đan vốn đã rất xa vời hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đây chính là được không bằng mất về phần đại diễn quyết có thể xúc tiến tỷ lệ kết đan có chết hàn lập cũng không tin loại hồ ngôn loạn ngữ không có chút căn cứ này hàn lập cúi đầu tự xem xét một chút trong khoảng thời gian ngắn rất khó lựa chọn lắc lắc đầu trước tiên đem ngọc giản bỏ vào trong túi chữ vật chuẩn bị sau này xử lý nó dù sao có tu luyện đại diễn quyết và luyện tập khôi lỗi chế tạo thuật vật đã được đưa tới trước cửa hay không bây giờ quyết định cũng quá vội vàng đợi sau này tâm tình ổn định rồi xem xét chuyện này đi tuy nhiên thu hoạch lần này vẫn còn kích thích hàn lập hắn đột nhiên nhớ ra mặc dù đám người hoàng long cùng túi chữ vật cũng đều bị kiếm quang lôi thuộc tính của lôi vạn hạc diệt trừ không còn một mống nhưng tựa hồ vẫn còn một ít khôi lỗi chưa kịp thu vào còn đang ở ngoài trận đây chính là đồ tốt không cầm là không được a à. hàn lập nghĩ đến đây tâm tình lập tức tốt lên đi ra khỏi đại trận quả nhiên bên ngoài trận cách đó không xa tìm được khôi lỗi nhân cùng cơ quan thú bởi vì không bị người nào điều khiển nên khôi phục hình dáng bằng lòng bàn tay, bất quá cũng không nhiều như trong tưởng tượng của Hàn Lập, chỉ có khoảng hai mươi mấy cái, những cái khác đều bị kiếm quang lôi vạn hạc quét qua đã hóa thành cho bụi. Tuy nhiên cho dù như vậy, Hàn Lập vẫn tràn đầy hăng hái, đem chúng nó nhất nhất thu hồi. Quét sạch nhiều đồ tốt như vậy, nhưng Hàn Lập vẫn thấy chưa đủ, hận 180 cái khôi lỗi nhân ngẫu không hiện ra trước mắt thêm lần nữa để cho hắn thu lấy, loại tâm tính này cũng làm cho Hàn Lập thấy buồn cười thật sự là lòng tham không đáy. Sau khi thấp giọng tự diễu vài câu, Hàn Lập liền trở lại động phủ, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút hai phương thuốc cổ kia rồi hãy nói. Tiếp theo, chờ ngày mai đi tới chỗ sư phó Lý Hóa Nguyên, coi có khả năng thu được một bộ công pháp không tệ không. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đứng trên thần phong chu, trực tiếp bay đến phía đông của Thái Nhạc Sơn Mạch. Hôm qua hắn từ trong miệng lôi vạn hạc biết được rằng động phủ của vị sư phó xây ở một chỗ dưới ngọn núi, mà gần đây Lý Hóa Nguyên ở trong động, tựa hồ đang vội vàng làm cái gì đó, thật đúng lúc nếu như giờ phút này đi tìm lão. Với tốc độ của thần Phong Chu, Hàn Lập không phí bao nhiêu thời gian liền tìm được địa phương theo như lời nói của Lôi Vạn Hạc, nơi này quả nhiên là cực kỳ bí mật, nhưng là một chỗ non xanh nước biếc. Hàn Lập đứng ở trước một thác nước cực lớn ở dưới ngọn núi, từ trong áo lấy ra một tờ truyền âm phù, sau khi thấp giọng nói nói cái gì, liền hướng ra ngoài ném đi, phù lục liền hóa thành một đạo hỏa quang, vọt vào trong màn nước lớn biến mất không thấy. Qua một đoạn thời gian ước chừng một nén nhang, màn nước đột nhiên trống rỗng tách ra, một cái đại động xuất hiện. Tiếp theo từ bên trong bay ra một gã nho sinh thon gầy khoảng hơn 30 tuổi, người này vừa thấy Hàn Lập lập tức nhiệt tình chào hỏi. Chính là sư đệ Hàn Lập phải không? Tại hạ là đại đệ tử của sư phó, Vu Khôn, người có thể gọi ta một tiếng là Vu Sư Huynh. Nho sinh nói xong, cực kỳ tiêu sái bay xuống bên cạnh Hàn Lập, mặt mày tươi cười nhìn hắn. Đại sư Huynh, Hàn Lập làm bộ dáng rất câu nệ, thành thành thật thật. Vị vu khôn đại sư huynh thấy vẻ mặt Hàn Lập như vậy, lại nghe một tiếng sưng hô nhu thuận của hắn, càng vui vẻ hơn, ngoài miệng cực kỳ thân thiết nói. Cái gì là đại sư huynh, sưng hô như vậy quá khách khí rồi. Có thể sưng hô vu sư huynh là được, ta cũng từ sư phụ sớm đã nghe nói qua chuyện của sư đệ, Hàn sư đệ có thể tham gia huyết sắc thí luyện mà quay về với thu hoạch lớn, thật đúng là một chuyện đặc biệt vu khôn luôn miệng khen ngợi. Hàn Lập cũng cười khan mấy tiếng, không biết vị này đối với mình một tên ký danh đệ tử tại sao lại khách khí như thế điều này làm cho hắn trong lòng trở nên bất an lúc đầu nghe nói sư đệ tư chất không tốt nhưng hôm nay vừa thấy hàn sư đệ cũng chúc cơ thành công điều này thật sự là việc đáng mừng vu khôn tựa hồ đối với việc hàn lập chúc cơ thành công sớm đã biết trước cho nên từ đầu đến cuối đối với việc hàn lập đã tiến vào chúc cơ kỳ không lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng trong miệng vẫn hướng hàn lập chúc mừng không ngừng điều này càng làm cho hàn lập sợ hãi được rồi sư phó còn đang ở bên trong phủ chờ sư đệ đấy đừng làm cho lão nhân ra đợi lâu trước tiên tiến vào lục ba động đi vu khôn phảng phất vừa mới nhớ ra chuyện này sau khi vỗ ót liền cười hì hì nói hàn lập thấy loại biểu hiện này của đối phương khóe miệng giật giật nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra bộ dáng kính cẩn lên tiếng đáp ứng liền cùng nhau bay vào trong màn nước vừa đi vào màn nước trước mắt hàn lập sáng ngời một cái tiểu cốc thiên nhiên xuất hiện chẳng những hoa thơm chim hót cây xanh nước sạch lại có một ít động vật nhỏ cực kỳ quý hiếm, chạy tới chạy lui, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Đây là, Hàn Lập cảm giác được đầu óc mình tựa hồ có chút ngưng trệ. Một màn trước mắt này thật sự làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vị sư phó của mình còn thích nuôi dưỡng tiểu sủng vật? Điều này thật sự làm hắn rất kinh ngạc. Ha ha, thế nào, sư đệ cảm thấy ngoài ý muốn sao? Không riêng gì ngươi, kỳ thật mỗi một khách nhân vừa vào cũng sẽ bị hết thảy màn này làm hoảng sợ tuy nhiên các động vật nhỏ này không phải là sư phó nuôi dưỡng mà là bảo bối của sư nương nhưng ngàn vạn lần đừng xúc phạm tới chúng nếu không sư nương tuyệt đối không tha cho ngươi vu khôn cười hì hì lộ ra vẻ mặt ta sớm biết ngươi sẽ thất kinh sư nương hàn lập thật sự há mồm cứng lưỡi đúng vậy sư nương mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ nhưng cảm tình với sư phó rất tốt hơn nữa là người cũng rất ôn hòa ở chung rất tốt vu khôn nhún vai nói vì vậy hàn lập mang theo một đầu mờ mịt bị Vu Khôn dẫn vào trong một sơn động to lớn ở một bên sơn cốc, sau đó ở đại sảnh trong động Hàn Lập thấy sư phó Lý Hóa Nguyên của mình cùng một thiếu phụ xinh đẹp khác, ước chừng khoảng 27, 28 tuổi. Không cần phải nói khuôn mặt vị sư phó của mình vẫn lạnh như băng, tuy nhiên nhìn thấy Hàn Lập vào, cuối cùng cũng mỉm cười. Mà vị thiếu phụ kia, mặc dù Hàn Lập thấy xinh đẹp nhưng trước mặt Lý Hóa Nguyên sao dám nhìn kỹ. Chỉ là nhìn lướt qua một cách thô sơ giản lược, sau đó cung kính tiến lên thi lễ nói: đệ tử Hàn lập bái kiến sư tôn, ừm, ngươi đứng lên đi, bên cạnh ta là sư nương ngươi, ngươi cũng ra mắt một chút đi lý hóa nguyên thấy thái độ cung kính của Hàn lập thì rất hài lòng, ngón tay chỉ thiếu phụ bên cạnh nói. Tham kiến sư nương, Hàn lập âm thầm thở dài, không thể làm khác hơn chính là hướng vị thiếu phụ thoạt nhìn cũng không lớn hơn bao nhiêu so với mình thi lễ. Được rồi, không nên đa lễ, thiếu phụ vừa thấy Hàn lập tiến lên tham bái, mỉm cười nói. Thanh âm mềm mại dễ nghe, bộ dáng hòa nhã, dịu dàng thể hiện ra không ít quả nhiên là một nữ tử cực kỳ ôn nhu hàn lập ta mấy ngày trước nghe người ta bẩm cáo chuyện ngươi chúc cơ thành công điều này thực sự làm cho ta khó có thể tin giật mình không nhỏ lý hóa nguyên cười nói khẩu khí vô cùng ấm áp làm cho hàn lập có cảm giác được sủng ái nhưng dùng mình đó là do đệ tử may mắn mới có thể chúc cơ thành công kỳ thật ngay cả đệ tử cũng có chút giật mình hàn lập trên mặt khẽ đỏ lên tựa hồ rất ngượng ngùng nói ha ha may mắn cũng là sự thể hiện tư chất một người nếu tu sĩ trời sinh tư chất hơn người, chẳng phải là do may mắn mới có được ước thiên phú tốt như thế sao Lý Hóa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. a à, cái này, Hàn Lập không nghĩ tới việc này, có chút xấu hổ nói không ra lời. chương 238, Phu Khôn Đích Khả Phạ. Được rồi, người ta là đồ đệ vừa tới không lâu, không nên gặp mặt là giáo huấn được. Thiếu phụ sau khi nhìn bộ dáng bất an của Hàn Lập, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, ôn nhu nói với Lý Hóa Nguyên. Được, Phi Phu đã biết rồi, mặc kệ nói như thế nào, vị hảo đồ đệ này là ân nhân cứu mạng của phu nhân, ta làm sư phó nhất định sẽ bồi thường tốt một chút. Vẻ mặt Lý Hóa Nguyên tràn đầy ôn nhu liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, quay đầu lại nói với Vu Khôn vẫn còn đứng ở bên. Người trước tiên đi xuống đi, ta và sư nương ngươi muốn cùng hàn sư đệ của ngươi một mình nói chuyện, không cần có người khác ở đây. Tuân mệnh, sư phụ, Vu Khôn cung kính ứng tiếng nói, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ liếc mắt nhìn trộm hàn lập một cái, mới nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ân nhân cứu mạng, bồi thường, Hàn Lập lúc này thật là mờ mịt, thật không biết hai từ này vì sao lại xuất hiện trên người mình. Hắn lúc nào đã làm chuyện như vậy, tại sao chính mình lại không biết? Chứng kiến bộ dáng ngây ngốc của Hàn Lập, Thiếu phụ không nhịn được hé miệng cười nói: "Phu quân, giải thích cặn kẽ một chút đi, vị đồ đệ này của chàng cái gì cũng không biết, đừng làm cho người ta một đầu mờ mịt." Lý Hóa Nguyên sau khi nghe Thiếu phụ nói như vậy, mỉm cười gật đầu nói với Hàn Lập: Hàn Lập à, người bây giờ hẳn là biết nguyên nhân ngày đó ta thu ngươi làm đồ đệ chứ. Không có gì xấu hổ nói rằng ta làm trưởng bối đích thật là tham đồ thiên địa linh dược, cho nên mới lấy danh nghĩa thu đồ đệ để từ chỗ ngươi lấy đi một nửa, nếu không ngươi hẳn sẽ được hai viên trúc cơ đan chứ không chỉ đơn thuần là một viên. Tuy nhiên ta tự nhận mặc dù vô duyên vô cớ mấy của ngươi một ít, nhưng cũng làm cho ngươi trong cuộc sống sau này có thể dùng danh nghĩa của ta để làm chỗ dựa, mà không bị người ta dễ dàng khi dễ, nhục mạ, việc này cũng tính là cho ngươi dù sao lấy tư chất của ngươi lúc ấy mà nói cho dù có nhiều trúc cơ đan tựa hồ cũng không có hy vọng trúc cơ thành công lý hóa nguyên thần sắc không thay đổi nói tựa hồ đối với hành vi ngày đó cũng không cảm thấy có gì không ổn nhưng sau lại bất đồng không lâu sau khi ta lấy được linh dược đang muốn luyện một ít đan được giúp tăng tiến pháp lực thì đột nhiên phu nhân ta tu luyện sai lầm lúc này tính mạng bị đe dọa may mắn bằng vào linh dược còn chưa có dùng lấy được từ chỗ của ngươi mới tạm thời bảo trụ tánh mạng trong mấy năm sau này dùng số linh dược còn lại luyện chế ra đan dược giải cứu rút cuộc làm cho phu nhân ta vài ngày trước bình phục bởi vậy khi ta nói lai lịch linh dược cho phu nhân mình thì nàng lập tức biểu thị muốn bồi thường ngươi một chút dù sao nàng toàn bộ đều dựa vào linh dược đó mới bảo trụ được tính mạng ngươi cũng có thể xem như là ân nhân cứu mạng của nàng lý hóa nguyên vừa nói tới lúc thiếu phụ tính mạng bị đe dọa sắc mặt biến đổi vài lần tựa hồ hồi tưởng đến hung hiểm ngày đó xem ra hắn đối với thiếu phụ bên cạnh thật đúng là tình cảm sâu đậm. Ta sau khi nghe xong, thấy có lý liền muốn cho dù ngươi chưa chúc cơ thành công, cũng phải đem ngươi chính thức thu làm môn hạ, nhưng không nghĩ tới vẫn còn chưa ra tay hành động thì đã nghe được tin tức ngươi chúc cơ thành công, điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ta ngày đó chính miệng đã có nói qua, chỉ cần tiến nhập chúc cơ liền chính thức thu ngươi nhập môn, bởi vậy điều này không coi là bồi thường. Xem ra chỉ có thể trong phạm vi năng lực sẽ bồi thường cho ngươi một chút gì đó cuối cùng lý hóa nguyên đem chuyện đã trải qua nói một lần làm cho ánh mắt hàn lập nghe xong có chút ngây ngốc không nghĩ tới loại vận may từ trên trời rơi xuống lại chúng ngay trên đầu hắn cho dù chính tay nghe lý hóa nguyên nói muốn bồi thường cho hắn hàn lập bộ dáng vẫn có chút không dám tin tưởng ngạc nhiên đứng ở đó như vậy đi ta xem bộ dáng ngươi nhất thời vẫn còn chưa nghĩ ra trước tiên ở trong động phủ nghỉ ngơi một ngày đêm sáng mai sẽ hướng sư phụ ngươi đề xuất yêu cầu đi nên xem xét thận trọng một chút bình thường sư phó ngươi cũng không phải là một người hào phóng đây chính là một cơ hội tốt khó có được thiếu phụ liếc mắt nhìn lý hóa nguyên một cái ôn nhu nói với hàn lập làm cho lý hóa nguyên cười khan hắc hắc vài tiếng có chút khó coi hàn lập rút cuộc cũng phục hồi lại tinh thần sau khi do dự một chút vốn định đưa ra yêu cầu về công pháp nhưng bị vị sư nương này nói như vậy cũng ngượng ngùng khi từ chối hảo ý của đối phương nên gật đầu đáp ứng sau đó lý hóa nguyên gọi vu khôn vào để cho hắn bồi tiếp Hàn Lập đi vòng quanh bên trong động phủ lớn này. Vị đại sư huynh này mặt đầy tươi cười, vội vàng đáp ứng, sau đó dẫn Hàn Lập đi ra ngoài. Vẫn còn chưa đi ra đại sảnh, trong miệng đã bắt đầu giới thiệu cả động phủ. Lục ba động của sư phụ diện tích phương viên chừng mấy trăm mẫu, phòng ốc. Thiếu phụ sau khi thấy Hàn Lập cùng vu khôn dần dần đi xa, đột nhiên mỉm cười nói với Lý Hóa Nguyên. Chàng nói vị đồ đệ mới của chúng ta có thể chịu được sự phiền nhiễu của khôn nhi không? ta bây giờ vừa thấy khôn nhi mở miệng, cho dù còn chưa có lên tiếng đã thấy vài phần đau đầu. Khôn nhi này rông dài thật sự làm đầu người ta đau. Ai, không cần phu nhân nói, ta bây giờ đối với hắn cũng không có biện pháp. Hàn lập tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu vẻ mặt lý hóa nguyên bất đắc dĩ. Điều này cũng đúng, tuy nhiên chàng nói, vị đồ đệ này sẽ yêu cầu cái gì đây? Thiếu phụ đột nhiên mở to mắt, mang theo một tia giảo hoạt nói. Có thể yêu cầu cái gì ngoài đan dược, công pháp và pháp khí. Nếu không vì phu nhân một mực yêu cầu giúp vị đồ đệ láo lỉnh này, ta thật không nỡ hảo phóng như vậy đâu. Lý Hóa Nguyên mặc dù chưa có xuất ra đồ vật nhưng tựa hồ đã đau đớn ra thịt. Ân nhân cứu mạng mà không báo, thiếp tu luyện băng tâm quyết sẽ có tâm trạng không ổn, không có khả năng luyện thành cảnh giới đại viên mãn. Như thế nào có thể tiến vào kết đan kỳ để cùng chàng vĩnh viễn sống bên nhau đây chứ? Thiếu phụ đầu tiên là liếc nhìn Lý Hóa Nguyên, nhưng tiếp sau lại nói một câu vô cùng thâm tình làm cho lý hóa nguyên nghe xong rất cảm động lão lúc này vỗ ngực tỏ vẻ nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của Hàn lập để làm cho phu nhân của mình khi tu luyện tuyệt sẽ không có hậu hoạn gì cả Hàn lập tự nhiên không biết vận may rơi trúng đầu lại có liên quan đến công pháp tu luyện của thiếu phụ bây giờ hắn đang theo vô đại sư huynh nhàn nhã đi dạo chung quanh nhưng trong lòng luôn luôn nghĩ rằng loại chuyện tốt này tới quá đột nhiên làm cho hắn có một loại cảm giác dao động là lạ a à, Vô sư huynh tại sao lại rãnh rỗi tới luận kiếm đường vậy, có muốn chúng ta hai sư huynh đệ luận bàn một chút pháp thuật. Khi Vu khôn mang hàn lập đến một gian nhà đá phụ cận cực kỳ rộng lớn thì bên trong vừa lúc đi tới một gã hán tử tinh trắng. sau khi nhìn thấy Vu khôn thuận miệng nói nhưng ánh mắt không ngừng quét trên người hàn lập.